Mời các bạn nghe phần 10, Phó Dục nhìn đi nhìn lại ba bốn lần mẫu thư ngắn ngủn, sau đó mới thu lại ánh mắt. Phó Dục dĩ nhiên biết Tần Lương Ngọc có ý ngấp nghé du đồng, trong nửa năm chôn chân tại kinh thành, thậm chí hắn còn lo sợ bị Tần Lương Ngọc đào góc tường, nhưng vướng phải nhiều việc lặt vặt không dứt ra được, chỉ có thể thỉnh thoảng viết thư tặng quà thể hiện tấm chân tình. May mắn là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sau khi hắn trở về, cả hai lưỡng tình tương duyệt, kết duyên phù thề. Chỉ là không ngờ rằng ở giữa còn có sự việc như vậy những con chữ gần như bày tỏ thẳng thừng viết trên giấy trắng mực đen được cất trong cuốn sổ một cách nguyên vẹn chỉ có điều những từ ngữ trên đó thực sự ngứa mắt khiến người khác khó chịu phó dục lại liếc nhìn khịt mũi nhẹ một cái duỗi ngón tay ra dễ dàng vò tờ giấy thành một quả bóng ném vào sọt xác dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc nghe thấy giọng du đồng nói chuyện với ngọc trâm hẳn là vừa mới tắm ra liên nhấc người dậy đi vào gian trong trong phòng nên cháy sáng rực du đồng yêu kiều dưới ánh nến bộ đồ ngủ đối khâm màu vàng kem rộng rãi hai bên vai xuôi xuống dọc theo thân hình nhấp nhô càng tôn thêm dáng người thướt tha vòng eo thon thả đôi chân thuôn dài mái tóc đen mượt ướt đẫm rủ trên vai nàng cầm khăn quấn lấy tóc ngồi vào bàn chậm rãi lau nhìn thấy phó dục may ngài khẽ nhướng trong mắt hiện lên ý cười hôm nay phu quân về muộn thật nha môn bận làm sao bận rộn cả ngày sắp xếp mấy chuyện quân vụ chính sự phó dục ra hiệu cho ngọc trâm và những người khác ra ngoài tự mình cởi áo ngoài xuống đến gần bên hỏi nàng hôm nay đi dự tiệc thế nào du đồng kể cho hắn nghe lúc nhắc đến mấy món ăn trong bữa tiệc nàng khen không ngớt lời ánh mắt lấp lánh cả lên phó dục không cắt ngang nén ý cười bên môi đứng bên bàn uống trà nghe nàng bình phẩm thấy nàng còn tiếp tục nhắc đến chuyện ra ngoài thành dạo chơi cùng phó lan âm trong hai ngày tới phó dục bè nhấc một chiếc ghế đến ngồi cạnh duỗi tay ôm nàng ngồi lên đùi giúp nàng lau khô tóc mười mấy năm chỉ biết đến binh thư kiếm pháp phó dục trước kia lạnh lùng cao ngạo trong đầu chỉ có việc quân việc nước không để ý tới nữ nhân giờ đây quen ăn bén mùi những ngày sau khi thành hôn đều rất kịch liệt đã nếm được mỹ vị trong đó bèn cảm thấy từ đầu tóc đến đầu ngón chân của nàng đâu đâu cũng quyến rũ mái tóc trong tay hắn mượt như lụa mang theo ẩm ướt sau khi tắm cùng hương mật hoa thơm dịu phó dục hít một hơi thật sâu một tay ôm lấy eo nàng vuốt nhẹ dọc theo cánh tay lên đến bả vai sau đó tiến đến ngực nàng dần dần lơ đãng khỏi câu chuyện mỹ nhân trong vòng tay thơm tho mềm mại bên tai là giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nàng nói muốn ngắm hoa dạo xuân muốn bắt chọn cảnh xuân vào mắt nàng tràn đầy mong đợi nhưng phó dục không có thời gian đi cùng lúc ý nghĩ này xuất hiện không hiểu vì lý do gì khiến hắn nhớ đến tờ giấy của tần lương ngọc tuy rằng đã vò nát vứt vào sọt rác nhưng dòng chữ trên đó trên đó vẫn in sâu trong tâm trí cơn ghen khó khăn mới lắng xuống lại trồi lên phó dục biết rất rõ rằng mình và du đồng không phải một cặp trời sinh ngày đó dù cả hai đã thành hôn, đồng dương cộng trầm, nhưng phải hơn nửa năm mới có thể xóa nhòa đi sự xa cách. Còn nàng và Tần Lương Ngọc lại tâm đầu ý hợp, vừa gặp ngỡ như đã quen. Nếu không có vướng bận từ cuộc hôn nhân trước, nếu hắn không từ thủ đoạn ôm chặt lấy nàng, thì giữa một quân nhân lạnh lùng không biết lãng mạn và một Tần Lương Ngọc dịu dàng tao nhã, nàng sẽ chọn ai? Phó Dục thực sự không chắc lắm, bởi tuy Du Đồng từng rất thẳng thắn về chuyện hứa Triều Tông nhưng hiếm khi đề cập đến Tần Lương Ngọc với hắn giữa nàng và tần lương ngọc có nhiều điểm tương đồng đều lãnh đạm tùy hứng đều nhiệt tình với phong cảnh và mỹ thực nhờ có tài nấu nướng của đỗ song khê lại thường cùng nhau thưởng thức món ngon những lúc như vậy sự xuất hiện của hắn luôn có cảm giác lạc lõng ý nghĩ này từng bị hắn coi thường mà đá ra khỏi đầu xong giờ đây lại xông thẳng vào óc một lần nữa ánh mắt phó dục càng lúc càng sâu cảm giác không hài lòng mơ hồ dần dần trở nên thôi thúc bàn tay đang tung hoành trên người nàng cũng dần dùng nhiều lực hơn du đồng nhận thấy sự kỳ lạ vội vàng ngăn cản. Tuy nhiên, Phó Dục phản ứng rất nhanh, vứt bỏ chiếc khăn lau, nắm chặt lấy cổ tay nàng quặp ra phía sau. Cuộc thảo luận vừa rồi đột ngột kết thúc, hai tay Du Đồng bị trói buộc phải hơi ngả ra sau, vừa ngạc nhiên vừa có chút khó chịu, chàng làm gì vậy? Phó Dục mở miệng, biết ý nghĩ này quá ngớ ngẩn hẹp hòi, nên cố hết sức kìm nén, chỉ thuận theo trong lòng nói, thơm lắm. Có lẽ là do lương tâm cắn rứt, hắn không nhìn vào mắt nàng, chỉ thuận theo trái tim mình, cúi đầu hôn lên cổ nàng đôi môi hơi khô lại hơi nóng do cơn khao khát không biết bị gợi lên từ lúc nào từ cổ đến tai rồi đến môi hung hăng cướp lấy hương thơm và sự mềm mại đó hắn hôn quá mạnh du đồng không thoát ra được bị mắc kẹt trong vòng tay nam nhân rắn giỏi mạnh mẽ nàng cũng trở nên rung động theo tia ý thức còn sót lại trong đầu nàng cảm thấy đêm nay phó dục có chút kỳ quái đáng tiếc môi và lưỡi đều bị hắn chiếm cứ không nói được du đồng ậm ự hai tiếng liền bị phó dục nhấc bổng cả người bế tới bên giường. Từ sau khi ăn thịt đến nay, tình cảm vẫn luôn nồng ấm, phó dục lại đang trong thời kỳ sung mãn. Khi huyết cường hãn, mạnh mẽ như hổ rình mồi, lắm lúc đang nói chuyện lại bế nàng lên giường là chuyện thường tình. Nhưng so với những ngày trước, dạo đầu một cách dịu dàng, chậm rãi, cho đến khi nàng thích ứng mới lộ nguyên hình. Hung hãn bắt nạt nàng, thì đêm nay phó dục lại vội vã, hung tận hơn bình thường, ôm chặt lấy nàng khiến nàng cảm thấy hơi đau. Lên đến giường cũng không nhìn du đồng, giống như một con sói đói, chỉ đăm đăm ôm lấy ngực và eo nàng, không đúng. Du Đồng vẫn chưa bị mê hoặc đến mất lý trí, hai tay siết chặt chiếc trung y đã tuột đến dưới bả vai của hắn, hơi thở hổn hển, chàng có chuyện gì sao? Không, Phó Dục áp vào ngực nàng, giọng nói ẩm ừ trầm thấp. Rõ ràng là có, chàng nói cho rõ đi đã. Nàng duỗi tay đẩy vai hắn, bờ vai rắn chắc muốn đẩy cũng không được, bực dọc nói, Phó Dục. Âm thanh mang theo sự tức giận, Phó Dục cuối cùng cũng dừng lại, hai cánh tay trống ở hai bên người nàng, ngực đỏ bừng, nhìn xuống nàng ở dưới thân. Du đồng trợn tròn hai mắt, hai má ửng hồng, lúc vào cửa đã thấy không bình thường, vừa rồi lại. Nếu chàng có chuyện muốn nói thì nói rõ, đừng im im bắt thiếp phải đoán. Nếu vẫn thô bạo ngang ngược như vậy, thiếp, thiếp sẽ đạp chàng xuống giường. Hung dữ vậy sao? Phó dục hai mắt nóng rực, mỉm cười, vẻ mặt tựa hồ như muốn xem nàng ra tay. Nhưng thấy nàng tức giận, cũng ngoan ngoãn nghe theo, kiên nhẫn chống lại cơn nóng từ nụ hôn ban nãy nói vừa nãy xem qua sổ thu chi từ năm ngoái của nàng thấy nàng không có biểu hiện gì khác thường lại nói tiếp bên trong có một tờ giấy nội dung trên đó ta không hiểu lắm du đồng cau mày cái gì phó dục đọc vài dòng ở trên đó ra du đồng hơi sững sờ tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ nàng đã hiểu ra mặc dù không biết làm thế nào mà tờ giấy lại lọt vào sổ thu chi nhưng nàng biết rằng phó dục đã đoán được người gửi nếu hắn đã nhìn thấy cũng đoán được lại đối xử với nàng như vậy hẳn là rất để bụng nàng nhìn chàng tức giận nói chàng cho rằng thiếp coi trọng thứ đó nên mới cất trong sổ hay là đang nghi ngờ thiếp và tần nhị công tử không phó dục nhanh chóng cắt ngang vậy thì tại sao ít hầu của phó dục dịch chuyển sự đố kỵ không biết nên nói ra sao bèn dùng một giọng điệu không hợp với địa vị cao quý của một vị binh mã sử yếu ớt nói ta muốn biết hắn hiếm hoi do dự một hồi ánh mắt sâu lắng nhẹ cúi người nói nếu như không có hôn sự ngày trước, ta và Tần Lương Ngọc, nàng sẽ chọn ai? Hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm ấm, kết hợp với vòng eo và bờ ngực đó, vốn dĩ dùng để quyến rũ nàng, làm nàng rung động. Vào lúc này, chỉ khiến nàng phát cáo. Hai cánh tay của Du Đồng bị hắn tóm lấy, không thể cử động, dứt khoát rút chân lại, đạp thẳng lên ngược phó dục. Nhân lúc phó dục ngơ ngác chống người ngồi thẳng, nàng xoay người qua một bên trồm dậy. Chàng có ý gì? Suốt cả năm ngoái ngoại trừ lúc y tìm đến tận cửa bái phòng, những lúc khác ta đều cố gắng không để người khác bàn tán. Y là khách, vô duyên vô cớ, lẽ nào ta phải đuổi y về sao? Chỉ là do không nói thẳng với nhau được nên mới viết ra giấy. Cuối cùng không biết tại sao lại lọt vào cuốn sổ. Vòn vẹn vài câu như vậy, chọc chúng chỗ nào của chàng mà khi nãy đối xử với ta như vậy? Một loạt các câu hỏi chứa đầy tức giận cùng bất mãn nối đuôi nhau liên tiếp trào ra. Phó Dục nuốt nước bọt, không phải nàng kẹp vào cuốn sổ sao? Không. Du Đồng ngồi quỳ trên giường, mái tóc đen tán loạn phủ trên vai, thấy vẻ mặt hắn cười phào nhẹ nhõm, giơ tay đập vào ngực hắn lần nữa, thiếp gả cho chàng là do thích chàng, muốn cùng chàng đi hết quãng đời còn lại. Người khác có tốt hay xấu đến đâu, liên quan gì đến thiếp. Chính sự quân vụ chất đầy trường án thì không lo, lại đến đây so đo chuyện này. Phó tướng quân lòng mang nghiệp lớn từ khi nào trở thành người hẹp hòi nhỏ nhen như vậy rồi? Nàng cau gắt mắng, nhưng bên tai phó dục chỉ còn lại ba chữ thiếp thích chàng thành hôn hai lần, đây thực sự là lần đầu tiên nàng thổ lộ tình cảm của mình. Phó dục không thấy tức giận, chỉ cười rồi duỗi tay ra ôm nàng vào lòng, nói lại lần nữa. Lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen. Không, câu trước, khóe môi phó dục không nhịn được, cong lên một đường. Du đồng không biết người đàn ông này cũng sẽ nắng mưa thất thường, mơ hồ hiểu được khúc mắt trong lòng hắn. Lại cảm thấy buồn cười, hung hăng nhào tới, cắn nhẹ môi hắn, không nói, ai bảo khi nãy chàng bắt nạt thiếp. Nàng ghi thủ trong lòng, ấn ngón tay xuống nheo chiếc eo gầy rắn chắc đó phó dục cong miệng cười ôm chặt nàng lật người đè nàng xuống chính vào lúc này tiếng đập cửa vang lên phó dục mới đầu mắt điếc tai ngơ tiếng động phiền phức đó ngày càng gấp gáp mới miễn cưỡng trầm giọng nói chuyện gì có người của tà dương trai đến mời tướng quân qua đó bàn chuyện chu cô cúi người đứng ngoài cửa biết phu thê hai người đang tình nồng ý đậm nhưng bà vẫn phải cắn răng mà nói nói là chuyện gấp trong quân vụ Tướng quân nhất định phải đến đó, không nên chậm trễ. Thông báo như vậy, có vẻ vô cùng gấp rút. Phó Dục nhíu mày, ngọn lửa trong người không thể dập tắt, hạ mắt nhìn thân hình yêu kiều đang ở gần trong tay, liền nghe Du Đồng thúc dục, nếu đã là việc gấp, phu quân mau đi đi. Được, Phó Dục cau mày đứng dậy với lấy áo ngoài, Du Đồng giúp hắn mặc vào. Trước khi đi, lại ôm lấy, chạm nhẹ lên môi nàng, chờ ta trở lại. Toàn thân nóng bừng bừng, lúc rời khỏi nam lâu vẫn chưa thể bình tĩnh khiến bước chân của phó dục gấp gáp hơn bình thường đến tà dương trai liền thấy cửa thư phòng của phó đức thanh đang mở hé bên ngoài có vài vị tướng trẻ tuổi nhìn bầu không khí xung quanh cũng căng thẳng hơn bình thường rất nhiều phó dục không biết xảy ra chuyện gì nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần cất bước vào trong bên trong ánh đèn sáng rực trên tường treo một bức bản đồ ngoài phó đức thanh còn có hai vị đại tướng từ quỳ và chu huân đang đứng trong phòng nhìn thấy phó dục đi vào phó đức thanh lập tức nói Tin báo mới đưa đến, Kinh Châu xảy ra chuyện rồi. Nói đến quân tình khẩn cấp ở Kinh Châu, phải nên bắt đầu từ phủ Tây Bình Vương ở Tọa Châu. Ngụy Kiến có rất đông con cái, người được gã coi trọng nhất, được phong làm thế tử vương phủ chính là Ngụy Tòng Cung, đích trưởng tử của chính thất. Khác với Ngụy Thiên Trạch là con của Trắc Phi, bị tống đến Tề Châu huấn luyện từ khi còn nhỏ, Ngụy Tòng Cung với danh đích trưởng tử, từ bé đã được cưng chiều, sau khi Ngụy ra được phong hiệu Tây Bình Vương. Ngụy Kiến càng không tiếc tiền, mời thầy nho có tiếng về dạy dỗ hắn ta lại giao cho các lão tướng nổi danh dưới trướng dạy hắn ta cưỡi ngựa bắn cung binh pháp chiến lược với điều kiện như vậy dù cho không thể đào tạo ra một mưu tài kiệt xuất ít nhiều cũng có thể khiến ngụy tòng cung trở thành một người có chút ít bản lĩnh đáng tiếc ngụy gia gia phong không nghiêm ngụy kiến tuy dũng mãnh hiếu chiến có thể chấn giữ binh tướng một phương nhưng lại háo sắc tham lam với quyền lực trong tay càng không kiêng sợ e dè. nếu gã đã ưng bụng ai dù người đó đã đính hôn hay thành hôn cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành lấy tỷ dụ như sở thị mẫu thân của ngụy thiên trạch là do gã cướp về tích góp nhiều năm khắp phủ đầy thê thiếp từ mỹ nhân hết thời cho đến thiếu nữ đôi mươi xôn xao oanh yến nhung gấm lụa là thứ tha say lòng ngụy tòng cung khi nhỏ còn chịu học hành chăm chỉ nhưng ở cái tuổi biết đến tình yêu nam nữ sao còn nghiêm túc được tuy e sợ uy nghiêm của phụ thân không dám động đến thiếu nữ xinh đẹp ở hậu trạch thế nhưng thường xuyên ra vào hậu viện nhìn những thiếu nữ bên hoa mỹ nhân dưới trang kia tâm trí không khỏi bị hớp mất cũng lén lút thẻ muốn bên cạnh thế tử vương phủ không thiếu những người đam đam muốn lấy lòng muốn nhờ nữ sắc để thăng tiến thấy được tâm tư của vị thiếu niên nhiều người bèn tiến đến quyến rũ mị hoặc tình nguyện má ấp vai kể ngụy tòng cung lần đầu tiên nếm thử mùi vị lạc thú tuổi trẻ sung mãn lại thêm cơ thể cường tráng được bồi dưỡng từ món ngon của quý trong vương phủ một khi đã trải nghiệm thì không còn kiềm chế được nữa từ lúc 15, 16 tuổi đến hơn hai mươi mấy tuổi đầu, khoảng thời gian này tâm trí của hắn phần lớn đều dành cho nữ sắc. Không phải nuôi thiếp thất mỹ nhân trong phủ, thì là đi tìm kiếm thiếu nữ xinh đẹp nơi khác về, không học được bản lĩnh đánh trận của phụ thân hắn nhưng lại học được tất tần tật thói hư tật xấu. Dẫu cho ngụy kiến có tức giận dạy dỗ cũng chẳng thấm vào đâu. Mãi cho đến 4,5 năm này, huynh đệ bên cạnh hắn ta dần dần trưởng thành mọc lông mọc cánh, ngụy tòng cung mới giật mình thức tỉnh từ trong mộng đẹp. May mắn thay, hắn ta có thân phận thế tử vương phủ được ngụy kiến yêu thương cộng với nền tảng vững chắc từ khi còn nhỏ miễn cưỡng có thể lấn át được huynh đệ lôi kéo được một nhóm vây cánh nếu không có bất chắc gì sau 4 đến 5 năm nữa có lẽ còn có thể thu phục được các huynh đệ trong phủ gánh vác được tước hiệu của ngụy kiến ai biết được nửa đường nhảy ra một ngụy thiên trạch về mặt thân thủ ngoại trừ một vài dũng tướng trong quân gia không ai là đối thủ của ngụy thiên trạch xét về chiến thuật cùng chiến công Ngụy Thiên Trạch đã ở dưới trướng phó gia hơn 10 năm, chinh chiến bao trận đánh lớn nhỏ. Cùng phó dục trải qua không biết bao cực khổ, người bò lên từ biển máu xác người, dĩ nhiên vô cùng dũng mãnh. Huống chi, một thân một mình thoát khỏi thiên la địa võng dưới trướng phó dục, khả năng ứng biến nhanh nhạy đó, tìm khắp quân doanh cũng không ra người thứ hai. Người này từ trên trời rơi xuống, lập tức khiến Ngụy Tòng Cung trở nên tầm thường, bất tài. Ngụy Tòng Cung cũng sợ vị trí của mình bị đe dọa, sau khi Ngụy Thiên Trạch trở lại, Bí mật cũng như công khai loại trừ hắn, nhân lúc hắn vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc, đàn áp hắn càng sớm càng tốt. Vốn dĩ địa lợi nhân hòa, dựa vào sức của Ngụy Tòng cung cùng bè phái xung quanh có thể khiến Ngụy Thiên Trạch thần phục, nào ngờ sông có khúc, Ngụy Thiên Trạch lại bắt tay với huynh muội Khương gia. Với năng lực của Ngụy Thiên Trạch, một khi có binh mã của Khương Thiệu giúp sức, không khó để ngang cơ với thế tử Vương phủ của hắn ta. Ngụy Tòng cung thật sự hoảng sợ, ra sức đề phòng Ngụy Thiên Trạch. Ngụy Thiên Trạch sao lại không nhìn ra hơn 10 năm lưu linh đất người, mẫu tử ly tán, luôn trong trạng thái đề phòng, càng luôn phải chịu sự dày vò của lương tâm, một năm nay trong ngục hắn phải trải qua như thế nào. Con đường tế Châu tới Tọa Châu khó khăn ra sao, mối ân oán với phó gia nặng nề như thế nào, ngoại trừ bản thân hắn ra, không ai biết được. Nếu đã phải vác gánh nặng trên vai, làm sao cam chịu đứng sau, dốc sức vì người khác. Huống hồ, chút tài mọn đó của Ngụy Tòng Cung không khiến hắn khâm phục chút nào dựa vào những thông tin mà vĩnh ninh thu thập được trong nhiều năm ngụy thiên trạch biết được sơ lược tình hình của vương phủ mục đích lần trở về này của hắn cũng rất rõ ràng đó là thay thế ngụy tổng cung liên hôn với khương gia là một động thái trong đó diễn biến ở kinh châu cũng vậy ngụy kiến phụng chỉ đưa quân đến kinh châu gửi đi không ít binh lính không may triệu diên chi tri từ thủ cửa ải hiểm yếu ngụy gia tiến công nhiều lần đều không thành công mảnh đất nhỏ bé vốn tưởng vung tay đã chiếm được rằng co thế này mới biết là cục xương khó nhằn hy vọng chiến thắng rất mong manh nếu như thất bại còn phải chịu tội càng không ai dám đụng vào ngụy kiến tức giận đùng đùng ngụy thiên trạch nhận thấy cơ hội bèn chủ động thỉnh cầu ra trận dẫn quân chinh phạt triệu diên tri gã làm phụ thân đương nhiên vui mừng hứa hẹn rằng nếu thắng trận này nhất định sẽ trọng thưởng ngụy tòng cung sợ hắn thật sự đại công cáo thành một bên liên hôn với khương gia phía nam một bên chiếm cứ được vùng hiểm yếu ở kinh châu phía bắc lập được thế lực hai nơi nghĩ vậy ngụy tòng cung bèn đứng ngồi không yên dứt khoát giành quyền dẫn binh, sau đó lại dở đủ mánh khóe, xin Ngụy Kiến phái thêm binh mã và vài lão tướng tâm phúc trinh phạt lên phương bắc với quân lực gấp ba lần triệu Diên Chi. Ngay xuất quân, Ngụy Kiến tự mình đưa tiễn, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Ngụy Thiên Trạch đi theo sau, cúi đầu chế diễu. Lúc này đang là cuối đông đầu xuân, vạn vật tiêu điều, triệu Diên Chi chật vật ngăn cản nhiều đợt tấn công dữ dội của Ngụy gia đã sức cùng lực kiệt, gặp phải đoàn quân hùng hậu lấn át, há có thể chống đỡ? sau ba ngày ba đêm chiến đấu ác liệt cuối cùng cửa ải trường vũ quan thất thủ đành rút quân lui về trấn thủ thành hồ dương trường vũ quan đó là cửa ngõ vào kinh châu một khi đã mất dựa vào sức mạnh của triệu diên chi sẽ không bao giờ lấy lại được trước đây triệu diên chi chấn giữ địa phận kinh châu tuy cũng được phó gia giúp đỡ phần nhiều về mưu kế sách lược nhưng không dám để cho quân phó ra tiến vào địa phận bây giờ cửa nhà đã bị phá toang hoác nếu vẫn khăng khăng một mình cố thủ đợi khi ngụy kiến tăng thêm quân lực đánh thẳng vào e rằng khó mà chống lại được. Khi đó toàn bộ dân chúng Kinh Châu sẽ rơi vào tay Ngụy Kiến, cho dù gã không tàn sát khắp thành để chút giận, thì những bách tính từng giúp ông chống lại Ngụy Kiến một khi rơi vào tay bọn quan lại gian ác, sao có thể được bình yên. Trong cơn tuyệt vọng, Triệu Diên Chi nhìn lại binh lính và dân thường phía sau mình, sau đó cử người đến Tề Châu yêu cầu quân tiếp viện. Để thuyết phục phó ra, còn đính kèm một bức thư do chính tay mình đặt bút, tà dương trai lúc này, phó Đức Thanh vẻ mặt nghiêm trọng, đang giải thích rõ ràng vấn đề của trường vũ quan ngụy kiến lần này cử đi mãnh tướng tâm phúc lý thịnh và chu vị tính ra là một nửa lực lượng chủ chốt của quân đội định quân bên đó không dễ đối phó triệu diên chi đã xuống nước quy hàng vẫn nên để tu bình đích thân đến đó một chuyến ông đứng bên tấm bản đồ hàng may nhíu chặt ý con thế nào kinh châu xa xôi để tránh làm lỡ thời cơ nên điều động binh lính ngay gần đó phó dục trầm giọng nói đảm nhiệm chức phó sử binh mã nhiều năm phó dục đã tuần tra khắp các châu dưới quyền vĩnh ninh rất nhiều lần địa hình sông núi các nơi có bao nhiêu quân đóng cứ chiến lực mạnh yếu ra sao tình hình trang bị vũ khí cho đến dự trữ lương thực hắn đều nắm trong lòng bàn tay sau khi nghe phó đức thanh nói về binh lực của ngụy gia hắn bước lên trước chỉ vào một vài điểm đóng quân báo cáo binh lực có thể điều động ở mỗi nơi rồi nói tướng lĩnh trấn thủ không thể rời vị trí cần phải điều người từ tề châu đi cùng với con vừa nói phó dục dịch ánh mắt sang chu huân Vị này này từng là một phạm nhân được hắn giải cứu khỏi thiên lao tại kinh thành, sau đó được sắp xếp ở lại Tề Châu để dẫn binh. Chu Hân lập tức chắp tay nói, mà tướng trước khi hồi kinh từng đối đầu với hai người này, biết rõ năng lực của hai người bọn họ. "Được, vậy mời Chu tướng quân đi cùng với ta." Từ lão tướng quân, còn ai thích hợp để tấn công vào địa điểm hiểm yếu như vậy không? Từ Quy đã ở dưới trướng Vĩnh Ninh cả một đời, biết rõ điểm mạnh và yếu của các tướng dưới quyền mình, ngay lập tức báo lên bốn cái tên. Phụ tử phó dục sau khi thảo luận cảm thấy bọn họ đều thích hợp, ngay lập tức ra lệnh cho người đi mời họ đến, lấy lý do có việc quân vụ khẩn cấp. Sau đó, bọn họ nhanh chóng thảo luận chi tiết về tình hình binh mã, lương thực. Tiếp đến lại sai đỗ hạc đích thân đến nơi điều động kỵ binh tiếp viện. Đến khi quyết định xong mọi chuyện thì cũng đã quá nửa giờ tí. Quân vụ khẩn cấp, không thể chậm trễ, lúc này du đồng ở Nam Lâu Hẳn cũng đã nghỉ ngơi, phó dục bèn không đi quấy giày nàng, vội vàng đi đến lưỡng thư các thay bộ quần áo đi đường dẫn người phi ngựa rời thành lúc nửa đêm, nhắm thẳng đến thành Hồ Dương. Trong thành Hồ Dương, Triệu Diên Chi Tri đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Trường Vũ Quan thất thủ, Kinh Châu đang trong tình trạng khẩn cấp. Đối với Ngụy Kiến mà nói lại là tin vui đã mong chờ từ lâu. Trong lúc vui mừng, liền trọng thưởng cho Ngụy Tòng Cung và hai vị tướng Lý Chu. Do trận Trường Vũ Quan bị thiệt hại nặng nề, gã lại cử thêm mấy vạn quân, muốn nhân lúc sĩ khí còn đang cao, thừa thắng xông lên, giết chết Triệu Diên Chi, Tri, chiếm toàn bộ Kinh Châu. Hành hổ dương không giống như trường vũ quan một người giữ cửa trăm quân khó lòng vượt kia hơn vạn binh lính này một khi xông đến sẽ như mây đen phủ khắp thành triệu diên chi có thể chấn thủ kinh châu là nhờ lợi thế địa hình và bản tính cứng đầu bất khuất của ông còn binh lính và lương thực trong tay đến cả khương thiệu cũng không bằng trận chiến ác liệt trước đã làm cho binh lực thiệt hại rất nhiều ông xông lên đầu tuyến bảo vệ thành trì trên người chẳng chịt các vết thương cũ lẫn mới đối phương tấn công ồ ạt từng đợt như sóng vỗ triệu diên chi cắn răng chịu đựng thương tích vừa lành lại hở ra chống chọi đến giờ đều nhờ vào cái tính ngoan cố bất khuất kia liều chết cũng phải kéo được đến lúc quân cứu viện của phó ra đến nhận được tin tức phó dục đang đến biết binh lính phó ra sẽ đến trong ít hôm nữa triệu diên chi gần như bật khóc binh tướng dưới trướng nghe tin cũng trở nên phấn chấn hơn vào lúc này sau khi tập hợp quân lính phó dục không đi thẳng đến thành hồ dương mà dựa theo tin mật báo dẫn đoàn kỵ binh nhẹ đi về hướng doanh trại chứa lương thảo của quân địch hơn 20 người sau lưng hắn đều là tinh anh dưới trướng, được trang bị đơn giản, hành quân thần tốc, phi nước đại băng qua con đường lớn trong đêm, vạt áo thổi phần phật theo chuyển động. Những người này đã theo phó dục nhiều năm, tắm bằng máu trên chiến trường, một người có thể địch lại trăm, đánh đầu thằng nó. Đối với họ, công phá lương doanh của ngụy gia không phải là chuyện quá khó khăn. Kinh Châu vào đầu đông khí hậu khô hanh là thời điểm cần đề phòng củi lửa nhất. Tờ mờ sáng, sau khi tuần tra suốt đêm, thủ vệ ngụy ra buồn ngủ đến mức mí mắt nhíu lại nửa tỉnh nửa mê đoàn quân thiết kỵ phi nước đại trong đêm đến nơi không ai hay biết phải đến khi phó dục vung kiếm giết những tên lính gác cổng doanh trại đang mê man mới như bừng tỉnh giật mình khỏi cơn mơ vang lên tiếng còi cảnh báo đinh tai đáng tiếc đã quá muộn vó ngựa tự gió phó dục ở trong quân đã lâu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết nơi cất giữ lương thảo hơn hai mươi người phi ngựa xông vào đao kiếm vung xuống như ở trốn không người dường như chỉ trong nháy mắt nơi có bóng ngựa phi qua lương thảo chất thành đống bỗng bốc cháy cơn gió buổi sớm hanh khô lạnh buốt như đao kiếm quấn lấy ngọn lửa nhanh chóng liếm láp sang xung quanh phó dục dẫn người sông lên phóng hỏa khắp nơi đợi khi ngọn lửa bùng lên lập tức thổi một tiếng còi trầm xông ra khỏi vòng vây kẻ địch quân lính canh giữ doanh trại đứng giữa biển lửa hoặc bỏ chạy hoặc dập lửa cho dù có nghĩ đến việc truy sát làm sao đuổi kịp phó dục thế lửa cuồn cuộn lan rộng khắp nơi Soi sáng màn đêm lạnh lẽo tăm tối trước bình minh, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim, khiến binh lính Ngụy Gia đang bừng bừng sĩ khí sau chiến thắng, trở nên hoảng loạn lo sợ. Ngụy Tòng cung đang chờ tin tốt ở Trường Vũ Quan vẫn không biết gì, nhưng chu vị dẫn binh công thành lại cực kỳ hoảng sợ. Có Trường Vũ Quan cung ứng, mớ lương thảo bị tổn thất đó không đáng lo, nhưng đối phương xông thẳng vào doanh. Sau khi phóng hỏa ngang nhiên rời đi, tới rồi đi như gió, đốt phá dễ như trở bàn tay, thật khiến người ta kinh sợ. Chu vị nửa đời chinh chiến, chưa từng bị sỉ nhục như thế này, trong cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh cho ba đạo quân chuẩn bị sẵn sàng, sau khi nghỉ ngơi sẽ tấn công vào sáng hôm sau. Hai ngày tấn công liên tiếp, mặc dù khiến cho Triệu Diên Chi chật vật khổ sở, nhưng binh lính dưới trướng hắn ta cũng mệt mỏi không kém. Không ngờ, hắn ta chưa kịp chỉnh đốn quân ngũ thì lúc rạng sáng, hơn ngàn thiết kỵ của Phó Dục đã đến nơi, xông thẳng vào doanh trại trung tâm, tấn công bất ngờ khiến hắn ta không kịp trở tay. Danh tiếng thiết kỵ dưới trướng phó dục xưa nay luôn khiến người khác khiếp sợ. Ngày đó đánh bại hơn vạn binh lính thất đát, dẹp loạn chiến trường phía nam đều nhờ vào bọn họ. Những binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, kỵ xạ điều luyện, chiến mã của bọn họ cũng được tuyển chọn kỹ càng. Lúc tấn công, với đường kiếm thoăn thoát và kỹ năng cầm cương, như hổ như sói lao vào giữa bầy dê, mặc sức chém giết, khi rút lui cũng nhanh như một cơn gió. Quân địch còn chưa kịp truy sát, bọn họ đã đi xa. Mỗi nhóm được phân theo ba hoặc năm người, những người dẫn đầu đều do chính tay phó dục lựa chọn, phối hợp ăn ý với nhau. Những nơi vó ngựa từng đến, chưa có ai là đối thủ. Lần này cũng vậy. Trong tia nắng sớm, gió lạnh cắt ra, vó ngựa như tiếng sét đánh thức binh lính ngụy ra đang chậm rãi chỉnh đốn trang phục. Đến khi tiếng còi cảnh báo vang lên, phó dục đã xông vào doanh trại trung tâm, móng sắt dồn dập, đánh cho quân địch không còn manh giáp. Hai bên va chạm dữ dội, đợi khi chu vị biết tin quân doanh bị phục kích mà quay đầu lại cứu viện, Phó Dục đã dẫn người lao ra từ bên cánh sườn trong tiếng còi sắc bén. Như một đám mây đen nhanh chóng phi xa, chỉ còn lại binh lính bị thương trên mặt đất, đội hình tán loạn. Chu vị tức giận, tốn nửa ngày mới thu dọn xong đống hỗn độn, thời gian công thành cũng được rời sang buổi trưa. Ai ngờ trước buổi trưa, kỵ binh phó ra lại tấn công bất ngờ, đến rồi đi nhanh như chớp. Chu vị không phải kẻ mặc người khác ức hiếp, trong cơn thịnh nộ, tự mình dẫn quân truy đuổi, nhưng bị phó dục đang rút lui trên lưng ngựa dương cung bắn trả, mũi tên sắt xém chút chúng ngay vào giữa chán đội ngũ dưới quyền chu vị không vững vàng nhiều lần bị tập kích lại chưa nghĩ ra cách đối phó với đám kỵ binh này sao có thể yên tâm công thành thế là đành kéo thêm một ngày nửa đêm hôm đó đỗ hạc cuối cùng cũng dẫn đầu tám ngàn bộ binh còn lại tới nơi viện binh tiếp ứng sức mạnh của phó dục càng tăng dưới những trận đột kích của phó dục triệu diên tri có cơ hội nghỉ ngơi cả ngày sau khi khôi phục thể lực lập tức chỉnh đốn hàng ngũ chỉ là ông chiến đấu đã mấy ngày nay trên người đầy vết thương cắn răng thủ thành đã là miễn cưỡng thực sự không thích hợp dẫn quân xuất kích bèn ở lại trong thành trấn thủ sau khi bố trí quân lính canh phòng những người còn lại toàn bộ giao cho phó dục chỉ huy canh năm đêm đó trời còn chưa sáng phó dục dẫn quân tấn công chu vị đội kỵ binh xông thẳng vào quân trại ngụy gia đánh tan tác đội hình địch bộ binh xông lên theo sau tiếng chém giết ầm ý. quân ngụy gia vừa mất lương thảo sáng nay lại nhiều lần bị đánh úp chỉ có thể dương mắt nhìn đối thủ ngang nhiên rời đi mà không thể đánh trả, sĩ khí đều xuống dốc khá nhiều. Nửa đêm, bị kỵ binh làm cho giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng hô hào rầm trời, những ngọn đuốc sáng rực giữa núi rừng lại càng hoảng loạn hơn. Hai bên giao đấu, những người phó dục điều động đều là lính tinh nhuệ, binh sĩ ngụy ra không phải là đối thủ, có vài người sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Hiệu ứng tâm lý này lây lan như bệnh dịch, chưa đầy hai nén hương, hàng vạn quân lính bỏ chạy tứ tán. Chu vị tuy phẫn nộ, nhưng làm sao có thể ngăn cản binh sĩ đang ảo ạt chạy trốn kia. Biết mình không thể đấu lại, vội vã ra lệnh rút lui. Phó dục thừa thắng xông lên truy kích, mũi tên sắt mạnh đầy uy lực, bắn chu vị ngã lăn khỏi ngựa. Lão tướng chu vị tiếng tăm, bên cạnh luôn có nhiều thị vệ trung thành sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu hắn. Đến khi trời sáng, dưới đáy thung lũng nơi đóng quân của hàng vạn binh lính, chỉ còn lại xác của những quân sĩ tử trận, mặt đất thê lương. Còn thành hồ dương bị lăm le bao ngày, tạm thời được giải vây. Phó dục đóng quân bên ngoài chỉ dẫn theo Đỗ Hạc và vài vị tướng lĩnh vào thành Triệu Diên tri đích thân ra cổng thành nên đón, bái kiến cảm tạ, mời hắn vào nha môn trong thành làm theo những gì đã hứa trong mật thư cầu cứu. lấy lý do phó ra quả cảm nhân từ, vươn tay giúp đỡ trong lúc nguy cấp, giao toàn quyền tiết độ sứ vào tay phó dục trước mặt các quan tướng dưới trướng. Từ năm ngoái đến nay, tướng sĩ Kinh Châu giao chiến kịch liệt với Ngụy Kiến, dốc hết sức lực cũng không bảo vệ được Trường Vũ quan. Bọn họ đều biết rằng dưới tình huống như vậy nếu không chịu nương nhờ kinh châu chỉ có thể chịu cảnh bị nuốt chửng còn bản lĩnh của phó dục trong trận chiến phá vòng vây này tất cả mọi người đều có thể thấy rõ hơn một nghìn thiết kỵ xông vào chém giết quét sạch hàng vạn binh mã ngụy ra như tiến vào nơi không người những võ tướng chứng kiến cảnh đấy sao có thể không thán phục triệu diên chi đã muốn thần phục phó gia cũng không phải là hạng ác độc bọn họ đương nhiên tán thành sau khi nghỉ ngơi trong ba ngày phó dục chỉnh đốn lại quân ngũ hợp sức đoạt lại trường vũ quan cửa ải này tuy cao và hiểm nhưng bố trí canh phòng bên trong tường thành và cả địa thế xung quanh nó đều nằm trong lòng bàn tay triệu diên chi phòng tuyến chặt chẽ trước kia đã bị tê liệt khi ngụy tòng cung dẫn quân tấn công chỉ trong mấy ngày chưa thể sửa chữa hết những chỗ xung quanh nơi nào dễ nơi nào khó tấn công có triệu diên chi ở bên còn hiệu quả hơn cả những nội ứng được cài cắm trong nhiều năm triệu diên chi lo lắng mấy vạn quân hùng mạnh ở bên kia nhưng đối với phó dục mà nói không là chuyện gì đáng lo ngại hai bên liên thủ Mỗi người đều có thế mạnh riêng, trong vòng 4 năm ngày liền chiếm lại Trường Vũ Quan, giết chết hai đại tướng Chu Vị và Lý Thịnh, còn lại Ngụy Tòng cung sống dở chết dở được hộ vệ thân tín do Ngụy Kiến phái đến liều mạng cứu về. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tin tức được khoái mã đưa đến trên trường án của Ngụy Kiến. Sự khoái trá chiếm được Trường Vũ Quan chưa kịp tan thì nhận được tin hai vị lão tướng tử trận, đứa con cả khổ tâm bồi dưỡng bị thương nặng, tức đến mức Ngụy Kiến suýt chút nữa lật tung thừa án. Cử đi vô số binh mã, Lương Thảo tốn thời gian cả mấy tháng trời trương vũ quan thế mà vụt mất khỏi tay đến lúc tàn binh trốn thoát trở về vạn binh mã đó hoặc chết hoặc bị thương hoặc đào tẩu còn lại không đến hai ngàn người tàn tạ như chó nhà có tang nếu không phải vì ngụy tòng cung đang trọng thương ngụy kiến hận không thể đánh hắn ta một trận ra trò cuối cùng vẫn nhờ tây bình vương phi khóc lóc cầu xin nhờ người khác nói đỡ ngụy tòng cung mới thoát được trừng phạt nhưng cũng từ đây ngụy tòng cung không còn được ưu ái nữa sau bước lùi này ngụy gia mất binh mất tướng không kiếm được lợi lộc gì phó gia ngược lại không tốn chút binh tướng có thể thu về kinh châu vào túi ngư ông đắc lợi ngụy kiến tốn nhiều công sức chỉ để gieo phúc cho người khác trong lòng đầy phẫn nộ hận không thể giết chết phó dục và triệu diên chi tri càng sớm càng tốt nhưng cũng biết khó khăn chăm bề không dám khinh suất mạo hiểm chỉ đành tạm thời thu hồi ý đồ nuốt chừng kinh châu khắp toại châu này người duy nhất hưởng lợi từ sự kiện lần này chỉ có một ngụy thiên trạch cuộc hôn nhân giữa ngụy gia và khương gia diễn ra rất suôn sẻ ngày khương đại quân xuất giá khương thiệu phái đội quân hùng hậu theo bảo vệ khương bá ngạn đích thân hộ tống hôn sự náo nhiệt mới diễn ra không bao lâu ngụy tòng cung thua một vố đau đớn tạm thời đánh mất sự ưu ái từ ngụy kiến trong số những người người con còn lại tuy bọn họ đều có vây cánh thế lực riêng nhưng xét về tài năng công lao cùng số binh mã trong tay không ai có thể lấn áp được ngụy thiên trạch trong địa giới toại châu thế lực mới đang trỗi dậy còn tại sở châu lúc này Chiến tranh đã nhanh chóng bùng nổ. Khi Huệ An Đế Hứa Triều Tông đăng cơ, do cung biến đoạt quyền, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn so với lúc tiên đế còn trị vì. Trong nửa năm đầu khi mới lên ngôi, Hứa Triều Tông bận rộn chỉnh đốn hoàng cung, thu phục lòng người ở kinh thành. Đối với địa giới cách trăm dặm ngoài kinh thành, mặc dù cũng có ý muốn cai trị nghiêm chỉnh, song lại không thể vươn tay đến. Tuy nhiên, tin đồn của hắn ta thì lại lan truyền khắp trốn bên ngoài kinh đô. Hoàng gia trên đà suy tàn, tiết độ sứ đang lên dạo trước quân phản loạn suýt tấn công vào kinh thành, những tin tức này đều được lan truyền trong dân chúng. Uy nghiêm của hoàng thất khó lòng duy trì, bên ngoài kinh thành không thiếu người mắng hoàng đế bất tài vô dụng. Sau khi hứa triều tông lên ngôi, càng có nhiều tin đồn bí mật lan truyền, nói rằng hắn ta giết cha hại anh, dùng thủ đoạn âm hiểm giành lấy ngai vàng. Đố kỵ người tài, diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến, bỏ bê chính sự triều đình, bỏ mặc bách tính muôn họ. Nối tiếp đó là rất nhiều tin đồn về dị tượng, nói rằng số mệnh hoàng thất đã kiệt, sẽ có người đứng lên thay thế. Địa phận Vĩnh Ninh và vùng Tuyên Châu được quản lý bởi phó gia, bách tính cũng coi như khá an phận. Định quân có uy nghiêm của ngụy kiến, bách tính chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng, vùng kiến xương của Khương Thiệu miễn cưỡng có thể duy trì cục diện ổn định. Tuy nhiên, tại Sở Châu, trước đây Tôn Thiên Thành nổi dậy khiến cho quan binh phải từng bước rút lui. Sau đó tuy chật vật dọn dẹp được đống hỗn độn, nhưng binh lính yếu kém, quan lại hồ đồ, không ai có đủ danh tiếng để thị uy. Đến khi tin đồn lan rộng, lòng dân dần xôn xao, bách tính liên tiếp nổi dậy, quan binh càng khó trấn áp. Những toán cướp nhỏ trước đây vẫn chưa là mối đe dọa, thì đầu năm nay, thủ lĩnh băng cướp Trịnh Bưu đã mở đầu giết chóc, trở thành tôn thiên thành tiếp theo. Phòng thủ biên giới Sở Châu sụp đổ mà không cần bị tấn công, quan binh vừa chiến đấu vừa rút lui, nhiều người trong số đó căm thủ quan phủ ác bá từ lâu, thậm chí còn trở ngược gia nhập quân nổi dậy, chỉ trong hai tháng đã quét sạch toàn bộ Sở Châu, thành lập tổ chức phiến quân hơn 10 vạn người. 10 vạn người này gióng chống khô chiêng, tiến về phía tây thì bị Khương Thiệu và Ngụy Kiến chặn đứng, qua phía đông thì gặp phải phòng thủ của Phó Dục bố trí ở Tề Châu, càng không thể đánh bại. Trịnh Biêu xuất thân thổ phỉ, có cái gan làm liều muốn công thành đoạt đất, nhưng không có tầm nhìn xa rộng bao quát thế cục, dứt khoát vứt bỏ hai phía đông tây, chuyển qua dẫn đám đông đánh vào kinh thành, dự định giết chết cầu hoàng đế Hứa Triều Tông, dẫn theo huynh đệ chiếm lĩnh kinh thành, thử một lần cảm giác làm hoàng đế từ sở châu lên phương bắc phiến quân đi đến đâu quan quân đều không cản được thế nhưng những tin tức chiến sự khẩn cấp đều bị chặn lại ngoài thành bởi những bàn tay trong tối mãi cho đến khi phiến quân chỉ còn cách kinh thành hai ba trăm dặm hứa triều tông mới biết được quân tình cực kỳ hoảng sợ mà bên ngoài kinh thành những tin tức này đều đã lần lượt được báo cáo cho phó dục và ngụy kiến xong cả hai bên đều án binh bất động kinh đô trọng yếu luôn có binh lính dày đặc canh giữ bên ngoài hoàng thành cũng có mấy vạn cấm vệ quân trấn thủ Tuy nói rằng quân phòng vệ ở vùng đất kinh kỳ yếu kém, cấm quân đa phần cũng chỉ biết khoa chân múa tay, không thể ứng chiến, nhưng các công trình phòng ngự của thủ đô vẫn rất chặt chẽ. Hàng vạn đại quân canh gác tường thành, muốn đột phá không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ, Hứa Triều Tông tuy tầm thường nhưng không phải là một bạo quân, ngoài kinh thành tiếng tăm tuy tệ hại, nhưng xung quanh kinh thành vẫn có hai luồng ý kiến khen chê dành cho hắn ta. Phó dục và Ngụy Kiến thân phận đặc biệt, cả hai đều không muốn mang tai tiếng giết vua đoạt vị trịnh biêu là thanh gươm trời ban mặc dù cuộc nổi dậy của dân chúng ở sở châu do phó gia thúc dục trong tối ngụy kiến không mù cũng không biết sao có thể không biết toan tính đằng sau sau khi thua trận với triệu diên chi ngụy kiến có thể coi là đã tự mình trải nghiệm lợi hại của phó gia tạm thời nén cơn giận mất đi lão tướng binh mã thay vào đó cử người thường xuyên qua lại với khương thiệu sau đó điều động quân lính chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp phò tá thánh thượng phó dục cũng cực kỳ bận rộn trong vài tháng qua sau chiến thắng ở kinh châu hắn đích thân bố trí phòng ngự đề phòng ngụy kiến quay lại báo thủ còn đặc biệt giám sát cả nửa tháng mượn dịp để quen thuộc với địa hình binh mã kinh châu thấy ngụy gia không có động tĩnh gì bèn để chu huân ở lại trợ giúp triệu diên chi tiếp đó vào trung tuần tháng 2, vó ngựa không ngừng đi đến các địa phương khác phản tặc tấn công kinh thành không có gì phải lo ngại kẻ thực sự cần đề phòng chính là ngụy kiến kinh thành gặp nguy hứa triều tông nhất định sẽ ra lệnh cần vương lúc đấy ai đến kinh đô trước sẽ có được lợi thế lớn Việc này đương nhiên cần phải lo tính thấu đáo. Vĩnh Ninh gánh vác trọng trách canh giữ biên giới, quân thất đát tuy mất đi lão tướng giường cột, nhưng không thể không phòng bị, binh tướng biên giới không thể tùy ý điều động, chỉ có thể dựa vào binh mã ở nơi khác. Để tránh sân sau bị đe dọa, phó dục đích thân đi kiểm tra khu vực biên giới một chuyến, đảm bảo không có sai sót gì. Sau đó hướng về phía nam, tới các nơi chấn phủ, tuyên châu, bí mật điều binh, chia thành ba toán, một toán giao cho phó tướng tâm phúc của phó dục cùng chu huân chặn đường ngụy kiến binh lính ngụy ra đông đảo lại còn có ngụy thiên trạch do đó điều thêm phó trương một toán do Tử quỷ dẫn đầu sẵn sàng đánh tan quân trịnh biêu còn một toán do phó dục đích thân chỉ huy chia thành các nhóm nhỏ tiến gần đến kinh thành chỉ đợi thời cơ chín mùi dẫn binh cứu viện chuẩn bị xong tất thảy những việc này cũng không có thời gian để nghỉ ngơi lưỡi kiếm của trịnh biêu đã tiến vào kinh thành kinh thành đầu tháng năm bóng hòe xum xuê thời tiết bắt đầu trở nóng. Đoan ngọ đang đến gần, vốn nên phảng phất hương lá rong, uống rượu hùng hoàng xem đua thuyền, Nhưng năm nay không ai có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Trịnh Biêu dẫn đầu phiến quân nhanh chóng tiến về phía bắc, tin tức đoàn quân sắp tiến đến kinh thành được lan truyền trong bất an. Dân chúng lo lắng không yên, vài người có thân phận đã âm thầm thu xếp hành trang chuẩn bị rời khỏi kinh thành, đến nơi khác lánh nạn. Bên trong hoàng cung, Hứa Triều Tông tiểu tụy nhìn vào báo cáo chiến trận chất thành đống trên trường án hoàng vị lo tâm phí sức để tranh giành đến lúc thực sự có trong tay lại như ngồi trên đống lửa trong ngoài cung trên dưới triều trăm công ngàn việc hứa triều tông không phải là kẻ lười biếng ưa nhàn lúc mới lên ngôi vẫn mang hoài bão chấn chỉnh triều cương sau khi giải quyết xong việc trong hoàng cung liền ngày đêm lao vào thư án giải quyết chính vụ mong muốn kiểm soát kinh thành rồi dùng chiêu trò của bậc đế vương khiến lưỡng hổ tranh đấu đợi khi mãnh hổ suy yếu triều đình sẽ thu về lại quyền lực vì thế hứa triều tông cũng tốn rất nhiều tâm huyết huấn luyện cấm quân và thủ vệ quân kinh thành tuy nhiên ung nhọt đã bén dễ từ lâu giống như một cái cối say nặng nề đã lâu không dùng đến muốn nó xoay trở lại đâu phải chuyện dễ dàng một năm này chỉ đủ để hắn ta lập lại trật tự của bá quan trong kinh với sự giúp sức của phó đức minh còn việc quân vụ chính sự ngoài kinh vẫn là lực bất tòng tâm ngược lại phó đức minh mượn ý của hoàng đế ngang nhiên kết bè kéo phái cài cắm nhân lực vì vậy khi trịnh biêu làm loạn sở châu hứa triều tông ở trong thâm cung không nhận được bất kỳ một tin tức nào đến khi phiến quân tiến sát kinh đô thì đã trở tay không kịp ngay cả khi hứa triều tông không có năng lực trị nước dùng người hắn ta vẫn có thể quan sát được tình hình hai con mãnh hổ phó ngụy từng bắt tay với hắn ta nhưng đều có mưu đồ riêng đều giấu nhẹn tin tức chiến loạn qua mắt hắn ta để mặc cho chiến tranh lan đến kinh thành động cơ đằng sau là gì vẫn còn chưa rõ sao nhưng chuyện đã đến nước này thủ vệ quân kinh thành yếu kém chưa chắc có thể đỡ được đao kiếm quân phiến loạn. Đấu tranh hồi lâu, Hứa Triều Tông cuối cùng cũng ra lệnh lập chỉ, phát động lệnh cần vương, bên ngoài kinh thành, tin tức chiến sự được khoái mã chuyển đến phó dục mỗi ngày, kèm theo đó là động thái của hoàng đế. Trước khi sắc lệnh cần vương của Hứa Triều Tông được ban bố, phó dục đã ước tính thời điểm mấu chốt, gửi một phong mật thư cho lão tướng thủ vệ Kinh Châu, Nhạc Cử. Hôm mật thư truyền tới, Triệu Diên Trì lấy cớ phục thù, dẫn một toán quân công đánh Ngụy Kiến trận chiến này đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhạc cử là phó tướng dưới quyền phó Đức Thanh, chinh chiến xa trường 30 năm, con người trèo ra từ biển máu núi xác, dĩ nhiên vừa có dũng lại vừa có mưu. Trước đây còn từng dạy phó dục cưỡi ngựa bắn tên, binh pháp chiến lược, một thân bản lĩnh, trong quân doanh Vĩnh Ninh chỉ thua mỗi lão tướng từ quỷ. Bên cạnh ông là Chu Hơn quen thuộc với quân tình Ngụy Gia và phó trương thiếu niên Anh Dũng, lại còn có một triệu diên chi tri gan dạ hơn người, chấn thủ một phương. Nhóm người này huy động toàn bộ lực lượng, kết hợp thực lực của phó gia và kinh châu mạnh mẽ khó địch. mặc dù dưới trướng ngụy kiến cũng có nhiều tướng lĩnh kỳ cựu, nhưng trước đó mất đi chu vĩ và lý thịnh, hiện tại lại đang lăm le miếng thịt kinh thành béo bở. nửa số mãnh tướng cùng ngụy thiên trạch đã theo ngụy kiến đi về phía đông, số còn lại phải chấn giữ biên cương phía tây. do đó phòng ngự phía bắc không được tính là quá mạnh nếu chỉ có một mình triệu diên chi thì còn có thể chống cự, nhưng nếu tập hợp cả tướng lĩnh phó gia thì không tài nào bì được. đại quân tiến công dồn dập về phía tây nam tuy chỉ có 7 đến 8 nghìn người nhưng dưới sự lãnh đạo của các dũng tướng, sức mạnh tăng lên gấp 10. Nhân lúc xào huyệt của đối phương không người canh gác, trúc trẻ cho bay, đánh đâu thắng đấy. Ngụy Kiến lăm lăm ngấp nghé kinh thành, nhận được lệnh cần vương chưa kịp phấn khích thì quân báo lần lượt ập đến chỉ trong nửa ngày có tới 3 phòng mật báo. Quân của Nhạc Cử và Triệu Diên Chi đã chiếm mất hai tòa thành, tin này tối tiếp tin kia. Chập tối ngày hôm đó, khi quân của Ngụy Kiến chỉ còn cách kinh thành chưa đầy 200 dặm, lại có tin báo chuyển đến thêm một tòa thành thất thủ theo báo cáo phó triệu hai nhà liên thủ xuất binh hơn tám vạn người dẫn đầu là phó tướng của phó đức thanh nhạc cử cùng phó dục người tung hoành phương bắc với đoàn quân thiết kỵ của mình ngụy kiến nghe tin bàng hoàng thất sắc hậu phương chống không nếu chỉ có một mình triệu diên chi không có gì phải sợ nhưng bây giờ triệu diên chi đầu quân dưới trướng phó gia nếu phó gia thực sự nhân lúc gã không phòng bị mà tấn công vào toại châu sẽ là một vấn đề lớn tình thế cấp bách ngụy kiến lo sợ hậu phương gặp nguy vội vàng triệu ngụy thiên trạch và các tướng lĩnh lại bàn bạc trong lúc hành quân không kịp dựng lều trại chọn một nơi chống trải bày tấm bản đồ xung quanh là binh lính tuần tra canh gác liên trở thành một gian nghị sự đơn giản ngụy kiến nói rõ tình hình quân sự tất cả các tướng lĩnh đều kinh sợ lập tức rời ánh mắt sang ngụy thiên trạch việc ngụy thiên trạch những năm qua ẩn nấp tại tề châu đã trở thành một bí mật ngầm trong các tướng lĩnh hiện tại quân tình cấp bách khắp trướng định quân người nắm rõ thói quen hành sự của phó dục có thể biết người biết ta chặn đứng được hắn chỉ có ngụy thiên trạch là thích hợp nhất ngụy thiên trạch cao mày trước khi đại quân của ngụy kiến bí mật xuất binh hắn ta từng khuyên ngụy kiến nên cẩn thận phó ra và triệu diên chi hiệp sức đột kích nên giữ lại một lão tướng trấn thủ lão tướng đó là bè cánh của ngụy tòng cung sợ ngụy thiên trạch mượn cơ hội loại trừ ngụy tòng cung bèn liên thủ với hai vị tướng lĩnh quen thuộc nói với ngụy kiến rằng phó gia tại sở châu không ngừng có động tĩnh nhất định đang lăm le miếng thịt béo bở ở kinh thành cho dù có quấy nhiễu hậu phương nhiều nhất chỉ phái triệu diên chi đến cua quào làm sao có thể phái đi một lực lượng hùng hậu nếu để gã ở lại thì chỉ lãng phí binh lực chiến trường kinh thành bên đó ngụy gia sẽ chịu thiệt thòi ngụy kiến cân nhắc hai ngày cảm thấy lời này có lý liền bỏ qua kiến nghị của ngụy thiên trạch chỉ để lại một tướng lĩnh tầm tầm canh giữ ngụy thiên trạch mặc dù khó chịu nhưng giữa hai người cũng không có tình phụ tử thắm thiết gì sau khi bị bác bỏ nhiều lần chỉ đành phó mặc ai biết rằng ngày hôm nay thực sự xảy ra chuyện rồi hắn ta nhíu chặt mày nhìn quanh các tướng sĩ rồi nói phó gia xuất binh đến quấy rối nhằm khiến phụ thân phải đưa quân về cứu viện nhưng mục đích cuối vẫn là kinh thành phó dục là binh mã sử của vĩnh ninh là dương cột trong này nhất định sẽ tự mình tới kinh đô tin tức do thám được này e là có sai sót ít nhất vào thời điểm này phó gia không thể chia nhỏ mấy vạn binh lực qua đấy Ngụy Kiến không hoàn toàn biết được liệu thông tin này là thật hay giả. Ánh mắt trầm xuống, gã nói, ngươi chắc chắn Phó Dục sẽ đi kinh thành. Chắc chắn là hắn dẫn binh, Ngụy Thiên Trạch giơ kiếm chỉ trên bản đồ, mưu đồ của Phó gia hẳn mọi người đều biết. Để mặc cho phiến quân công phá kinh thành, một khi Phó Dục vào thành trước chúng ta, những thứ vốn thuộc về Huệ An Đế đều sẽ biến thành của hắn. Chuyện lớn như vậy không thể giao cho Phó tướng hay ai khác làm. Vớ vẩn, lão tướng suýt chút nữa bị ngụy thiên trạch quăng lại toại châu khịt mũi lạnh lùng ngụy kiến đã chung sống với những lão tướng như thế này nhiều năm biết rõ tính tình của bọn họ nhìn vẻ mặt của gã bèn hiểu được ý tứ sau đó gã cười gằn vỗ vai ngụy thiên trạch binh mã sử của vĩnh ninh là phó dục nhưng tiết độ sứ lại là phó đức thanh công lao thuộc về hắn phó đức thanh mốc mồm ngồi không sao kẻ làm phụ thân còn đang sung sức hắn thân làm nhi tử mà lại nói đến đây ý tứ đã rất rõ ràng chỉ liếc nhìn ngụy thiên trạch một cách đầy ẩn ý ngụy thiên trạch bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kèm theo vài phần cảnh cáo nghi ngờ đó tim nhảy thoát một cái ở tề châu hơn 10 năm hắn ta biết tính tình của phụ tử phó gia dựa vào những báo cáo quân tình liên tiếp trong 6 tháng qua hắn ta cũng có thể đoán được manh mối trong đó ví dụ như những lần qua lại với hứa triều tông việc bố trí ở kinh thành nuốt Trừng tuyên châu thu phục triệu diên chi các loại chuyện trọng yếu đều giao vào tay phó dục những gì phó đức thanh làm chỉ là trấn thủ vĩnh ninh giúp nhi tử giảm bớt gánh nặng ở hậu phương cũng vì vậy sự việc lần này ở kinh thành phó dục nhất định sẽ tự mình giải quyết nhưng đây chỉ là những phỏng đoán của hắn ta ngụy kiến bản chất tham lam ưa thích vị trí quyền cao chức trọng nhiều năm qua nắm chặt quyền bính không dám lơi lỏng chút nào ngay cả với con trưởng ngụy tòng cung được xem trọng nhất gã cũng chỉ vừa cất nhắc bồi dưỡng vừa bí mật đề phòng suy bụng ta ra bụng người Đương nhiên tin rằng quyền hành của phó gia sẽ nằm chắc trong tay Phó Đức Thành. Nếu hắn ta cứ khăng khăng nói tiếp tình hình phó gia, Ngụy Kiến không những không tin, thậm chí còn có thể nghi ngờ. Một đứa con xa cách hơn 10 năm, từ nhỏ đã bị bỏ rơi dùng làm quân cờ, không có tí tình cảm nào, một người như vậy có bao nhiêu sức nặng trong lòng Ngụy Kiến? Hắn ta có thể sống sót được qua mấy lần nghi ngờ đây. Ngụy Thiên Trạch nhất thời không nói nên lời, mặt khác, vị lão tướng kia cất lời phụ họa về phía kinh thành nhất định sẽ do phó đức thanh đích thân ra tay phó dục hai tháng trước nấn ná ở kinh châu ắt là để do thám tin tức cho vụ việc lần này bây giờ phụ tử hai người chia thành hai ngả là muốn vây ngụy cứu triệu khiến tướng quân hoảng loạn chia quân đi cứu viện cho hậu phương nếu tướng quân không cứu phó dục chiếm được toại châu cắt đứt đường lui của ta khi đó tình hình sẽ trở nên khó khăn ngụy kiến gật đầu đồng ý sau đó có người đề nghị nếu muốn đối phó với phó dục tốt hơn hết vẫn là phái tiểu tướng quân đi có lý, trận trường vũ quan vừa rồi, chúng ta thua vì không biết tình hình quân địch. Bản lĩnh của phó dục, lối đánh cũng như điểm yếu của hắn, chỉ có tiểu tướng quân là rõ nhất. Hơn nữa ngài đa mưu túc trí hơn người, hẳn sẽ nghĩ ra được cách để đối phó. Ngụy Kiến cũng cảm thấy rằng những lời này thỏa đáng. Nếu như hậu phương vững chắc, hắn ta đương nhiên muốn mang càng nhiều người lên kinh thành nhất có thể, nhưng sự tình đã đến lúc này, sân sau phát hỏa, phải có người trở về. Do đó không quan tâm đến sự phản đối của Ngụy Thiên Trạch, ra lệnh cho hắn ta quay trở lại cứu viện. Ngụy Thiên Trạch tức điên không phục, nhưng không thuyết phục được Ngụy Kiến, chỉ có thể nén giận mang một vài tướng lĩnh quay trở về. Không lâu sau khi Ngụy Thiên Trạch rời đi, quân Ngụy Kiến bị cản đường Phó Đức Thanh đích thân xuất binh, phục kích ở nơi gã chắc chắn phải đi qua. Đây vốn là địa bàn của quân thủ vệ kinh thành, nhưng do đợt đột kích vây thành của Trịnh Bưu, phòng thủ ở đây đã bị lơ là. Phó Đức Thanh nhảy ra bất ngờ, điều này nằm ngoài dự đoán của Ngụy Kiến. Mất đi Ngụy Thiên Trạch, các tướng lĩnh ngụy ra không thể đoán được lối đánh bất định của phó đức thanh trong đêm đen tối mịt phó đức thanh vừa đánh vừa lui rằng co cản trở làm chậm tiến độ hành quân của ngụy kiến trong chiến trận thời cơ chỉ đến trong thoáng chốc khoảng trống do sự chậm trễ này đủ để trực tiếp quyết định sinh tử trời sắp hừng đông mưa phùn lất phất kinh thành vốn ảm đạm mấy ngày nay từ tối hôm qua đổ mưa đến giờ vẫn còn vương vấn không dứt trịnh bưu cả chặng đường này bất khả chiến bại sau khi xuyên thủng phòng tuyến của quân thủ vệ kinh thành vào đêm hôm qua đã xông vào kinh, nhắm thẳng vào hoàng cung, cùng với sự ngạo mạn đánh đâu thắng đó của mình, đánh tan tác cấm quân thành từng mảnh. Phó dục hành quân đi 20 dặm trong mưa, nhờ có sắc lệnh Cần Vương, hai vạn binh mã công khai tiến vào kinh thành. Trinh sát ra vào liên tục, khi tin tức Trịnh Bưu xông vào hoàng cung, đánh bại cấm quân triều đình được báo cáo, hắn lập tức chỉ huy quân lính khởi hành. Nếu sớm hơn một phút, không thể mượn đao giết người. Cái danh công thành Xoán ngôi đoạt vị này tốt nhất vẫn nên để người khác gánh thay. Nếu chậm hơn một phút, phiến quân giết chóc hàng máu, không có cấm quân ngăn cản, lưỡi kiếm nhắm vào bách tính vô tội, sẽ mất đi mục đích ban đầu. Mưa phùn thấm ướt quần áo, vó ngựa dẫm lên đất mềm, dầm dập như sấm rền, trong nháy mắt, như đám mây phủ lấy kinh thành. Trịnh Biêu vừa giành được Hoàng Cung, vẫn đang kích động phấn khích, chưa kịp ăn mừng thì đã nghe tin đại quân Cần Vương tấn công. Hắn ta xuất thân từ một gã thổ phỉ nhỏ bé tại Sở Châu, cả đoạn đường đánh đầu thắng nó thu nạp tất cả dân thường nổi dậy cùng binh lính nương náu nếu ban đầu còn có chút sợ hãi lúc này đây hắn ta đã trở nên kiêu căng tự phụ quan binh hắn ta gặp phải trên suốt chặng đường tuy người đông thế mạnh nhưng thực lực yếu ớt ngay cả quân thủ vệ kinh thành và cấm quân cũng chỉ có thế này hắn ta còn gì phải sợ đánh tới từ đâu thì cứ đánh cho chúng nó trở về nơi đó trịnh bưu đầy hang hái ý chí chiến đấu sôi sục nhưng tất đều vỡ tan tành khi đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén của phó dục kinh đô cả đêm mất ngủ nhà nào cũng đóng chặt cửa không dám hé cửa sổ ngoài đường cái phiến quân hống hách đụng phải đoàn quân tinh nhuệ của phó gia chạy tháo tán loạn bản đồ khu vực kinh thành này phó dục nắm rõ trong lòng bàn tay trước khi vào thành đã phân phó binh tướng mỗi người dẫn quân theo một ngả tạo thành tấm lưới đan khít đánh đuổi tàn dư phiến quân phó dục mặc một thân trọng giáp dẫn đỗ hạc và 20 hộ vệ tiến vào hoàng cung thứ đợi hắn ở nơi đó chắc có lẽ là một trịnh biêu đang vui mừng xen lẫn hoảng sợ chắc có lẽ là hứa triều tông đã chút hơi thở trên hoàng vị đầu một nơi thân một ngã để đảm bảo không sai sót trước khi quân nổi dậy tiến vào thành phó đức minh đã bố trí trước nhân lực mai phục ở tất cả các cổng của hoàng cung nếu hứa triều tông trốn ra liền bị giết ngay lập tức ông còn phái thêm nhân thủ lẻn vào hoàng cung nhân lúc hỗn loạn dựa vào tình hình mà ra tay và lại với tư cách là vua của một nước huyết mạch hoàng thất hứa triều tông sẽ không hề nhát đến mức từ bỏ lại cung điện phía sau chạy trốn giữ mạng bị cô lập bị bao vây từ mọi phía quyền lực trong tay hứa ra sụp đổ là kết cục được định sẵn từ trước dù có chết hắn ta cũng sẽ chết trên ngai vàng tuy nhiên phó dục gần như chưa bao giờ mưu tính thất bại nhiều năm nay lần này chỉ đoán đúng được một nửa gió mai lạnh lẽo hoàng cung vốn trang nghiêm uy nghi có cấm quân thủ vệ lúc này lại lộn xộn bừa bộn bên dưới bức tường thành cao chót vót cổng đan phụng môn mở toang hoác cổng phụ hai bên cũng như vậy bên cạnh là xác của lính phòng thủ và quân nổi loạn bị giết mưa phùn thấm đẫm y phục nước mưa đọng thành từng vũng chảy về hô thành hào nhuộm màu đỏ nhạt không khí xung quanh ngập tràn mùi máu tanh uy danh hoàng tộc bị dẫm nát mọi quy tắc giờ đây không còn lại gì phó dục phi ngựa thẳng vào đan phụng môn mưa rỉ xuống hai bên tóc mai tẩy đi vết máu bắn trên mặt ánh mắt sắc lạnh xuyên qua điện hàm nguyên và nam nha trước điện tuyên chính vết máu khắp nơi đao kiếm ngổn ngang. Khi quân nổi loạn công thành nghe thấy tiếng la hét đòi giết bên ngoài, vội lao ra như thủy triều, chỉ để lại người chết và người bị thương nằm la liệt trong những vũng máu. Châu Ngọc không biết bị cậy ra từ cung điện nào rơi rớt đầy trên mặt đất. Cung nữ, thái giám có vẻ đã bị chấn lột, bốn bề xung quanh không thấy một người nào. Phó Dục liếc nhìn điện tuyên chính chống chơ tĩnh tờ, đi vòng sang bên hông, mãi cho đến trước điện Lân Đức mới thấy Trịnh Bưu, khắp người máu là máu. Phần lớn phiến quân đã bỏ chạy, chỉ còn trịnh biêu và hơn 10 tên thân tín ở lại tử thủ tại đây thị vệ trước sảnh la liệt khắp nơi máu chảy từ bậc thềm xuống trên thềm ngọc trước điện là bọn phiến quân đỏ mắt chém giết phó dục quang mình xuống ngựa bộ giáp đen lạnh lẽo cứng rắn lao tới như một con đại bàng khổng lồ khi kiếm sắc rơi xuống tên thủ phỉ cầm đao chắn phía trước ngã ra đất trịnh biêu kẻ vừa trải qua một trận ác chiến đang đỏ cả mắt cùng vẻ hân hoan còn sót lại trên gương mặt hắn ta múa đao chém về phía phó dực hắn ta xuất thân từ nhóm thổ phỉ đi lên dẫn theo huynh đệ của mình đánh tan tác quan quân các nơi người này tuy thiếu mưu lược nhưng hung hãn uy mãnh một hán tử trắng niên tuổi ngoài tứ tuần cao lớn hơn người cánh tay rắn chắc thanh đao lia qua mạnh mẽ xe gió nhắm thẳng vào cổ đối phương chỉ luận thân thủ thì không hề kém cạnh các dũng tướng dưới trướng từ quỷ tiếc rằng hữu dũng vô mưu không một cái nhíu mày phó dục lách mình tránh lưỡi kiếm sắc lưỡi đao lướt qua chém đứt cánh tay đang cầm kiếm của hắn ta xuống. Hoàng thượng đâu? Ha ha ha, trịnh biêu phá lên cười, dưới cơn đau dữ dội, vẻ mặt méo mó đáng sợ, lão tử chiếm hoàng cung rồi, lão tử là hoàng thượng. Tên khốn hôn quân đó nuôi một đống rác rưởi dưới quyền, hắn là hoàng đế cái rắm gì chứ? Cười đến cuối, không chịu nổi cơn đau cánh tay bị chém, giọng hắn ta gần như khản đặc. Phó dục lờ hắn ta đi, để cho hộ vệ thu dọn tàn binh, thẳng bước tiến vào trong điện điện lân đức bị lật tung vàng ngọc bày biện rơi đổ dưới đất tấu trương văn thư ngổn ngang tìm khắp trong ngoài xuyên qua cửa sau của chắc điện tìm đến tận phía sau vẫn không thấy bóng dáng hứa triều tông hộ vệ đi theo phó dục già soát sơ một vòng cũng vẫn không có thêm thu thập gì phó dục nhăn mày mím môi huýt sáo gọi đến ám vệ đã thâm nhập hoàng cung trước đó nhưng ai ngờ cũng không thấy tăm hơi bọn họ đâu lúc phát lệnh cần vương hứa triều tông vẫn ở trong điện lân đức sau đó chưa từng rời khỏi ngày đêm thao thức, đến cơm canh cung nhân đem tới cũng đều được trả về như cũ. Khi đó kinh thành chưa vỡ trận, cấm quân vẫn còn, ám vệ được cài và hoàng cung vẫn chưa đánh rắn động cỏ, mà chỉ quan sát động tĩnh từ xa. Ngờ đâu đêm qua trịnh biêu công thành, kẻ chưa từng rời điện lân đức, hứa triều tông bỗng nhiên biến mất. Đến khi trịnh biêu đánh vào hoàng cung, một đám người đào cả ba tắc đất cũng vẫn không thấy bóng dáng hứa triều tông đâu. Phó dục ngờ ngợ cau mày, không nói gì thêm, chỉ sai người để ý tìm kiếm rồi lập tức ra khỏi cung, tập hợp cùng đám người đỗ hạc. chỉ cần hứa triều tông không trốn đến chỗ lão tặc ngụy kiến, hợp tác với lão gây phiền phức cho hắn, những chuyện khác đều không đáng để tâm. việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng khống chế hệ thống phòng vệ của kinh thành, thu phục các tướng sĩ, quân thủ thành cũng như quân lính chấn thủ vùng lân cận, sau đó đánh đuổi ngụy kiến về xào huyệt. đến lúc đó cho dù hứa triều tông có xuất hiện, thì cũng làm được gì? cả thiên hạ đều biết là trịnh bưu công phá kinh thành, huyết tẩy hoàng cung hứa triều tông không được lòng dân dẫn đến phản loạn nguy hại kinh thành còn lại chẳng qua là chết trong tay kẻ nào mà thôi từ rạng sáng đến trưa phó dục cưỡi hắc ảnh tìm khắp chín cổng thành quân nổi loạn rút nhanh như chiều xuống những kẻ không cam tâm chạy tán loạn từ phía đều bị từ quỳ đánh bọc sườn tóm gọn số người đi theo phiến quân để kiếm miếng ăn sống sót sau cơn nguy sau này chỉ cần không bị kích động hẳn sẽ không tạo thành sóng gió gì sau khi cục diện bước đầu ổn định Phó Dục giao chuyện trọng đại lại cho Phó Đức Minh và Đỗ Hạc, để Từ Quỳ coi giữ kinh đô và vùng lân cận, rồi nhanh chóng dẫn quân đến tiếp viện cho Phó Đức Thành. Vốn dĩ cả hai bên đều từng mang tham vọng bừng bừng, giờ đây sĩ khí hai quân lại không còn giống nhau. Phó ra đi trước một bước, chiếm lấy kinh thành, đánh đuổi quân nổi loạn, binh lính hầu hết đều hiểu ý nghĩa phía sau của việc này, sĩ khí dâng trào. Ngược lại, phía Ngụy Kiến bị Phó Đức Thanh rằng co cả buổi, lỡ mất thời cơ, mắt thấy kinh thành chỉ cách hơn trăm dặm là có thể vào tay, lại rơi trọn vào túi phó ra, há có thể không phẫn nộ. Dưới cơn phẫn nộ sẽ trở nên hấp tấp, mà lĩnh binh đánh trận, điều tối kỵ chính là hấp tấp nóng này dẫn đến hành sự khinh suất. Mất đi kiêu tướng Ngụy Thiên Trạch, kẻ nắm rõ nội tình phó ra này, chút ưu thế còn sót lại của Ngụy Kiến cũng không còn nữa. Càng đừng nói đến mưu lược tướng soái, bản lĩnh của binh sĩ, quân kỷ nghiêm minh, Ngụy Kiến đều thua kém hơn phó ra được huấn luyện bài bản một bậc. Hai bên giao chiến, thực lực chênh lệch rõ rệt. Sau khi mất đi ba lão tướng, bị đoàn thiết kỵ của phó dục đánh đến mức thế trận bị phá vỡ phải lui về sau. Khi không còn khí thế mạnh mẽ, Ngụy Kiến không thể không thừa nhận, trận đánh này hắn ta cầm chắc phần thua. Nếu tiếp tục dây dưa, không những tan mộng tiến vào kinh đô, mà e rằng mạng của những binh tướng này đều sẽ kết thúc trong tay cha con phó ra với thế thừa thắng sông lên này. Nếu đã đánh không lại, chỉ có nước chạy. Thắng bại, chuyện không thể liệu trước của nhà binh, nhẫn nhục, chịu đựng mới là đấng nam nhi. Con cháu Giang Đông nhiều tài tuấn, trỗi lên quay lại chuyện mấy hồi. Giữ được đồi xanh thì không lo không có củi, sợ gì chứ. Tối hôm sau, hoàng hôn tiết đoàn ngọ, sau khi rằng xé không cam, ngụy Kiến ra lệnh rút quân. Trong kinh thành tuy vẫn còn lát nhát tàn binh, nhưng tình hình đã phần nào ổn định. Đại quân ba vạn người do từ quỳ và phó dục chỉ huy chấn giữ bên ngoài thành, toán quân tinh nhuệ vốn phụ trách phòng thủ Tề Châu cũng kịp thời tới nơi, canh giữ xung quanh Hoàng Cung hơn ngàn quân thiết kỵ của phó dục thiệt hại gần 200 người, gia quyến của họ đều được trọng thưởng an ủi. 800 người còn lại được chia thành hàng chục tiểu đội, tuần tra tình hình phòng thủ xung quanh, nhằm thị uy với những tên trộm cướp. Phó Đức Thanh lo sợ biên cương xảy ra rắc rối, ngay ngày đánh lui Ngụy Kiến, bèn dẫn một vài tùy tùng vội vàng trở về Tề Châu. Phó Dục và Phó Đức Minh ở lại kinh thành, một người nắm việc văn, một người giữ việc võ, với hùng binh hãn tướng trong tay, chấn áp kiểm soát kinh thành chỉ là hứa triều tông vẫn chưa thấy đâu phó dục không tìm được thi thể của hắn ta hiển nhiên không thể bố cáo rằng hoàng đế bị quân phiến loạn giết hại chỉ thêm phiền phức vô cớ những ngày qua ngoài việc cai quản kinh thành và xoa dịu triều đình phó dục còn phái người tìm kiếm tông tích hứa triều tông lục soát khắp phủ đệ của các vị hậu phi đến cả từ gia sớm đã sụp đổ từ lâu cũng bị lục soát nhưng vẫn không tìm thấy gì cho đến trưa ngày mùng chín tháng 5, hứa triều tông tự mình đến cửa lúc đỗ hạc đến báo rằng hứa triều tông xuất hiện tại phố chu tước phó dục lúc đó đang ngồi ở nam nha nghe từ quỳ báo cáo quân tỉnh rèn sắt phải rèn khi còn nóng đoạt quyền cũng phải chớp lấy thời cơ cuộc bạo loạn của trịnh biêu đã phá vỡ kết cấu quân sự chính trị vốn có ở kinh thành và toàn bộ khu vực phía nam phó ra với danh dũng cảm phò vua dẹp loạn phiến binh tuy không tìm thấy hoàng đế nhưng mượn danh hoàng đế sắp xếp một vài tay chân thì không có gì khó vừa tìm ra được cách đối phó nghe đến ba tiếng huệ an đế Mọi người bỗng nhiên dừng lại. Ngồi ở phía sau thư án, Phó Dục nhướng mày, hắn xuất hiện. Mới tức thì, đi ra từ phủ Yến Quốc công. Đỗ Hạc chắp tay, vẻ mặt hổ thẹn, thuộc hạ đã tìm khắp những nơi hắn có thể ẩn nấp, nhưng không ngờ lại phủ Yến Quốc công. Hiện tại Yến Quốc công đang đi cùng hắn, nếu hắn đã lộ diện, chúng ta đành phải đón hắn trở về hoàng cung. Phó Dục cau mày một lát, sau đó xua tay, không phải việc của ngươi. Yến Quốc công tuổi đã 60, mặc dù có tước vị nhưng hầu như không có quyền lực ở kinh đô tước vị đó cũng nhờ quan hệ thông gia mà được hoàng đế tiền triều ban tặng không phải dựa vào công lao gì lão quốc công xưa nay không ở trong triều không tranh với đời lúc trẻ có hai người con trai đều chết trong biến cố hiện tại lâm vào cảnh không người kế vị một khi quốc công quy tiên tước vị cũng chìm trong cát bụi ai có thể tưởng tượng được vị quốc công ngày thường kín tiếng yến tiệc cũng ít khi tham dự gần như cắt đứt liên hệ với cung đình lại che chở cho hứa triều tông hơn nữa trong lúc che giấu cho hắn cũng không để lại chút dấu vết nào đôi mắt phó dục hơi nheo lại sau khi hết ngạc nhiên dần lấy lại điềm tĩnh mời hắn vào cung đến trước cổng cung điện rồi hãng bẩm báo với ta dứt lời phó dục rũ mắt xuống không nói gì đỗ hạc hiểu ý không vội vàng nên đón để cho vị hoàng đế trên vạn người đó ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ tự mình đi đến cổng cung điện dưới sự hộ tống của yến quốc công vết máu trước cổng đan phong môn vẫn chưa được rửa sạch trên tường thành còn lưu dấu vết đao kiếm chém giết ngay cả hai cánh cổng đó phó dục vẫn chưa cho tu sửa vẫn đang treo lắc lư thị vệ tạm thời đóng canh ở cổng cung điện không biết thân phận của hứa triều tông nhìn thấy xe ngựa đó lập tức chặn lại nghe yến quốc công nói người ngồi trên xe là hoàng đế còn có chút châm chọc mà nói hai ngày nay có rất nhiều người mạo xưng thân phận mời vị đại nhân này chờ trong chốc lát ta đi báo cáo phó tướng quân dứt lời chặn đứng chiếc xe lại không cho phép thông hành chỉ sau khi lệnh thông hành từ trong cung truyền đến, hứa triều tông mới được phép vào trong, bỏ lại yến quốc công dâu tóc bạc trắng bên ngoài cổng cung điện. Xe ngựa đi qua quan thự Nam Nha, chậm rãi dừng lại trước điện hàm nguyên. Ánh nắng trói trang giữa hạ chiếu lên lầu các uy nghi lộng lẫy, trên nền gạch xanh vẫn còn vài vệt máu lốm đốm. Phó dục đang đứng ở nơi vết máu đậm nhất, dáng người vạm vỡ, vẻ mặt cương nghị, đằng sau là hộ vệ toàn thân khôi giáp, tay cầm kiếm đứng nghiêm canh gác. Cánh cổng cung điện phía sau cọt kẹt đóng lại, cách biệt với bên ngoài, trước sau cung điện này chỉ còn lại binh lính phó ra. Hứa Triều Tông mặc một bộ áo gấm bình thường, hai má phờ phạc xám xịt, đôi mắt trũng sâu, không còn dáng vẻ ôn hòa ngày trước. Im lặng một lúc, không ai lên tiếng, chỉ có ngọn gió lướt qua mặt đất. Hứa Triều Tông có hơi khó xử, nhưng sự bối rối này chỉ thoáng qua khi Trịnh Bưu tiến quân về phía bắc, ập đến kinh thành, công phá cung cấm, uy nghi hoàng đế của hắn ta sớm đã không còn. Phiến quân bao vây kinh thành, không ai đến ứng cứu, hắn ta có thể thấy rõ kế hoạch của phó gia và ngụy gia hắn ta từng nghĩ đến việc tử thủ điện hàm nguyên dù có mất mạng cũng coi như đã cố hết sức bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên để lại nhưng hứa triều tông không cam tâm không muốn cứ thế rơi vào cái bẫy do phó gia sắp đặt mà không vùng vẫy được một chút nào vì thế hắn ta chống trả nhân lúc không ai để ý thay bộ y phục lặng lẽ rời cung ẩn náu trong dinh phủ khiêm tốn của yến quốc công tuy nhiên việc này cũng chỉ có thể tạm giữ lấy cái mạng của hắn ta suốt nhiều ngày tin tức liên tiếp chuyển đến phó dục thu thập chỉnh đốn tàn quân tiếp quản cung cấm bố trí phòng vệ kinh thành phó đức minh thống lĩnh bách quan chấn chỉnh chiều đường sau chiến loạn kinh thành không còn hoàng đế giang sơn vẫn thế bách tính vẫn vậy nếu hứa triều tông cứ lẩn trốn không lộ diện đợi khi sóng gió qua đi nhất định cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử bằng cách nào đó vậy màn sống tạm sống bợ này không có ý nghĩa gì nếu muốn trốn khỏi kinh thành tai mắt phó ra khắp nơi còn khó hơn lên trời Điều duy nhất có thể làm là hồi cung, để mọi người biết rằng hoàng đế vẫn chưa chết. Sau này ra sao, hứa triều tông vẫn mơ hồ vô định. Niềm kiêu ngạo con rồng cháu Phượng trước đây đã bị bào mòn từ lúc hắn ta khiến nước mất nhà tan. Để rồi lúc này, dù cho phó dục cao ngạo không có ý quỷ bái hành lễ với hắn ta, hứa triều tông cũng không có bản lĩnh để tức giận. Cuối cùng, vẫn là phó dục bước lên trước, chấp hai tay nói, hoan nghênh hoàng thượng trở lại hoàng cung. Giọng điệu lạnh nhạt, không chút tôn kính uy nghiêm ngắn ngủi, sau khoảng thời gian bị lợi dụng tinh kế, giờ đây thắng thua đã định. Khóe môi hứa triều tông hiện lên ý diễu cợt, vào đại sảnh rồi nói. Điện hàm nguyên uy nghi trang trọng nhất hoàng cung này hầu như đã bị phiến quân cướp bóc toàn hoác. Cho dù mấy ngày nay phó dục có lệnh cho người đến dọn dẹp, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết trận chiến khốc liệt để lại. Bên trong trống rỗng, vắng lặng, nền gạch vàng thô cứng lạnh lẽo, ngai vàng cao tít phía trên, đầu rồng trên tay vịn đã bị chặt đứt, ngự án vốn bày biện vật báu quý giá, đã trống không không còn gì. Hứa Triều Tông muốn đi đến ngai vàng, chỉ mới cất bước, bước chân nặng nề trì trệ. Ngôi vị này là thứ hắn ta khao khát từ lâu, sau khi đoạt được lại trở thành gánh nặng trên vai, giờ đây lại càng khiến hắn ta có cảm giác phức tạp. Hắn ta nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi bước lên những bậc thềm, cô độc lẻ loi ngồi trên đấy. Phó dục lạnh lùng đợi hứa Triều Tông ngồi vững rồi mới nói, ngay vị này, hoàng thượng còn luyến tiếc. Đây là hoàng vị của chẫm hoàng tổ phụ để lại cho phụ hoàng, sau đó được truyền lại cho chấm. Hứa Triều Tông dừng lại, bàn tay gầy guộc vuốt lên lớp sơn phủ, ánh mắt lướt qua sảnh điện trống vắng thê lương, ngươi muốn nó, phải không? Chuyện đã rõ ràng rành, Phó Dục không trả lời. Hứa Triều Tông chế nhạo, mấy năm trước lúc ngươi lấy Du Đồng, hẳn đã có ý nghĩ này rồi đúng không? Về sau đồng ý dẹp loạn phiến quân, bình định Tuyên Châu, giúp chấm đăng cơ, đều để chuẩn bị cho việc này, mượn danh nghĩa phò vua mà thu phục lòng người, nuôi dưỡng vây cánh trong tối, chỉ trách chấm bất cần, không sớm nhìn ra tham vọng của phó gia, nuôi hổ trong nhà. Phó dục lạnh lùng, cho dù nhìn ra, người có thể làm gì. Vẻ mặt của hứa triều tông đông cứng lại, tất cả những lời oán hận đều bị chặn lại trong cổ họng. Một lúc lâu sau, hắn ta mới đứng dậy nói, chấm biết ngươi với ngụy kiến cá mẻ một lứa. Chỉ chờ trịnh biêu xông đến kinh thành giết chấm, các ngươi có được lệnh cần vương danh chính ngôn thuận tiến vào kinh, đoạt lấy hoàng vị về tay. Chấm sẽ không cho ngươi tọa nguyện, chấm phải sống tiếp, có chết cũng không nhường ai. Phó Dục, nếu ngươi muốn ngồi lên vị trí này thì phải giết chẫm, giết vua đoạt quyền, đại nghịch bất đạo, tội danh cướp nước này, đừng mơ đổ lên đầu người khác." Giọng hắn ta ngày càng kích động, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt xuất hiện một màu đỏ lạ lùng, nhiều ngày đêm mất ngủ, đôi mắt hắn ta đỏ như máu. Phó Dục quát mắt, nhìn Ngụy Thiên trạch chằm chằm, trên môi hiện lên tia cười. Như thể cảm thấy chuyện này thật buồn cười, hắn lắc đầu, hiên ngang bước đến trước ngai vàng. Mãnh tướng Tung Hoàng sa trường, sưng sững như ngọn hoa nhạc ỷ thế cao lớn hơi cúi đầu nhìn xuống cùng đường bí lối đây là cách hoàng thượng báo thù sao hắn giơ tay lên như chiếc kẹp sắt xiết chặt vai hứa triều tông dùng sức ấn mạnh vì đó như một con rối bị ép ngồi trở lại trên chiếc long kỷ phát ra tiếng tiếng xương va đập phó dục hé môi thanh âm bình tĩnh vậy người cứ việc ngồi đi kinh thành loạn lạc ta vừa hay đang thiếu một lý do để thuyết phục lòng người dùng xong hãng giết không phải không được nói đoạn cất tiếng lệnh cho đỗ hạc tiến vào phái người hộ tống hoàng thượng trở về nội cung nghỉ ngơi ở tề châu cách xa vạn dặm ngoại trừ việc binh mã tướng lĩnh bị điều động dân chúng hầu như không bị ảnh hưởng bởi biến cố của kinh thành chỉ là sau khi điều động binh mã lớp phòng vệ trong và ngoài tề châu không còn dày đặc như trước khoảng thời gian này du đồng rất ít khi rời khỏi thành hậu trạch trong phủ có hàn thị lo liệu không cần nàng xen vào còn ở bên ngoài ngay tiệm thịt nhúng kinh đô trên phố lệ cảnh mới được khai trương từ nàng cho đến hai vị quản sự đến cả người làm trong quán ai cũng còn bỡ ngỡ, rất nhiều việc đều là giò đá qua sông. Giờ đây hai vị quản sự đã có thể tự mình đảm đương cửa tiệm, dụng cụ nguyên liệu dùng lâu ngày, người làm trong tiệm cũng đều trở nên thuần thục hơn. Tháng 3 khai trương chi nhánh, chuyển đi một nửa nhân thủ qua đó, người cũ chỉ dạy người mới. Xuân Thảo, Yên Ba mỗi người quản lý một tiệm, Đỗ Song Khê chọn một người có tư chất làm đồ đệ của nàng, cũng đã khá quen tay lành nghề. Ngoài việc kiểm tra sổ sách, không có bao nhiêu việc cần đến nàng đích thân ra tay. Du Đồng trước khi kết hôn nhận được đặc quyền, không phải chôn chân trong phủ đệ, thường hay ra phố đi dạo, thăm dò tình hình. Những lúc rảnh rỗi, ngoài việc thèm ăn món ngon, thưởng thức mỹ thực ra, phần lớn tản bộ ngắm hoa ở sân sau, hóng mát tránh nắng cùng phó Lan Âm. Bụng của phó Lan Âm ngày càng rõ, dạo gần đây cũng không dám đi dạo khắp nơi, chỉ qua lại giữa hai phủ đệ của phó gia và tần gia. Điều duy nhất lo lắng chỉ có phó dục mà thôi cho đến khi phó đức thanh chiến thắng trở về tề châu biết được phó dục bình an vô sự nỗi lo lắng mới chịu dịu đi chị dâu em chồng bớt được gánh nặng trong lòng bèn cùng nhau ra thành du ngoạn sau khi vui vẻ trở về nhà vừa mới đến nam lâu đã thấy chu cô ra đón vừa giúp nàng cởi áo choàng vừa nói vừa rồi có người từ tà dương trai đến nói rằng khi nào thiếu phu nhân trở về mời qua bên đó một chuyến có thư nhà từ tướng quân lão tướng quân cũng có vài lời muốn dặn dò Du Đồng dạo gần đây vẫn luôn lo lắng tình cảnh Long Đàm Hổ Huyệt ở kinh thành, nghe vậy hơi nhíu mày, có nói là chuyện gì không? Đừng lo lắng, tướng quân không sao cả. Chu Cô cười an ủi, ghé vào tai nàng nói nhỏ, ta có nghe ngóng rồi, nói là lão tướng quân muốn đưa thiếu phu nhân đến kinh thành, chắc hẳn thế cục bên đó đã ổn định, tướng quân không nhịn được, muốn gặp mặt người. Nói xong liền mỉm cười lui ra, ra dấu cho Ngọc Trâm và hầu hạ nàng thay quần áo. Du Đồng vẫn lo lắng cho an nguy của phó dục nóng lòng muốn đọc thư, vội vàng thay quần áo đi đến tà dương trai. Khi nàng đến đó, những gì Phó Đức Thanh nói thực sự giống như những gì Chu Cô đã kể. Mở ra phong thư của Phó Dục, trong đó đề cập ngắn gọn tình hình kinh thành, cuối cùng nói rằng mọi người trong ngụy gia đều bình an vô sự, không cần lo lắng. Hắn đã cho người quét dọn chỗ ở tại Đan Quế Viện, cũng đã sửa sang hậu cung, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Kinh thành tuy vừa trải qua chiến sự nhưng tình hình đã yên ổn, quân vụ chính sự đều trong nằm tầm kiểm soát, mong rằng du đồng sớm ngày vào kinh. Phó Dục đã chuẩn bị một món long trọng tại kinh thành, chờ nàng đến lấy. Du đồng nhìn những nét bút cuối cùng đầy nét hào hứng vui vẻ, tưởng tượng bộ dạng của hắn lúc viết thư mà không khỏi mỉm cười. Ngọn gió thổi qua cánh cửa sổ đang mở tung của tà dương trai, cuốn theo hơi nóng oi bức của ba ngày. Dạo gần đây chiến sự căng thẳng, phó dục bận bịu chạy đôn chạy đáo, trong khoảng một tháng trở lại, đây là phong thư hiếm hoi được gửi về nhà. Du đồng nhìn đi nhìn lại mấy lần, Phó Đức Thanh ngồi sau trường án chậm rãi uống hai chén trà, nhìn nàng mặt mày tươi tắn siết chặt lá thư nhà. Lại nhớ đến vẻ mặt của Phó Dục trước khi rời đi, trên vẻ mặt kiên quyết cương nghị của ông dần nở ra một nụ cười. Bên ngoài cửa sổ, bụi trúc xanh tươi, tùng bách cao vút. Mặc dù nắng nóng oi bức, nhưng lại là một ngày tốt lành. Ngày đó trưởng tử tử trận, thê tử sinh bệnh mà qua đời, Phó Dục trở nên lầm lì, Phó Đức Thanh gánh trên vai quân đội Vĩnh Ninh, nhìn con cái tuổi nhỏ đã mất đi mẫu thân khiến ông nhiều đêm mất ngủ ông sợ phó dục tính tình cao ngạo cô độc mất đi mẫu thân cùng huynh trưởng đắm chìm vào binh mã chiến sự mà trở thành thanh kiếm chỉ biết chém giết sát phạt sợ tỷ để phó lan âm không còn mẫu thân bên cạnh mà ông quá bận rộn với việc quân sự không thể chăm lo chú đáo may mắn thay bây giờ không cần phải lo lắng nữa phó lan âm gả cho ý trung nhân đang mang tin hỉ trong người sớm thôi sẽ cho ông một đứa cháu ngoại phó chiêu tuy bướng bỉnh nhưng cũng hiểu chuyện sau này tìm một mối hôn sự thích hợp cho nó là được còn phó dục phó dục đứa khiến ông lo lắng nhất cũng được ông xem trọng nhất đã tìm được một nữ tử có thể đồng hành cùng nó trong quãng đời còn lại phó đức thanh từ khi hiểu chuyện đã biết ông và huynh trưởng phải gánh vác trọng trách của quân đội vĩnh ninh trên mình sau lưng là sự an nguy của hàng ngàn bách tính những năm qua huynh đệ con cháu nâng đỡ nhau tiến bước gánh nặng này đè trên vai khiến ông không lúc nào dám lơ là lúc này thế mà lại có thể thở phào nhẹ nhõm sau đó đứng dậy lúc du đồng ngẩng đầu lên ông dặn dò lần này về kinh thân phận của con sẽ khác trước rất nhiều những lời này ý vị sâu xa du đồng chăm chú nghe ông can dặn chuyện mà phó gia muốn làm không cần ta nói hẳn con cũng đã rõ huệ an hoàng đế tuy giữ được mạng sau chiến loạn nhưng giang sơn này không thể trả về tay hắn tu bình tính tình kiêu ngạo từ nhỏ tư chất đã hơn người thiếu niên đắc chí lập nhiều chiến công dẫn đến tự cho mình hơn người trước đây nó chỉ quản lý tướng soái vĩnh ninh còn có ta ở bên cạnh chỉ điểm nhưng đến kinh thành bên cạnh nó chỉ có con ngụy thị vẻ mặt phó đức thanh nghiêm túc giọng nói ôn hòa gánh nặng giang sơn xã tắc nặng nề hơn vĩnh ninh gấp ngàn vạn lần sau này việc khuyên nhủ tu bình phải nhờ cả vào con ông nói với vẻ trịnh trọng du đồng cũng kinh ngạc hành lễ nói lời dặn của phụ thân con dâu xin ghi nhớ tướng quân lòng mang thiên hạ địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn con biết rõ tầm quan trọng Trước đây hành xử như vậy là do có nỗi lòng riêng, giờ đã thật lòng gả về phó gia, trách nhiệm cần phải gánh vác con tuyệt đối sẽ không thoái thác. Vậy thì tốt, phó Đức Thanh gật đầu, tựa hồ có chút xúc động, chỉ giơ tay nói, thu dọn đồ đạc đi, sáng mai ta sẽ cho người đưa con hồi kinh. Du đồng vâng lời, trước khi cáo biệt bỗng trực nhớ, phụ thân không đi cùng sao. Ta không đi, phó Đức Thanh bắt chéo hai tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng điệu có một cảm giác nhẹ nhõm, ta ở lại Tề Châu, không muốn đi đâu cả. Con cái đã nên người, đều có tương lai phía trước, đợi khi chúng nó đều đi xa, người duy nhất có thể bầu bạn kề cạnh vẫn chỉ có thê tử kết tóc của ông. Phủ đệ này cho đến kim chiêu tự, đâu đâu cũng có dấu vết của ngày xưa. Tâm huyết cả đời đã dành hết cho bách tính vĩnh ninh, tình cảm còn lại chỉ còn đủ dành cho một người. Thở ấy tuổi trẻ trí lớn, bỏ bê thê tử con cái ra trận chinh chiến, để rồi trưởng tử mất mạng trên chiến trường. Thê tử vì thế mà sinh bệnh, trong lòng dây dứt khó nói với ai, càng không thể bù đắp cứu vãn lại được. Nửa đời còn lại, nếu có được bình yên, ông chỉ muốn ở lại đây bầu bạn với bà, dù cho âm dương cách biệt. Những việc còn lại, bèn giao lại cho con cháu. Phó Đức Thanh đưa tay lên vuốt râu, ngắm gốc cây hải đường do thê tử ông chồng đang được bao quanh bởi những cây tùng, bách trong đình viện. Năm đó, khi bà tự tay trồng, nó chỉ là một cây non mỏng manh, nhiều năm trôi qua, thế mà đã trở nên cao vút. Đường dài chắc trở, không biết ngày trùng phùng, 10 năm tuy dài mà ngắn, ông cũng thay đổi, từ một người tham vọng nhiệt huyết trở nên tham luyến cảnh cũ. Tiêu tụy vì nhớ người, năm tháng sau vô tình, sau khi rời khỏi tà dương trai, du đồng không vội vàng quay trở lại nam lâu mà đi đến lưỡng thư các. Lúc mới gả vào phủ, nàng và phó dục lạnh nhạt xa cách, vẫn luôn tránh xa nơi này, tránh gây hiểu lầm không cần thiết, rất ít khi đặt chân vào, nhưng hiện tại không cần kiêng rẻ nữa. Từ khi phó dục rời đi, nơi này đã bị bỏ trống nửa năm, tuy rằng có người hầu quét dọn đình viện sắp xếp thư phòng nhưng không có đỗ hạc cùng thị vệ chung quanh cũng không có văn thư tin tức tới lui báo cáo khó tránh khỏi vắng vẻ trống trải gian nhà sừng sững núp dưới bóng cây lách ra một nơi mát mẻ giữa mùa hè nóng nực này đẩy cửa bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là thanh kiếm gãy vết hoen dỉ lốm đốm mũi kiếm mẻ một nửa vết máu đen đóng lại ở trên lần đầu tiên nhìn thấy nó thực sự khiến nàng kinh ngạc à thậm chí có lúc còn kính sợ thư phòng này cảm thấy phó dục cũng như thanh kiếm này lạnh lùng và u ám bây giờ bên nhau đã lâu cảm giác đã khác trước đưa tay ra chạm vào nó lưỡi kiếm lạnh lẽo cứng cáp dường như qua đó có thể chạm vào khói lửa chiến trường tận mắt chứng kiến chiến trận ác liệt đây là thanh kiếm được tổ tiên phó ra sử dụng bị chôn vùi dưới núi thay biển máu rất lâu trước khi được tìm lại một trăm năm qua nhiều thế hệ nam nhân phó ra sông pha chinh chiến từ gia tộc bé nhỏ cho đến bá chủ một phương nắm trong tay hùng binh kiện tướng. Suốt quá trình đó, biết bao sinh mạng đã hy sinh, có người họ phó, cũng có người vô danh. Phó gia được nuôi dưỡng bởi bách tính, đáp lại, họ cũng dùng mạng sống của mình để bảo vệ cương vực nơi đây, phó dục giữ lại thanh kiếm để mọi lúc đều có thể nhắc nhở hắn về sơ tâm của mình. Bây giờ, nàng phải mang thanh kiếm này về kinh thành. Du đồng cho gọi người hầu, cẩn thận lấy thanh kiếm gãy cùng bao kiếm xuống, bọc nó trong nhiều lớp vải mềm, cất vào trong hộp. Sau đó, nàng đến thọ an đường cáo biệt. Phó lão phu nhân đã gần đến cái tuổi của Lai Hy, không chịu được ngựa xe đường dài, không có ý định đi đâu cả, vẫn muốn ở lại đất Tề Châu. Nửa năm này, trải qua hai cơn phong hàn, cơ thể ngày càng suy yếu, tóc bạc nhiều, già đi trông thấy. Biết rằng du đồng chuyến này lên kinh đô, nhất định sẽ ở bên cạnh phó dục, sẽ không quay lại Tề Châu nữa. Con người ở tuổi xế chiều, biết không còn nhiều thời gian nữa, lộ ra dáng vẻ hiền từ, căn dặn nàng đủ điều. Du Đồng nghe theo, sau đó lấy vài bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, thay phó dục tặng cho bà. Còn Phó Lan Âm, Hàn Thị và những người khác, tạm thời bọn họ chưa cần đến kinh thành, lúc này vẫn ở lại Tề Châu. Vấn đề của tiệm thịt nhúng giao cho hai huynh đệ họ Hứa, Du Đồng chỉ mời một mình Đỗ Song Khê đến, bảo nàng ấy sớm ngày chỉ bảo đệ tử cho thạo việc, rồi sau đó cùng đến kinh đô, khi đó ắt lại có thể thể hiện tay nghề. Bận rộn đến tối muộn, nghỉ ngơi một đêm liền lên đường trở về kinh chiến sự tạm thời được định đoạt binh mã phó ra hành quân một mạch về phía nam mở thông con đường từ kinh thành đến tề châu chuyến đi này của du đồng suôn sẻ hơn ngày trước rất nhiều ngày đi đêm nghỉ đêm nay trọ lại dịch trạm chỉ cách thủ đô 100 dặm du đồng và phó dục thành hôn nửa tháng đã xa cách hai nơi nửa năm qua ngoài thư từ qua lại chưa hề gặp nhau một phút nào khi ở tề châu nàng cố hết sức dồn sự tập trung vào những chuyện như mua sắm nguyên luyện trông coi sổ sách của tiệm ăn, năm, năm. Lại có phó Lan Âm và Hàn Thị ở bên bầu bạn giải sầu, ngoài những lúc tỉnh giấc giữa đêm lo lắng nhớ nhung ra, cũng không cảm thấy gì nhiều. Lần này, đường xá xa, xa xôi đến Kinh Thành, nghĩ rằng sẽ sớm được gặp hắn, bèn thấy trộn rộn xúc động, đến mức tràn chọc trở mình suốt đêm, đến canh tư mới vào được giấc. Ngày hôm sau phải dậy sớm lên đường như bình thường, du đồng ngồi cùng với Ngọc Trâm, đánh một giấc say xưa với chiếc gối êm ái trên tay. Trời trong gió thoảng, xe ngựa khẽ rung lắc trong lúc mơ màng ngọc trâm đột nhiên nhẹ nhàng đẩy nàng thiếu phu nhân mau tỉnh lại du đồng bị cú đẩy đánh thức chưa kịp mở mí mắt đã thản nhiên nói đến rồi sao vẫn chưa tới là tướng quân ngọc trâm thấp giọng thúc giục tướng quân đích thân tới đón người đừng ngủ nữa tướng quân phó dục đầu óc du đồng gần như giật bắn cơn ngái ngủ còn đọng lại đã biến mất tâm ngạc nhiên mở mắt ngọc trâm đã nghiêng người về phía trước nhấc tấm màn lên vui vẻ nói người nhìn xem có phải ngài ấy không bên ngoài bức màn con đường cái dài hun hút cỏ cây hai bên xanh thẫm đồi núi chập trùng giữa bóng liễu trên đường một đoàn người ngựa đi tới người dẫn đầu cưỡi trên con tuấn mã hắc ảnh phi nước đại về phía nàng cơn gió ập đến y thường đen với hoa văn sẫm màu tung lên nam nhân anh tuấn nghiêm nghị ngọc quan buộc tóc đôi mắt sắc bén kiên nghị phía sau hắn không rõ có bao nhiêu tùy tùng vó ngựa dồn dập như sấm đến khi cách nơi nàng vài trăm bước nhất loại gỉ cương, chỉ còn lại một mình phó dục phi đến, trong nháy mắt lao tới trước mặt nàng. Phu xe vội vàng hãm ngựa, các hộ vệ tùy tùng đều đồng thanh hành lễ, bái kiến tướng quân. Phó dục nghiêm nghị nhấc tay, đôi mắt sâu thẳm trong veo rơi trên người nàng. Du đồng vừa ngủ dậy, không ngờ đến phó dục sẽ đột ngột xuất hiện, không biết là tình cờ gặp phải hắn đang làm công vụ ngoài thành hay là hắn có ý đến đón. Chỉ ngay người nhìn, mắt hạnh long lanh, tựa như nước hồ phản chiếu ánh mặt trời ngày xuân khuôn mặt hàng mong mỏi bấy lâu, thê tử nhiều lần mơ đến, so với lúc biệt ly dường như nàng còn e lệ, mê người hơn trước. Nhìn nhau một lúc, Du Đồng đột nhiên mở môi, liếm nhẹ một cách vô thức. Ánh mắt phó dục thâm trầm, gió thổi khiến cổ họng hơi khô khốc. Dưới con mắt của mọi người, hắn cố gắng hết sức giữ phong thái nghiêm trang, xoay mình xuống ngựa. Cách kinh thành còn 50 dặm, ta tới đón nàng, nói đoạn, ánh mắt nhìn sang Ngọc Trâm. Ngọc Trâm lúc này mới bừng tỉnh nhận ra bản thân thật vướng víu còn đang hành lễ liền vội vàng đứng dậy, nhảy ra khỏi xe ngựa. Ánh mắt du đồng vẫn dán chặt vào phó dục, từ mắt, mày, môi, mũi, cho đến vai rồi tới ngực, thấy hắn nhấc chân bước lên xe. Liền vội tránh sang một bên nhường chỗ, nói, kinh thành nhiều việc phải lo, phu quân sao phải mất công tới vậy. Có tôn tướng quân ở đây, sẽ không có chuyện gì. Ừm, nàng chưa kịp nói hết câu thì ngay lúc tấm màn buông xuống, nam nhân vừa vào xe ngựa đột nhiên trồm tới vồ vào người nàng, hôn nàng, chặn đứng âm thanh ngạc nhiên đó tại cổ họng. Cách xa ngàn dặm cho đến gần ngay trước mắt, dường như chỉ là một khoảnh khắc. Du đồng mở to mắt, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn. Cỗ xe lộc cộc đi tiếp, khung xe lắc lư. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, phả vào đôi gò má, ấm áp và ngứa ngáy. Du đồng lui vào góc xe, kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ nói, làm thiếp sợ mất hồn, còn tưởng có chuyện. Đừng lo lắng, không có chuyện gì, phó dục cười cười, thuận thế ngồi bên cạnh, duỗi tay ôm nàng, sao đi chậm vậy? Dù sao cũng là xe ngựa, đâu nhanh bằng ngựa của chàng, đã nhanh nhất có thể rồi. Du đồng dựa vào người phó dục, giúp hắn chỉnh lại cổ áo bị sộc sệt bởi gió, cũng đã gửi cho tin cho chàng rồi còn gì, đi khoảng 4 ngày, chưa hôm nay sẽ vào thành. Nhưng hắn không đợi nỗi. Từ lúc nhận tin nàng khởi hành, hắn đã chờ từ lúc đó đến tận giờ. Hai đêm ngóng trông, nếu không phải có chuyện quan trọng, đêm qua đã đi đón nàng rồi. Ánh mắt phó dục sâu lắng, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia vuốt ve gương mặt nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng một lần nữa. Hương thơm dịu dàng, phảng phất mùi hoa lan, là mùi hương mà hắn nhớ nhung không biết bao nhiêu lần. Sự kiềm chế lúc ban nãy nhanh chóng sụp đổ, cánh tay siết chặt lại, đôi gò bồng đào mềm mại bị áp vào ngực mình, cách lớp y phục mùa hè mỏng manh, thật khiến người ta dạo rực. Nụ hôn trở nên nóng bỏng gấp gáp, tham lam thèm thuồng, cuối cùng ép nàng vào vách xe, hung hăng cướp đoạt nàng. Xe ngựa chậm rãi đi được hơn 40 dặm, phó dục mới chịu buông tha du đồng sắp đến cổng thành hắn trầm giọng ra lệnh cho người đánh xe ghìm cương sau đó chỉnh đốn quần áo kho người bước ra ngoài vẫn là bộ dạng uy nghiêm ban đầu cầm lấy dây cương của hắc ảnh tung người nhảy lên lưng ngựa du đồng vén bức màn bên hông nhìn ra ngoài tháp canh vọng lâu vẫn sừng sững như trước trên tường thành đầy binh lính canh gác gắt gao hơn cả trước đây do thời gian gần đây đủ loại người ra vào kinh cho dù ngụy kiến đã bị đánh bại rút lui nhưng trong kinh thành vẫn còn rất nhiều tai mắt Do đó nhiều tay chân dưới trướng phó ra được sắp xếp lẫn vào trong những thị vệ gác cổng với đôi mắt sắc sảo chuyên bắt những con cá lọt lưới. Để tránh hỗn loạn, mỗi trong số 9 cổng đều cử một tiểu tướng đến phụ trách để gian đe, thị uy với bọn trộm cắp. Nhìn thấy phó dục, vị tiểu tướng lập tức cung kính hành lễ, bách tính xung quanh thấy đoàn thiết kỵ hơn trăm người phía sau phó dục, vội vàng tránh đường. Trước đó dẫn quân vào thành, dẹp yên phiến quân, đến hiện tại chỉnh đốn triều chính, tuần tra khắp thành gần như mỗi ngày phó dục đều phải phi ngựa qua phố chu tước ít nhất vài lần nhiều lần như vậy bách tính xung quanh dĩ nhiên nhớ được khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị này so với hoàng tộc gia uy ra vẻ nhưng bất tài vô dụng trong quá khứ vị phó tướng quân này đã cứu dân chúng khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng kỷ luật nghiêm minh không đàn áp bách tính chỉ trong mấy ngày đã khôi phục lại trật tự trong kinh đô rất được người dân kính trọng hơn nữa danh tiếng phó gia chấn giữ biên cương dẹp yên phản loạn đã lan rộng khắp nơi từ trước Bách tính có thể không hiểu chuyện tranh đấu trong chiều, nhưng họ biết rằng kẻ nào mạnh hơn, người đó sẽ là người cầm đầu. Đương kim hoàng thượng không thể ngăn cản đạo tặc, để cho kinh đô bị uy hiếp, hoàng cung bị cướp mất, hiện tại cho dù còn sống cũng không có năng lực gì. Ngược lại, phó gia ngàn dặm đến phò trợ thánh thượng, tiêu diệt phiến quân, trả lại bình yên cho bách tính. Nghe nói bốn bề kinh thành, trong ngoài hoàng cung đều có quân lính phó gia canh giữ, đến cả binh lính tuần tra cũng như cấm quân chia năm xẻ bảy kia đều nghe phải nghe theo sự phân phó của hắn ai dám vô lễ với một người như vậy có người đi trước tránh đường những người khác trông thấy cũng nhanh chóng nép qua hai bên trong nháy mắt giữa phố chu tước đã hình thành một con đường rộng rãi đủ cho hai chiếc xe ngược chạy song song dòng người hai bên nháo nhào ngóc đầu ngắm nhìn một lúc sau các vệ binh phó ra mở đường một cỗ xe to lớn chắc chắn từ từ tiến đến lụa xanh phủ mui chạm trổ tinh tế nhuốm bụi từ chuyến đường dài thỉnh thoảng rèm cửa bên hông khẽ đông đưa có thể nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp bên trong tóc mây châm vàng đang ngồi đoan trang ngay ngắn thân xe tuy không trang trí hoa mỹ nhưng được chế tác tinh xảo đường nét rõ ràng bên cạnh có phó dục cưỡi ngựa đi theo phía sau có hơn trăm thiết kỵ hộ tống uy phong lẫm liệt không kém gì đội hộ vệ của vương phủ hoàng thất không biết ai đã nghe ngóng được rằng cỗ xe đến từ tề châu mỹ nhân y phục hoa lệ ở trong chính là thê tử của phó dục ngụy du đồng Trải qua bao sóng gió, tin đồn khắp nơi, ai mà không biết tên của Ngụy Du Đồng. Ngày trước bị dễ Vương dùng bỏ, chịu nhiều tai tiếng, rồi bỗng nhiên lại gả vào phó ra. Bây giờ phó dục đích thân xuất thành, mang theo đoàn thiết kỵ bất khả chiến bại đến đón nàng về, có thể thấy nàng được chiều chuộng đến nhường nào. Xe ngựa chậm chậm đi xa, mọi người thì thầm bàn tán, miệng tràn đầy ngưỡng mộ, bên trong xe ngựa, Du Đồng không nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, nhưng nàng biết tâm điểm của mọi người xung quanh là gì cách một tấm rèm mềm mại nàng duy trì tư thế ngồi đoan trang nhất mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại bên ngoài đan quế viện mới thả lỏng đôi chút sau khi chiếm được kinh thành nơi này không chỉ là nơi ở của phó dục mà còn được dùng làm nơi xử lý sự vụ trước cổng phủ có có hai hàng binh sĩ đứng canh du đồng được ngọc trâm dìu xuống xe chưa kịp đứng vững thì đã thấy đỗ hạc vội vã chạy đến báo cáo với phó dục nàng bèn kiếm một bóng mát dưới gốc cây tựa vào bên cạnh xe đợi hắn một lúc sau phó dục đã phân phó xong Đỗ Hạc chấp tay nhận lệnh, rồi xoay qua hành lễ với nàng, bái kiến thiếu phu nhân. Đỗ tướng quân, Du Đồng gật đầu. Phó Dục cất bước đi tới, nói thêm: Hôm qua vì chuyện của bọn trộm cắp mà mất ngủ cả đêm. Hôm nay nếu không có việc gì gấp thì đừng làm phiền. Đỗ Hạc tuân lệnh rời đi. Quản gia bận rộn đón xe ngựa ở cổng, Du Đồng đi theo Phó Dục vào trong. Băng qua thư phòng bên ngoài, hiện được dùng làm nha môn tạm thời, bước qua cánh cửa thủy hoa là đến hậu viện vẫn là cái sân nhỏ nơi nàng từng ở năm xưa, cây hòe già cao ngất, cây phong tàu nhã in bóng loang lổ lên nền đất. Trước cửa có nha hoàn người hầu đứng đợi chờ lệnh, cung kính hành lễ. Phu thê sánh bước cạnh nhau, Ngọc Trâm thu quy theo sát phía sau. Khi bước vào viện liền biết điều mà dừng bước. Cánh cửa mở hé, trên bàn bày đầy trái cây tươi ngon. Du Đồng đi cả chặng đường nắng nóng mệt mỏi, nhìn đĩa trái cây được cắt thành những miếng nhỏ, cơn khát đột nhiên ập đến, bước nhanh vào phòng vừa bước vào cửa chưa được hai bước thì nghe sập một tiếng quay đầu lại thấy căn phòng chợt tối cửa đóng chặt khoảnh khắc tiếp theo phó dục dây trước vẫn mang vẻ nghiêm nghị chợt lao tới trước vòng lấy eo nàng nhẹ nhàng kéo lại ôm mỹ nhân vào lòng nửa năm nhớ nhung chồng chất tất cả đều hóa thành dục vọng trong nụ hôn nóng bỏng trên xe ngựa suốt chặng đường đi qua con phố chu tước dài thường thượt tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh trang nghiêm nhưng trong lòng đã bồn chồn dạo rực hiện tại không có người ngoài có thể mặc ý làm bừa Trước ngày nàng về kinh, Phó Dục đã giải quyết tất cả những vấn đề khó nhằn trước mắt, dành ra được nửa ngày nhàn rỗi, sớm đã dục dịch muốn ra tay. Du Đồng tay chân mềm nhũn, sức lực sao có thể bì được với Phó Dục, dãy ruộng dụ một chút liền bị đẩy đến cạnh bàn. Môi lưỡi quyện lấy nhau, y phục cởi một nửa, bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng ve dâm gian, nhưng không át được hơi thở gấp gáp bên tai. Đĩa hoa quả tươi ngon hấp dẫn, nước quả dính trên môi nàng bị hắn quét đi gần hết. Sau buổi trưa, Phó Dục lấy lý do tắm rửa bụi đường, ra lệnh cho người hầu đem nước vào phòng. Sau khi dùng bữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Dục đã lấy lại tinh thần, bộ dạng như muốn bù đắp lại cho khoảng thời gian nửa năm qua, dày vò nàng với đủ tư thế. Mãi cho đến khi Du Đồng kiệt sức nhất quyết không chịu để hắn chạm vào người nữa thì mới dừng lại, rồi sau đó bế nàng vào tắm táp, cho người chuẩn bị bữa tối. Mệt mỏi cả ngày, gần như khiến xương cốt Du Đồng rã rời. Phó Dục chinh chiến xa trường đã lâu, càng đánh càng hang máu, ăn tối xong vẫn còn chút lương tâm mà không dày vào nàng. Chỉ ôm nhau trò chuyện trong màn trướng, nhưng trước lúc đi ngủ thì bùng phát thu tính, hành hạ nàng tới tận nửa đêm. Để rồi trưa ngày hôm sau, Du Đồng vẫn nằm trong chăn không chịu ngồi dậy. Đến quá trưa, được Ngọc Trâm dìu vào gian trong tắm rửa, nhìn vết tích khắp người, nàng thầm lẩm bẩm vài tiếng cầm thú. Mà mang quá chớn này lại dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng. Hai đêm liên tiếp, khi phó dục cứ có ý định gian tà, đều bị Du Đồng đuổi đi với lý do vết thương chưa lành, không để cho hắn ăn thịt. Đành nhượng bộ chịu thiệt một tí, kiềm chế bản thân ôm nàng ngủ qua đêm. Mãi cho đến ngày thứ tư mới được lúc nhàn rỗi, sau khi tắm xong, hắn khoác lên chiếc áo ngủ phanh nửa, phô trương khuôn ngực nóng bỏng cùng vòng eo thon nhỏ trước mặt nàng. Dùng đủ cách mới dụ dỗ được nàng gật đầu phá giới. Đương nhiên, lần này du đồng về kinh không phải chỉ để phu thê đoàn tụ, tình trạng ý thiếp. Kinh Đô vừa mới ổn định, Phó Đức Minh đảm nhiệm triều chính với tư cách tể tướng. Phó dục trông coi hoàng cung và bố trí tuyến phòng vệ tại kinh thành dưới sự giúp đỡ của bá phụ liên tiếp tiếp quản các công việc chính sự kế hoạch mượn giao giết người ban đầu không thành hứa triều tông cam thủ hắn nhất định sẽ đối trọi đến cùng tai tiếng soán ngôi đoạt vị hẳn không thể trốn được chuyện đã đến nước này phó dục không vội giết hứa triều tông để lên thay hắn ta chỉ lấy lý do rằng trong cuộc hỗn loạn vừa rồi hoàng đế bị kinh động quân phản loạn vẫn ẩn nấp trong kinh thành muốn tìm cơ hội hành thích do đó phải bảo vệ người tại cung cấm có được danh nghĩa của hoàng đế và sức mạnh quân sự áp đảo, mọi việc trong triều đình đều có thể xử lý dễ dàng. Bên ngoài kinh thành, ngoài tiết độ sứ định quân Ngụy Kiến và tiết độ sứ Kiến Sương Khương Thiệu gia, phương Bắc đã là thiên hạ của phó gia, khu vực Tuyên Châu cũng do quân lính phó gia kiểm soát, sẵn sàng nghe lệnh. Còn lại Sở Châu bị Trịnh Bưu quấy nhiễu thành một mớ hỗn loạn, quan lại binh lính tản mát, nha phủ rối ren. Trước mắt phái một người đắc lực qua đó ổn định lại, tạm thời không gây ra được sóng gió gì lớn. Trong hai tháng qua, phó dục chôn chân ở kinh thành bận rộn dọn dẹp hậu hoạn và thu thập quyền lực hoàng thành bị đánh cướp hoàng đế không thể đích thân lâm triều mọi việc trên triều do bá phụ chất tử phó dục hai người lo liệu cả cấm quân cùng quân thủ vệ kinh thành đều rơi vào tay phó gia ý nghĩa đằng sau sự việc này ai lại không nhìn thấy vĩnh ninh cai trị nghiêm minh danh tiếng này sớm đã được truyền khắp trong một năm rưỡi qua phó đức minh ở lại kinh thành lúc ban đầu gặp đủ khó khăn lòng người không quy thuận cho đến hiện tại đã có những bước khởi sắc ông luôn làm tròn bổn phận của mình, ngoài thu phục được đồng minh ra, còn nhận được sự kính phục từ nhiều người khác. So với dòng họ hứa ra kém cỏi vô năng, không được lòng dân, hai lần kích động dân chúng nổi loạn, thì tham vọng cùng các biện pháp cứng rắn của phó hiển nhiên vượt trội hơn hẳn. Ngoại trừ một số lão thần ngoan cố trung thành với hoàng đế và những quan viên ngấm ngầm cấu kết với ngụy kiến gia, lòng người đã dần khuất phục. Du đồng với thân phận là thế tử của phó dục, cũng khá bận rộn vào thời điểm quan trọng này tiền viện của đan quế viện được mở rộng dùng làm nha môn để phó dục giải quyết các việc vặt ngoài chiều hậu viện được mở thêm một cánh cổng bên hông để nữ quyến ra vào trong 4 tháng đan quế viện người đến người đi phó dục bận không ngơi nghỉ nhưng tình hình cũng nhanh chóng được cải thiện các lão thần cứng đầu lần lượt bị thu phục tai mắt của ngụy gia lần lượt bị loại bỏ ban đầu còn những lời xì xào về cách làm tàn bạo ngang ngược của phó gia giờ đây họ chỉ thừa nhận mỗi phó dục không đả động gì đến vị hoàng đế kia trong ngoài triều đều đã chấp nhận sự thật quyền bính nằm trong tay phó gia. Trong thâm cung, hứa triều tông vẫn được ăn sung mặc sướng, nhưng bị giam giữ tại mảnh đất bé tí, dần bị lãng quên. Ban đầu còn có các lão thần hao tâm tổn sức vào cung diện kiến thánh thượng, đều bị phó dục lần lượt đánh bại, không còn tông tích. Vị tướng già trung thành trước đây từng cố cứu hắn ta khỏi biển lửa cũng không thể sánh được với sự dũng mãnh của phó gia, biệt tam không thấy bóng dáng. Cho đến cung nhân thái giám phục vụ hắn ta, từ cung kính săn sóc lúc ban đầu, cũng trở nên lười biếng chảnh mảng. Trong 4 tháng, tin tức bên trong không truyền ra được bên ngoài và ngược lại, chỉ có bức tường cung điện bao quanh để hắn ta hoài niệm. Hoàng cung này từng là thiên hạ của hắn ta, nhưng giờ lại trở thành cái lồng giam của chính hắn. Hè qua đông đến, cây phong trong sân dần khô héo, đêm dài đằng đẵng hứa chiều tông đếm từng viên gạch dưới chân, những vết sẹo trên tường, nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Thở nhỏ xuất thân cao quý, sống trong nhung lụa, được tổ phụ sủng ái, thiếu thời phóng khoáng tự do, có thanh mai trúc mã bầu bạn, nhưng lại là người ít được phụ thân cưng chiều nhất trong ba huynh đệ. Sau đó, có vẻ như sau cái chết của huynh trưởng, hắn ta không can tâm yên lặng nhường nhịn, từ lúc bắt đầu quyết định đoạt vị, mọi thứ đều dần chật khỏi đường dây. Người hắn ta yêu thương từ thở nên thiếu đã gả cho người khác, thê tử kết tóc bị hắn ta vứt bỏ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Còn hoàng vị vạn người thành khát này không mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn như hắn hằng mong đợi sau cơn vui đắc chí lúc ban đầu chỉ có những công việc triều chính phức tạp trồng chất đang đợi hắn trong ngoài khốn đốn nội bộ tan rã không có quân lực trong tay giống như một thân một mình phải đẩy một tảng đá to lớn lăn lên con dốc nghiêng mệt mỏi và bất lực ngay cả khi biết rõ dã tâm của phó gia không thể không thỏa hiệp để mượn sức để rồi nuôi hổ trong nhà dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay những cận thần từng cung cút dưới chân hắn ta giờ đã đầu quân cho phó gia hắn thân là thiên tử tôn quý nhưng ngay cả cái sân viện chật hẹp này cũng không thể bước chân ra được trong cảnh khốn cùng hứa triều tông gầy đi nhanh chóng trắng đêm mất ngủ nhiều ngày bị dày vò ý chí vốn đã không ngoan cường của hắn ta cũng nhanh chóng bị mài mòn kinh thành tháng 10 lạnh giá về đêm từng đợt gió hú tuyết rơi rải rác hứa triều tông quấn một chiếc áo choàng không mới cũng không cũ ngồi ngay người bên lò lửa không biết từ khi nào chầm chậm thiếp đi hắn ta có một giấc mơ một giấc mơ xa xăm bị niêm phong trong một góc ký ức trong mơ, hắn vẫn còn trẻ, không có tham vọng đoạt ngôi với Hoàng Huynh. Điều hắn lo lắng mỗi ngày chỉ là bài tập về nhà của tiên sinh và những câu hỏi ngẫu nhiên của Phụ Hoàng. Vẫn còn chưa đến tuổi rời cung lập phủ, hắn vẫn còn sống trong cung, mẫu phi thường xuyên đón ô ô đến bầu bạn với hắn. Cô gái nhỏ nhắn mềm mại, ngây thơ xinh đẹp đó, hắn ta tận mắt chứng kiến nàng lớn lên từng ngày, nàng sẽ cùng hắn đi khắp cung hái hoa bắt dế, sẽ cùng hắn yên lặng viết chữ dân hương. Sẽ mang cho hắn điểm tâm ngon ngọt mỗi lần vào cung, sẽ cùng hắn lẻn khỏi cung đi ngắm phố phường, cũng sẽ túm vạt áo hắn chùi nước mắt mỗi khi té ngã. Cô gái nhỏ đó, hắn đã từng nâng niu trong lòng bàn tay, yêu nàng thật lòng. Nhưng sau đó, bọn họ không còn đi chung đường nữa. Nàng mặc y phục gấm thêu vàng nhạt, như bị hoàng tổ phụ của hắn dẫn đi, nàng tung tăng hái hoa, trước mắt là mặt hồ lạnh lẽo thấu xương. Hắn cố hết sức gọi nàng lại, khản cả họng, nhưng nàng như không nghe thấy, đạp lên mặt nước, dần dần bị nước hồ nuốt chửng, không hề quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Hứa Triều Tông tỉnh dậy sau cơn mơ, khóe mắt hắn lành lạnh. Hắn ngồi đờ đẫn cho đến rạng sáng, rồi viết một bức thư ngắn gọn, lúc cung nhân đến đưa cơm, nhờ gã chuyển nó đến cho phó dục. Phong thư từ tay cung nhân nọ được giao đến thủ vệ điện Hàm Lương, sau đó nhanh chóng được trao đến tay phó dục. Khi đó, phó dục đang ở trong nha môn cùng phó Đức Minh và một vài triều thần bàn bạc chính sự việc canh gác trong và ngoài cung điện toàn bộ giao cho các tướng lĩnh của phó gia. Hứa Triều Tông đã xuất hiện, Việc làm giả ý chỉ tạm giao quyền triều chính cho phó dục không phải chuyện gì khó khăn. Quét mắt qua bức thư đỗ hạc đưa đến, ánh mắt phó dục hơi sầm lại, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu đỗ hạc lui xuống. Sau khi bàn bạc xong công việc, mới đứng dậy rời khỏi nha môn, đi thẳng đến đan quế viện. Đêm qua gió bắc gào thét dữ dội, tuyết rơi cả đêm tạo thành tấm thảm dày cả tắc. Sớm nay, mây dày che khuất mặt trời, gió mát lồng lộng thổi thẳng vào cổ, đan quy viện phủ một màu trắng xóa ngoại trừ hành lang và cổng đã được người hầu quét sạch cỏ cây gạch đá đều vùi dưới lớp tuyết trên mặt đất in vài dấu chân mèo lờ mờ ngâm phong các nơi du đồng cư trú lúc này tràn ngập hơi ấm từ khi vào đông ngọc trâm bèn đổi mảnh trong phòng sang loại mảnh dày bưng chậu than đặt trong góc phòng đêm qua gió thổi mạnh nên từ sớm đã đốt lò hun ấm khắp cả phòng con dao bạc cắt trái cam thơm ngọt thành từng miếng nhỏ du đồng cắn một miếng lật xem sổ sách được gửi từ tề châu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến ngẩng đầu lên liền thấy phó dục quần áo chỉnh tề bước vào du đồng ngạc nhiên đặt bút xuống nói vẫn chưa đến giờ trưa chàng về sớm vậy có chút việc nàng xem thứ này đi phó dục nhìn đĩa cam trên bàn nhón một miếng tay kia đưa bức thư cho nàng giấy tuyên trắng ngà, được gấp lại bằng kích một cỡ bàn tay không được niêm phong du đồng mở ra nhìn thấy nét chữ quen thuộc hơi ngẩn người một chút sau khi đọc xong nội dung lông mày không khỏi cau lại nếu hắn đã thông suốt chỉ cần tìm chàng thương lượng là được khi không lại muốn gặp thiếp làm gì lẩm bẩm vài tiếng rồi tiện tay vứt bức thư đi thị vệ trong điện nói thế nào hứa triều tông dạo gần đây tinh thần không ổn định ý chí cũng xa suốt rất nhiều phó dục dựa vào thư án vươn tay dây hàng lông mày đang cau lại của nàng nếu nàng muốn gặp ta sẽ dẫn nàng đi nếu nàng không muốn ta nhốt hắn thêm hai ba tháng nữa cũng không vấn đề gì tuy nói là như thế nhưng cứ trì hoãn như vậy không phải là ý hay. Quân thần trong ngoài kinh thành đa số đều đã quy phục, phó gia hiện đang cai quản triều chính, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng đó mà thôi. Nếu có được một tiếng bàn giao chính thức là tốt nhất. Du đồng do dự một chút, sau đó cười nhìn phó dục, nếu phu quân không bận tâm, thiếp đi một chuyến cũng không phiền gì. Phó dục nhướng mày, một người đang hấp hối không đáng bận tâm. Vậy thì đi thôi, nhân tiện ngắm cơn tuyết đầu mùa hôm nay, tuyết dày phủ kín mặt đất, hoàng cung lại sạch sẽ lạ thường. Điện Hàm Lương cách Nam Nha và hoàng cung khá xa. Du Đồng đi theo phó dục qua cổng Tả Ngân Quang, đi bộ một lúc mới đến nơi. Các cung điện xung quanh đều đã bỏ trống, riêng tòa cung điện này được mấy chục thị vệ bao vây nghiêm ngặt, không để lọt một con kiến, đồ ăn thức uống cung nhân đem đến đều phải kiểm tra, không khác gì nhà lao. Hứa Triều Tông đứng một mình trong trung đình, bộ quần áo hơi cũ kỹ, Thần thờ nhìn gốc hải đường bên ngoài bức tường. Nghe thấy tiếng động từ cánh cửa, hắn ta quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đi tới, thân thể khẽ run lên. Thiếu phụ với phong thái từ tốn điềm đạm, mặc bộ quần áo bằng vải the được cắt may tinh xảo, khoác một chiếc áo choàng màu sáp ong, hoa văn bên trên thêu bằng chỉ vàng, ngay cả trong thời tiết u ám cũng rất hút mắt. Tóc mây đen óng búi cao, cài một chiếc châm vàng hình phượng hoàng ngậm châu, khiến nàng trông tươi tắn dạng người. Vẻ ngoài của nàng dường như không có nhiều thay đổi, đôi mắt hạnh long lanh, mày ngài cong cong, hai má trắng nõn mềm mại, vẫn như ngày trước. Thế nhưng phong thái đó hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ hắn ta, nét ngây ngô ương bướng lúc niên thiếu đã được thay thế bằng vẻ đoan trang lộng lẫy. Đôi mắt trong veo lanh lợi như dòng suối ngày xuân, nhưng cũng có thêm nét điểm đạm. Nàng chậm rãi đi tới, ngọc bội nhẹ nhàng lắc lư, ẩn chứa vẻ uyển chuyển cao quý của một người đã có trượng phu, của chủ mẫu một nhà. Một ngày không xa, khi phó dục có được hoàng vị, nàng sẽ trở thành trung cung hoàng hậu. Giống như điều hoàng thái tổ mong đợi năm đó, phượng thê ngô đồng. Chỉ tiếc là, gốc ngu đồng đó không phải hứa triều tông hắn, nó mang họ phó. Khi ý nghĩ này xuất hiện, hứa triều tông cảm thấy chua xót không thể chịu nổi, trái tim của hắn đột nhiên đau đớn dữ dội. Cơ thể tiêu tụy loạn trọng, hắn đột ngột mở miệng, con tưởng nàng không muốn gặp ta. Hoàng thượng triệu kiến, sao có thể không tuân mệnh? Du đồng bình đạm, đi tới trung đình, khụy gối hành lễ. Đây dĩ nhiên không phải là lễ nghi nên có khi ít kiến thánh thượng, nhưng tình cảnh hiện tại của hứa triều tông không khác gì tội nhân dưới thềm phải chịu cả ánh mắt lạnh nhạt của cung nhân chứ đừng nói đến người khác chỉ đành miễn cưỡng gượng cười chuyện cũ trong quá khứ vùn vụt lướt qua đứng trong cung điện hai người từng chơi đùa thổ nhỏ cảnh vẫn vậy mà người xưa đã khác hắn vươn tay nắm lấy một nhúm tuyết lạnh cóng trong đầu lúc này một nửa là mỹ nhân xinh đẹp trước mắt một nửa là mộng cảnh xa xăm đêm qua ta nhớ lúc nàng bốn tuổi từng ngã ở nơi này thấy du đồng không lên tiếng hắn tiếp tục một mình Lúc đó, Gia Gia vẫn còn sống, hai ta lẻn ra khỏi yến tiệc ở Hồ Thái Dịch đến đây tìm Mẫu Phi. Từng có một cây táo ở ngoài điện này, lúc đó nàng thích ăn, lần nào ta cũng trèo lên hái cho nàng, phía dưới có một đám người vây quanh, sợ chúng ta té ngã. Hắn đắm chìm trong quá khứ, như đang hoài niệm kể về rất nhiều chuyện vụn vặt. Cuối cùng, hắn tự cười chế giễu bản thân, nói, ta vốn tưởng rằng nếu có được hoàng vị thì có thể tự do tự tại, có được thứ mình muốn, sau này thống trị thiên hạ, chỉnh đốn lại chiều cương có một cuộc sống thoải mái hạnh phúc giờ đây nhìn lại ngày tháng vui vẻ nhất đời này lại chính là khi ấy huynh trưởng vẫn còn sống ta có nàng ở bên đáng tiếc sự việc đến ngày hôm nay đã không thể quay trở lại nữa tiếng thở dài mệt mỏi hắn hơi nghiêng người sau những tháng ngày khốn đốn đã không còn ý chí hăng hái lúc mới đăng cơ du đồng đứng cách đó hai bước giọng nói không buồn cũng không vui con đường này là do hoàng thượng tự mình chọn lấy là do ta chọn ta vứt bỏ nàng vứt bỏ vương phi cùng thái sư vứt bỏ lương tâm đến cuối cùng vẫn bại trong tay phó dục cung điện này kinh đô này thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay hắn chuyện của ngày trước nàng hận ta ta biết hôm nay đến đây là để thuyết phục dùng phó dục phải không du đồng đứng thẳng người không tránh né ánh mắt của hắn nhưng cũng không để lộ một chút ý tứ nào thuyết phục thì không dám đây vốn là thứ thuộc về hoàng thượng nhưng hay không đều do người định đoạt thần phụ không có quyền can gián có điều tình thế hiện tại hoàng thượng hẳn rõ hơn thần phụ bách tính khổ cực đã lâu cần có người xoay chuyển tình thế chấn chỉnh quan quyền thanh trừng triều chính ổn định thiên hạ nếu hoàng thượng có thể hiểu được sẵn sàng buông bỏ trong chiều không dậy sóng gió ngoài chiều không nổi chiến sự với bách tính mà nói là chuyện tốt hứa triều tông cười nhạt phó dục không phải là người duy nhất muốn chỉnh đốn quan quyền trước đây ta cũng từng dốc hết tâm huyết cho chuyện này Du Đồng dĩ nhiên biết hắn đã bỏ ra tâm huyết như thế nào. Nàng cúi đầu cười, đúng thật là tốn rất nhiều công sức. Để tranh giành ngôi vị với anh Vương, Hoàng thượng lôi kéo triều thần, chia bè kết phái, dùng đủ mọi loại thủ đoạn. Khi đó, trong đầu Hoàng thượng chỉ để tâm đến mỗi cuộc tranh đấu với anh Vương, người có từng quan tâm đến bách tính không. Quan lại tung hoành, luật pháp có cũng như không, bách tính bị bóc lột, bị ức hiếp, bị cướp bóc, nha môn không những khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn tiếp tay cho tội ác giặc cướp hoành hành khắp nơi, dân chúng từng ngày sống trong sợ hãi, bọn họ trông mong có được thái bình, có được vị minh quân, còn hoàng thượng, người đang làm gì vào thời điểm đó? Giọng nói như chất vấn khiến Hứa Triều Tông hoảng loạn. Cho dù đoạt vị là do tình thế bắt buộc, sau này thì sao? Kích động chiến sự giữa Ngụy Kiến và Triệu Diên Chi, người có từng lo cho bách Tình không? Du Đồng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dò xét sắc bén mà hắn không quen biết, hoàng thượng hao tâm tổn sức không phải vì thiên hạ thái bình bách tính an cư mà chỉ để củng cố quyền bính cho mình. Người đứng đầu một nước, được dân chúng tôn kính, phải yêu dân như con, còn người đối xử với bách tính ra sao? Những tướng sĩ và bách tính đã chết ở Kinh Châu, trong mắt người họ là thứ gì? Là quân cờ mạng như cỏ cây, hay thậm chí còn không xứng làm quân cờ của người? Những lời này được nói ra từ miệng của một nữ nhân không bao giờ bàn đến chính sự, khiến hứa triều tông chịu đả kích gấp trăm lần so với từ miệng của các triều thần. Chút hồng hào còn sót lại trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, cơ thể loạn trọng, bám vào lan can bên cạnh mới khó khăn đứng vững. Du đồng ngừng một chút, nhìn lại phó gia, nhiều thế hệ bảo vệ cương thổ, máu đổ xa trường, các tướng sĩ chịu đủ khổ cực, bảo vệ bình yên một vùng. Dù cho có ý đồ thâu tóm thiên hạ, phó tướng quân cũng liều mạng xông vào địa bàn thắt đát chém đầu tướng lĩnh diệt trừ hậu hoạn, để nhân dân không còn phải chịu mối đe dọa từ chiến loạn. Cùng một việc, hoàng thượng coi mạng dân như cỏ rác, phó gia lại coi trọng dân chúng hơn hết thảy, ai hơn ai kém, ngay trước thái phó đều đã dạy người rồi nhỉ trong giọng nói của nàng không một chút ý hùng hổ ham dọa thậm chí còn cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn hỏi đến mức hứa triều tông cầm nín dĩ nhiên hắn có rất nhiều lý do để ngụy biện trốn tránh nhưng tự hỏi lòng xem từ lúc đoạt vị đến nắm quyền trong tay lúc hắn bày mưu tính kế chỉ quan tâm đến thắng thua thiệt hơn chứ chưa hề đắn đo nặng nhẹ mà những năm qua những vấn đề liên quan đến tình hình của bách tính đối với hắn mà nói cũng chỉ là một phong văn thư đặt trên thư án mà thôi sắc mặt tái nhợt, thiếu niên thanh tú ngày trước giờ đây gầy gò như một bộ xương. Thật lâu sau, hắn nói, vậy trong lòng nàng, ta không xứng làm hoàng đế. Câu trả lời quá gay gắt, du đồng không nói gì, chỉ chậm rãi nói, thần biết rõ dã tâm của hoàng thượng, không cam lòng giao lại giang sơn cho người khác. căm hận phu quân thần bày mưu tính kế, cho dù khó khôi phục được quyền lực cũng muốn gán tội danh mưu triều đoạt vị, giết quân đoạt quyền lên đầu tràng. Hứa triều tông ngây người, nhếch khóe miệng như đang tự giễu mình du đồng nói tiếp phó gia cai quản nghiêm minh bọn họ sẵn sàng đổ máu vì bách tính giải vây kinh thành loại bỏ ung nhọt chiều cương người trong thiên hạ đều nhìn thấy ai đúng ai sai ắt sẽ rõ ràng nếu chàng thật sự bất tài quan viên bách tính trong ngoài kinh thành há sẽ thần phục tội danh giết vua cũng chỉ là vài chữ viết trên sử thư người đời sau nhìn vào tự sẽ suy nghĩ tại sao chàng lại làm như vậy bệ hạ không phải người tàn bạo phu quân thần kiểm soát hoàng cung cũng không làm tổn thương một chút đến tính mạng của hậu phi Bỏ qua những tranh đấu tính toán, hoàng thượng nghĩ xem, nhiều năm qua người ngồi trên hoàng vị này có xứng với bách tính trong thiên hạ không? Mọi điều muốn nói đều đã nói, hứa triều tông có thể lắng được nghe mấy phần, nàng không kiểm soát được. Du đồng nhìn nam nhân tiểu tụy đối diện, thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nghĩ rằng có lẽ hắn cũng có tí hối lỗi. Nàng hít một hơi thật sâu, khụy gối trước hứa triều tông rồi cáo tử. Thần phụ cáo lui. Tà áo khẽ đông đưa, nàng cất bước định rời đi, góc váy quét qua lớp tuyết trên mặt đất. Hứa Triều Tông bừng tỉnh sau những suy nghĩ mông lung, thấy nàng muốn rời đi, biết rằng sau cuộc từ biệt này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, trái tim chợt thắt lại. Hắn đưa tay ra muốn giữ nàng lại cuộc gặp gỡ vội vàng, chỉ bàn mỗi chuyện chính sự, cuộc đời này kết thúc, hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói với nàng. Thân ảnh gầy gò lao tới, bàn tay gầy guộc vươn ra, đột nhiên muốn ôm lấy bờ vai nàng. Du đồng chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn chốc lại tiều tụy, chốc lại tức giận, chốc lại hối hận biết rằng lúc này hắn đang kích động tâm trạng không ổn định thấy hắn đột nhiên vồ đến không biết có ý định gì bèn lùi về sau né tránh trong vô thức lớp tuyết phủ ở trung đình vẫn chưa được quét nàng bị hụt chân tại mép lối đi lót gạch bất ngờ đứng không vững trượt chân ngã xuống đất phó dục vốn đang đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa xông vào chạy đến bên cạnh du đồng đỡ nàng dậy hắn liếc nhìn về phía hứa triều tông ánh mắt sắc bén kìm nén sự tức giận du đồng dựa vào người hắn để đứng vững vội vàng nói không sao phu quân không cần lo lắng vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại quần áo những ngón tay thon thả dính đầy tuyết trên mặt đất một vệt đỏ thẫm xuất hiện trên đó phó dục lo lắng vội vàng cầm lấy xem xét trên lòng bàn tay mềm mại của nàng tuyết đã tan có vài giọt máu rỉ ra hẳn là bị cành cây khô dưới lớp tuyết quạch phải hắn càng tức giận hơn cũng không quan tâm đến việc tranh cãi với hứa triều tông lớn tiếng ra lệnh cho truyền thái y lau sạch tuyết trên tay vội vàng kéo nàng ra ngoài đi được hai bước giọng nói của hứa triều tông vang lên du đồng giọng nói căng thẳng và gấp gáp mang theo sự run rẩy không thể kiểm soát được bước chân du đồng dừng lại quay lại nhìn hắn hứa triều tông đứng dưới tuyết vẻ mặt hoảng hốt căng thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng khi đó là ta không đúng ta đã phụ nàng cũng phụ cả khoảng thời gian của ngày trước xin nàng tha thứ cho ta tranh đấu thất bại mất đi hoàng quyền những chuyện khác hắn đều có thể nghĩ thoáng, buông bỏ, duy chỉ có một chuyện hắn vẫn luôn canh cánh cho đến tận giờ, chính là sai lầm của ngày hôm đó. Lời nói cất giấu trong lòng nhiều năm đột nhiên thốt ra ngay trước lúc chia tay, ánh mắt hắn khẩn thiết cùng lo lắng, khẩn cầu như một người cận kề cái chết. Nhưng chuyện đến nước này, tìm kiếm sự tha thứ hay không thì có ích lợi gì. Du Đồng nhìn hắn thật kỹ, sự hận thù và thương xót trong mắt nàng phút chốc biến mất. Con người cuồng si yêu ngươi đã chết rồi, nói đoạn cất bước rời đi không ngoảnh lại. Hứa Triều Tông sững sờ, nhìn Phó Dục Dìu Du Đồng rời đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gió lạnh thổi tới cuốn bay lớp tuyết phủ trên cây, lạnh đến thấu xương, hắn không chịu nổi nữa, lùi lại mấy bước, ngã xuống mặt tuyết dưới bậc thềm, ngồi trơ ra như phỗng. Trong điện Bồng Lai cách đó không xa, Thái y vội vàng chạy tới giúp Du Đồng xử lý vết thương, sau đó nhân tiện bắt mạch cho nàng. Nào ngờ sau khi bắt mạch xong, lại nhận được một tin hỉ. Điện Bồng Lai nằm bên hồ Thái Dịch, được xây dựng gần mặt nước, mùa hè mát mẻ dễ chịu nhưng mùa đông lại khá ẩm ướt lạnh giá. Trong điện chỉ mới bắt chậu than, không quá ấm, Du Đồng vẫn phải khoác tấm áo choàng trên người, sau khi băng bó vết thương, bèn thò cổ tay ra cho thái y bắt mạch. Đầu óc vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, tự hỏi liệu Hứa Triều Tông có thể nghĩ thông suốt, tránh cho phó dục phải làm lớn chuyện hay không. Nghe thái y báo tin hỉ, nàng ngây ngốc một lúc, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Ngài vừa nói, là hỉ mạch, Thái y ở trong cung đã lâu, thường xuyên lui tới nội trạch của các danh gia trong kinh thành, cực kỳ thông thạo các vấn đề của nữ giới. Mỉm cười nói, mạch tượng của phu nhân di chuyển trơn chu, có dạng như hạt châu lan động, khác hẳn trước đây, theo hạ quan thấy, hẳn là hỉ mạch. Mấy ngày nay tiết trời lạnh giá, nên chăm sóc cơ thể cho thật tốt, không nên lơ là khinh suất mà tổn thương đến thai nhi. Tròn vành rõ chữ, từng lời mạch lạc. Du đồng lúc này mới nhận thức được rõ ràng, trong lòng vui mừng khôn xiết, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phó dục bước nhanh vào bốn mắt nhìn nhau chống ngực du đồng đập thình thịch phó dục hiển nhiên cũng nghe thấy những lời này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vị tôn thái y này khá tài giỏi dạo chức cũng thường giúp du đồng trần mạch điều hòa thân thể nếu đã dám nói như vậy thì hẳn đã chắc chắn 10 phần tin vui đến quá đột ngột phó dục kìm nén sự phấn khích trước mặt mọi người vẫn giữ tư thái uy nghi trịnh trọng của một người đứng đầu nhưng khóe môi không kiềm chế được mà nhếch lên hỏi han thêm vài câu rồi cho Đỗ Hạc tiễn ông rời cung, chập tối mời ông qua đan quế viện để nói chi tiết về chuyện dưỡng thai. Đỗ Hạc nghe lệnh, lễ phép tiễn thái y ra ngoài, thuận tay khép lại cửa điện. Người ngoài đã đi hết, chỉ còn lại phu thê với nhau, phó dục cũng theo đó vứt bỏ vỏ bọc nghiêm nghị của mình, xoay người ôm chặt du đồng vào lòng. Không cần kiềm chế nỗi kích động, khóe miệng gần như chạm tới mang tai, chàng hôn mạnh lên giữa mi tâm nàng, trong giọng nói là sự vui mừng không thể tin được, những lời y nói đều là thật sao thiếp làm sao biết trần mạch nhưng đôi mắt du đồng cong lên mỉm cười đưa mắt nhìn phó dục kinh nguyệt quả thật chậm trễ lúc đầu còn nghĩ do dạo này mệt nhọc quá sức cộng thêm thời tiết chuyển lạnh nên mới trễ vài ngày bèn không để tâm giờ nghĩ lại thì ra là như vậy đêm qua khi cả hai nhắc đến việc phó lan âm chuẩn bị lâm bồn phó dục còn đè nàng xuống hỏi nàng khi nào có thể cho hắn vài đứa nào ngơ ngoảnh đi ngoảnh ngoảnh lại liền nhận được tin hỉ này niềm vui sướng hóa thành ý cười cả hai nhìn nhau không nén được xúc động một lúc sau, lòng bàn tay của phó dục cọ vào bụng dưới của nàng, ở đây phải không? Ừm, xích lên một chút, du đồng nắm tay hắn dịch lên trên. Cách nhiều lớp y phục mùa đông dày dặn, không sờ ra được gì, phó dục không khỏi sờ soạn ra xung quanh. Du đồng mỉm cười giữ hắn lại, đừng sờ lung tung. Phó dục quả thật ngừng tay, cẩn thận dựa vào đó, kề môi vào tai nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, chúng ta cũng có con rồi, nàng vui không? Đương nhiên là vui rồi, du đồng vui đến mức không ngậm được mồm phó dục hôn lên má nàng thật không làm sao mà không thật được khi đến thế giới này nghiêm túc mà nói cả gia sản lẫn thân thế đều không phải của nàng những thứ nàng thực sự sở hữu ít đến đáng thương mở quán thịt nhúng đó không chỉ để kiếm sống mà còn vì luôn cảm thấy bất an muốn làm điều gì đó thuộc về bản thân mình cho dù có không tốt đi chăng nữa thì ít nhất đó cũng là dấu vết tồn tại của nàng bây giờ có thêm đứa trẻ này đứa con của nàng và phó dục. Lúc mới gả cho hắn, nàng thậm chí không dám nghĩ đến những điều này. Du đồng nhấc mày, ánh mắt lướt qua ít hầu của phó dục, qua bộ râu lún phún dưới cằm, bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi mắt tựa ngọc đen sâu lắng, tràn ngập ý cười, dưới vẻ ngoài nghiêm nghị, cưng rắn đó, vẫn ẩn chứa một nét dịu dàng. Nàng vòng tay qua eo phó dục, ngẩng đầu lên, hôn lên môi hắn một cách dịu dàng và hạnh phúc. Sau khi rời cung trở về phủ, tôn thái y lại tới cửa, dặn dò chi tiết về chuyện dưỡng thai cho Ngọc Trâm bọn họ. Tuy không đi khoe khắp nơi nhưng Du Đồng vẫn không nén được phấn khích, viết thư kể với Phó Lan Âm và Đỗ Song Khê về chuyện này, rồi sau đó lại mời Ngụy Phu Nhân đến nhà. Bên này vui mừng phấn khởi, ngược lại, Điện Hàm Lương tại Hoàng Cung lúc này vắng vẻ hiu quạnh. Tuyết chất đống trong đình viện không người quét, chỉ có ngày ba bữa được giao đến, như mọi khi. E rằng bên ngoài từng lớp tường thành cung cấm, mẫu thân của hắn lệnh quý phi, hoàng thái hậu và các phi tần, cũng đang ở trong tình trạng vô cùng khó khăn. Hứa Triều Tông ngồi dưới bầu trời đêm đen kịt, cho đến khi trời sắp hừng đông, mới từ từ đứng dậy, rồi đến bên bàn trải giấy mài mực. Những tờ giấy viết hỏng lần lượt được ném vào sọt, hắn cứ vậy lúc viết lúc ngừng, mãi đến chập tối mới mới hoàn thành một bản tội kỷ chiếu nguệch ngoạc. Hắn cũng không vội giao đi, ngủ một đêm dài, tỉnh giấc lấy ra đọc lại hai lần, cảm thấy không còn hối tiếc nữa, mới lệnh cung nhân giao thư cho phó dục. Buổi tảo chiều hôm nay, Huệ An Đế, người biệt tung biệt tích vài tháng trời đích thân lâm triều thân hình gầy gò gương mặt hốc hác vị đế vương vốn từng dịu dàng như ngọc phong nhã anh tuấn này đã không còn phong thái của ngày trước hắn ngồi một mình trên ngai vàng bộ y thường vàng tươi cũ sờn thùng thình tay vịn đầu rồng bị chém đứt vẫn chưa được sửa chữa gợi nhớ về cảnh hỗn loạn bị cướp phá ngày hôm đó kinh thành vỡ trận hoàng cung bị đánh chiếm nỗi thống khổ dần vặt những tháng qua không ai hay chúng thần chỉ quỳ phục dưới nền đất nghe bản tội kỷ chiếu đó của hắn lớn lên trong thâm cung, vậy mà mù mờ việc nước, không biết việc đồng áng vất vả, không hay việc trinh phạt cực nhọc. Trên thì trời phạt mà chẫm không tỉnh ngộ, dưới thì dân oán mà chẫm không hay biết. Không màng dân oán, không cấm quan gian, chẫm thực có tội, hổ thẹn muôn đời. U uất một thời gian dài, cơ thể suy nhược, giọng nói không còn vang vọng như trước. Đọc đến cuối, có vẻ không còn đủ hơi sức, âm thanh càng yếu ớt hơn. Triều thần quỳ ở dưới ban đầu vẫn có thể nghe rõ từng lời, đoạn sau cũng chỉ mơ hồ nghe ra được một nửa. Cho đến khi đọc xong, hứa triều tông vẫn ngây ngốc ngồi đó, trên dưới khắp triều, bởi phó dục và phó đức thanh chưa có động tĩnh gì, nên cũng không ai dám lên tiếng. Bầu không khí im lặng một ngạt, một lúc lâu sau, hứa triều tông ngước mặt nhìn các văn thần võ quan đang quỳ ở phía dưới kia. Trước khi băng hà thoái vị, bọn họ vẫn là thần tử của hắn, nhưng nhiều khuôn mặt trong đó hắn đã không còn nhớ, thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy. Khi ung nhọt tệ nạn bị loại bỏ, nhân lực trong triều đình cũng được thay đổi thiên hạ này trên danh nghĩa thuộc về hứa gia hắn nhưng thực tế sớm đã thay tên đổi họ rồi ngày đó hắn nhẫn nhục chịu đựng cố gắng sống sót dưới binh đao loạn lạc cũng chỉ vì cơn thịnh nộ không muốn phó ra dễ dàng kế vị đến cuối cùng vẫn phải lót đường cho người tính toán thất bại ánh mắt của hứa triều tông dừng trên khuôn mặt phó dục một lúc rồi rời đi lúc đứng dậy có hơi choáng váng vội vịn vào long kỷ để đứng vững tay áo bảo lai động hạt trâu trên miệng khẽ đông đưa cùng với âm thanh cao vút của viên nội giám, đây là lần cuối cùng hắn lâm chiều. Mãi cho đến khi đi xa, hơi tàn đang gắng gượng của hắn mới thả lỏng, không chịu đựng được nữa, lảo đảo hai bước, ngã sầm xuống đất. Cơ thể thao thức ngày đêm sớm đã trống rỗng, khoảnh khắc ngã xuống đất, hứa chiều tông phun ra ngụm máu đỏ tươi. Đêm đó, Huệ An Đế băng hà Không chiếu nhiều ngôi, không di ngôn, chỉ để lại đạo tội kỷ chiếu, bố cáo với thiên hạ, tin tức Hoàng đế băng hà được báo cho phó dục trước tiên, sau đó đến phó đức minh hy bình đế có ba người con trai trưởng tử chết vì bệnh anh vương chết trong cung biến người nối dõi đều đã không còn còn hứa triều tông tuy thành hôn được vài năm bên cạnh cũng chỉ có hai vị công chúa không có con trai cho dù có e rằng cũng bật vô âm tính trong trận chiến loạn này về quân cung cấm quân phòng vệ kinh thành cùng quyền lực triều chính đều nằm trong tay phó gia chỉ còn một bước cuối cùng đó là sáng sớm ngày mai chiếu cáo tin hoàng đế băng hà lập một tân hoàng đế đêm đông sâu lắng đen kịt trong tướng phủ của phó Đức Thanh đèn đuốc vẫn sáng trưng Từ Quỳ người nắm trọng binh trong tay đến đầu tiên tiếp đó là các thượng thư văn thần đã đầu quân dưới trướng phó ra lần lượt đến nơi trước khi mọi người tập trung đông đủ Phó Đức Minh xem xét thời gian rồi để Từ Quỳ lại sảnh chủ trì quay trở lại thư phòng lấy một món đồ đến trước cửa thư phòng đụng phải thẩm thị y phục chỉnh tề Phó Đức Minh hơi ngẩn người nhưng vẫn mở cửa cho bà vào đêm hôm khuya khoắt sao bà lại ở đây? Đang đợi ông, thẩm thị rõ ràng là đã đến đây trong cơn gấp gáp, tóc được buộc vội, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, ta nghe động tĩnh bên ngoài, phòng trừng trong cung đã xảy ra chuyện. Bà ta nhìn chằm chằm trưởng phu, thấy ông không phủ nhận, đáy mắt hiện lên vẻ kích động đang cố gắng đè nén. Những năm ở Tề Châu, bà không biết gì về kế hoạch của phó gia. Mãi cho đến khi vào kinh thành mới mơ hồ đoán được. Suy đoán này trở nên thuyết phục khi phó dục dẫn quân về phía nam, mượn lệnh cần vương chiếm được kinh thành khi phó đức minh dặn dò bà giúp đỡ du đồng qua lại với những nữ quyến nhà quan thần ở kinh đô khi đó phó đức minh đã nói rõ ràng tình hình đang bất ổn nguy cơ rình rập bốn phía thẩm thị vì để suy tính cho trượng phu và nhi tử tạm không có suy nghĩ khác nhưng mấy tháng này quen được các nữ quyến tân bốc tán tụng thẩm thị sao có thể bình chân như vậy cho được thiên hạ vốn thuộc về hứa ra nháy mắt đã có thể rơi vào tay phó gia mà trong phó gia trượng phu của bà phó đức minh chiến công hiển hách, cần chính yêu dân, xét về thủ đoạn trị quốc hơn hẳn phó dục trẻ người. Con trai của bà đều trẻ tuổi anh dũng, tài năng xuất chúng, nếu như phó Đức Minh không lùi về sau, thì quyền lực của phó gia đáng lý phải nằm trong tay phu thê hai người. Hơn 100 ngày đêm, thẩm thị rất nhiều lần mơ thấy tòa hoàng cung đó. Mơ thấy trượng phu lên ngôi, bà được phong làm hoàng hậu. Mơ thấy nhi tử mặc long bào, bà là hoàng thái hậu hưởng đủ tôn quý, vinh hiển. Thật là cám dỗ đến nhường nào trong mơ đứng trên vạn người không phải kiêng rè khi tỉnh lại không thể không nghe theo lời cảnh cáo của phó đức minh mà khiêm tốn nhượng bộ dã tâm và lòng tham to lớn chỉ có thể bộc lộ trong mơ thẩm thị luôn phải kiềm chế che giấu bà sao có thể cam lòng như vậy mấy ngày nay bà cũng đã nghe nói về tình hình của triều đình hứa triều tông ra tội kỷ chiếu chấp nhận thất bại hắn đã không còn bao nhiêu thời gian nữa mục đích của động tĩnh tối nay là gì thẩm thị gần như không cần phải đoán cách hoàng cung chỉ còn một bước nữa bánh lái vận mệnh dần dịch chuyển cục diện có lẽ có thể chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác bà gần như bị tham vọng và lòng tham cuồn cuộn chiếm lấy nữ nhân trốn thâm viện khó có thể lay chuyển chiều cục nhưng trượng phu của bà lại là người nắm giữ quyền bính thẩm thị dù biết rằng hy vọng mong manh nhưng vẫn không kiềm được bước chân như ma sai quỷ khiến đi đến thư phòng lúc này bà nhìn vẻ mặt của phó đức minh lập tức chắc mẩm về suy đoán của mình hoàng thượng băng hà phải lập tân đế phải không bà nắm lấy y phục của trượng phu Phó Đức Minh và bà đã là phu thê 30 năm, sao có thể không nhìn ra tâm tư của bà? Ông cao mày, trầm giọng nói, chuyện chiều chính, bà đừng xen vào. Ta không thể xen vào, còn Trương Nhi bọn nó thì sao? Thẩm thị siết chặt cánh tay ông, chuyện đêm nay do ông sắp xếp, mấy vị thượng thư cũng do ông đề bạt, tư quy cũng từng là bộ hạ dưới trướng ông, bảo sao nghe vậy? Chỉ cần động tay động chân một chút, việc lập tân đế ngày mai, ông. Tình huống như vậy, Thẩm Thị đã nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần, càng nói càng phấn khích, giọng nói đè xuống cực kỳ thấp, nhưng lại tràn đầy cám dỗ. Chỉ cần động tay động chân một chút, thiên hạ này sẽ là của ông, là của chúng ta. Phó Đức Minh không ngờ bà ta lại có suy nghĩ điên rồ như vậy, kinh ngạc nhìn bà. Thẩm Thị tiếp tục dụ dỗ: Quân đội ngoài thành, quân chấn thủ hoàng cung đều là của phó gia chúng ta, không phải của phó dục. Thu phục quần thần, nắm quyền triều chính cũng do ông. Thành bại nằm ở buổi thiết triều ngày mai. Đến lúc đó, nghĩ cho đại cục được yên ổn, phó dục lẽ nào sẽ tranh đấu với ông sao? Huynh đệ làm sao bì được với phụ tử, để ông lên ngôi, thiên hạ này sau này sẽ truyền lại cho Trương Nhi, truyền lại cho con cháu chúng ta. Bà điên rồi." Phó Đức Minh bắt gặp ánh mắt tham lam như hổ đói, đẩy bà ta ra xa. Thẩm thị trùng tới níu lấy ông, "Chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghĩ đến việc khoác hoàng bào trên mình, nắm thiên hạ trong tay? Phó Đức Minh, bao lâu nay, chẳng lẽ ông chưa bao giờ mơ ước trở thành hoàng đế?" nếu cái chân này không bị thương tất cả thứ này vốn dĩ đều thuộc về ông gương mặt phó đức minh thoáng xuất hiện tia kinh hãi thẩm thị bấu chặt lấy ông cũng từng mơ làm hoàng đế có đúng không mơ ngồi trong điện tuyên chính được quần thần quỳ bái từ tề châu cho đến kinh thành liều mạng chiến đấu tốn bao công sức thu phục triều thần không phải chính là vì quyền bính hoàng vị này sao chỉ còn một bước nữa thôi ông thật sự cam tâm hai tay dâng cho người khác sao đáy mắt bà điên dại giọng nói gấp rút cổ họng phó đức minh khô khốc ông khép mắt lại nặng nề đẩy bà ta xuống đất tham lam quyền lực không hẳn là xấu nhưng không có năng lực lại còn si tâm vọng tưởng chính là ngu xuẩn từng tiếng trầm thấp của trách người đàn bà điên cuồng ham muốn quyền lực đồng thời cũng là khuyên nhủ bản thân đừng để lòng tham làm mờ mắt trong giấc mộng tâm trí lung lạc nhìn thấy hoàng vị trí tôn đó dĩ nhiên muốn được ngồi lên nhưng khi tỉnh dậy lý trí chiến thắng lòng tham huynh đệ hai người ai mạnh ai yếu liệu phó trương chúng nó có thể bì được với phó dục không phó đức minh trong lòng biết rất rõ ông quét mắt nhìn thẩm thị kinh ngạc điếng người vì suy nghĩ vừa rồi phu thê 30 năm tuy tình cảm của ông với thẩm thị không thắm thiết được như phó đức thanh cùng thê tử kết tóc nhưng áy náy do ngày trẻ thường xuyên chinh phạt đến mức bỏ bê vợ con cũng vì thế mà ông đối với bọn họ khá khoan dung ai ngờ lòng tham của người này lại càng ngày càng lớn phó đức minh lùi lại hai bước ánh mắt dần trở nên lạnh lùng triều chính và quân quyền đều nằm trong tay nhị đệ và tu bình ý nghĩ này của bà chỉ hại người hại mình ông cúi đầu thấy thẩm thị mở miệng muốn nói biết rằng khuyên bảo và cảnh cáo đều vô ích dứt khoát cất tiếng gọi tâm phúc bước vào nhét một miếng vải vào miệng bà rồi cưỡng ép đuổi về phòng không được phép ra khỏi phòng nửa bước sau đó lấy đồ vội vã trở về sảnh để nghị sự buổi tảo chiều sáng ngày hôm sau tin tức huệ an đế băng hà lan rộng kinh thành như rắn mất đầu hoàng thất vô dụng không người thừa kế lại có trọng binh của từ quỳ chấn giữ việc đề cử phó dục dễ như trở bàn tay lễ bộ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tăng lễ của hoàng đế cùng đại lễ đăng cơ của phó dục phó đức minh trở về phủ ông ra lệnh cho người tìm một chiếc xe ngựa đưa thẩm thị đến gia trang xa xôi sau đấy viết thư cho nhi tử lệnh cho bọn họ không được tự ý đến thăm thẩm thị nguyên do trong đó đợi bọn họ vào kinh ông sẽ đích thân giải thích kết tóc từ thổ niên thiếu những năm ông bôn ba chinh chiến xa trường thẩm thị nuôi dạy con cái phụng dưỡng mẹ chồng chẳng có gì là sai trái đến nay xét về tư tình hay đại cục ông cũng khó lòng mà viết hưu thư khiến con cái lo lắng nhưng người phụ nữ tham lam điên cuồng này cũng không thể ở lại kinh thành mà gây hậu hoạn về sau cả đời sau để bà sống yên ổn tại gia trang không bước chân ra khỏi cửa đây coi như là tình nghĩa cuối cùng của ông nhờ có đạo tội kỷ chiếu đó tăng lễ của hứa triều tông được tổ chức cũng coi như khá có thể diện Đại điển Đăng Cơ được ấn định vào mùng 5 tháng 11, át tự có những người thuộc lễ bộ lo liệu. Ưu tiên hàng đầu của Du Đồng lúc này là dưỡng thai. Vì chuyện này, nàng còn đặc biệt gửi tin về Tề Châu, mời Đỗ Song Khê vào kinh càng sớm càng tốt. Vị đồ đệ của nàng ấy đã xuất sư, có Xuân Thảo bên cạnh, giờ có thể gánh vác được mặt mũi của cửa tiệm. So ra thì, kinh thành này càng cần sự chăm sóc của Đỗ Song Khê hơn cả. Tin tức được truyền đến, người đó nghe được tin mừng, không thể chờ đợi, gấp rút lên kinh ngày đỗ song khê đến kinh thành du đồng mới biết rằng chuyến đi này nàng ấy đi cùng tần lương ngọc thứ mà đỗ song khê mang đến không chỉ là mỹ thực khiến du đồng chảy rãi nàng còn mang theo một tin vui từ phó lan âm linh cửu của tiên hoàng vẫn đặt ở trong cung pháp sự chưa hoàn tất phó dục cũng chưa vội chuyển vào tạm thời trú tại đan quế viện dự định sẽ đợi sau đại điển đăng cơ vài hôm nữa mới chuyển vào cung vì vậy khi đỗ song khê đến kinh thành bèn đi đến đan quế viện gặp du đồng đang là giữa đông cây cỏ khô héo, ba ngày dù có nắng sưởi nhưng vẫn khá lạnh. Du đồng đã lâu không gặp nàng, nên đã yêu cầu hạ tẩu chuẩn bị một bàn thức ăn ngon tiếp đón. Cố nhân lâu ngày gặp lại, đỗ song khê vẫn ăn mặc như thường lệ, trên người vận bộ y phục đơn giản chỉnh tề, tóc đen cài châm, mi mục thanh tú. Bên cạnh nàng là tần lương ngọc đã mai danh ẩn tích hơn nửa năm, ngọc quan cẩm y, dáng người mảnh khảnh, khoác một chiếc áo choàng lớn màu trà, điềm đạm nho nhã, ngước mắt sinh tình, bên cạnh không dẫn theo tần cửu nhìn thấy du đồng hai người cùng nhau quỳ xuống hành trọng lễ từ khi du đồng được trần ra hỉ mạch do phó dục bận rộn khoảng thời gian này nàng cũng không tiếp kiến người ngoài đột nhiên đụng phải lễ nghi trịnh trọng như vậy bản thân nàng không quen vội bảo ngọc trâm đỡ dậy mời bọn họ vào trong cách biệt vài tháng tiệm ăn chỉ là thứ yếu điều du đồng muốn hỏi nhất chính là tình hình hiện tại của phó lan âm đỗ song khê cúi người ngồi ở bên dưới tiếp đó kể cho nàng nghe chi tiết sau khi du đồng vào kinh Cơ thể Phó Lan Âm ngày càng nặng nề hơn, hiếm khi rời khỏi thành. Từ tháng 6 đến nay, ngoại trừ thỉnh thoảng về nhà mẹ giải khuây với Hàn thị gia, hầu như đều ở trong phủ tĩnh dưỡng. Chỉ là không bỏ được tính tham ăn, thai càng lớn nàng lại càng thèm ăn, giống như con nít vậy. Trong thời gian lâm bồn, Tần gia lão phu nhân và mẹ chồng nàng chăm sóc rất chu đáo, Hàn thị cũng tranh thủ thời gian qua đó bầu bạn. Tần Thao Ngọc lại càng không phải nói, sớm tối trực bên nàng, cả phó chiêu rảnh rỗi cũng chạy qua chỗ tỉ tỉ bị vây quanh như vậy phó lan âm cũng không quá lo lắng sinh hoạt dưỡng thai như bình thường giữa tháng 10 thì chuyển dạ vất vả hai tiếng đồng hồ thuận lợi hạ sinh được bé trai khỏe mạnh mẫu tử bình an đứa nhỏ kháu khỉnh lắm nàng cũng tăng cân lên trông thấy nói là năm sau lên kinh thành phải thỉnh giáo nương nương làm sao để ốm trở lại có gì khó đâu chỉ cần muội ấy chịu được cực cách thì ta không thiếu tính ra phó lan âm đời này cũng tính là có phúc ngoại trừ khi nhỏ mất mẫu thân ra hầu như chưa bao giờ gặp phải trắc trở xuất thân danh gia được phụ thân cùng ca ca cương triều có một đệ đệ song sinh ngoan ngoãn hết mực bao che nàng lúc xuất giá cũng là gả cho tần thao ngọc lưỡng tình tương duyệt phu thê hòa thuận mẹ chồng hiền tử đợi khi phó dục đăng cơ nàng sẽ là trưởng công chúa phúc phần vẫn còn đợi ở đằng sau nữa mạng tốt như thế còn thêm tính tình tham ăn cộng với khuôn mặt có da có thịt ấy nhìn là thấy rõ tốt số nghĩ đến bộ dáng của em chồng Du Đồng tự cười một mình nói, sau khi sinh con, cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, đều đã lo liệu hết chứ. Mọi thứ đều ổn, đúng rồi Đỗ Song Khê lấy ra phong thư, sau khi nhận được tin, thần đi đến tạm biệt nàng. Biết nương nương mang thai, nàng ấy rất vui, có viết phong thư này, nhờ thần chuyển giúp. Phong thư dày cộ, bên trong là chi chít những dòng chữ khải nho nhỏ, vậy mà có tới tận hơn năm lá. Có vẻ những ngày ở cữ, nàng ấy đã thấy chán lắm rồi. Du Đồng mỉm cười, tạm cất lá thư đi quay đầu nhìn tần lương ngọc vị công tử khiêm nhường tựa ngọc sau khi tình ý vội vã như bèo gặp nước đó qua đi y vẫn mang dáng vẻ ôn hòa ngày trước giống như ném một viên đá vào lòng hồ sau khi gợn lên những đợt sóng mặt hồ vẫn quay về với sự tĩnh lặng như trước y đứng lên hành lễ một lần nữa với du đồng người sắp trở thành hoàng hậu trong tương lai mở miệng muốn nói bỗng nhớ tới tần cửu không ở bên cạnh vô thức nhìn sang đỗ song khê hai người quen biết nhau tại vùng ngoại ô dân dã có chung sở thích, đỗ song khê tính tình dịu dàng mà cứng rắn, khá biết quan sát ý người, đến nay, dù không giỏi như tần cửu nhưng cũng hiểu được tám phần ý tứ của y. Nhìn nhau trong chốc lát, đỗ song khê cười khẽ. Tần gia có thêm một tiểu công tử, vẫn chưa kịp báo tin đến kinh thành. Tần công tử lần này lên kinh là để bái phỏng một vị danh y, được thao ngọc ủy thác, nên đích thân đến báo tin mừng này cho cửu cửu của đứa nhỏ biết, bởi vì thuận đường bèn kết bạn đồng hành. Du đồng cười gật đầu, vừa hay, Buổi trưa nay chàng trở về ăn cơm, đúng lúc báo cho chàng ấy biết tin mừng này. Cũng không biết nếu không có Đỗ Song Khê và Tần Cửu, y sẽ định báo tin mừng này cho phó dục như thế nào. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau cùng bàn về đứa cháu trai, cảnh tượng đó chắc là rất thú vị. Nghĩ đến tình huống đó, Du Đồng Cố nén nụ cười. Tần Lương Ngọc dường như biết nàng cười điều gì, bất lực lắc đầu. Đỗ Song Khê bèn giúp y giải thích, Tần Cửu đang ở bên ngoài, chỉ là không dám đến quấy rầy nương nương. Nói xong, cũng không nhịn được cười liếc nhìn tần lương ngọc tuy rằng xuất thân khác nhau nhưng trong ánh mắt nàng lại có sự thân thiết tựa bằng hữu lâu năm du đồng ngồi đối diện uống trà cảm thấy hai người này cũng khá là tâm đầu ý hợp đại điển đăng cơ của phó dục được ấn định vào mồng chín hôm trước đại điển cồn phục của hoàng đế và phượng quan của hoàng hậu đều đã chuẩn bị xong du đồng và phó dục cũng đã tắm gội sạch sẽ chuẩn bị cho đại điển ngày mai đêm hôm đó phó dục hiếm hoi kiềm chế bản thân mặc dù ôm nàng trong lòng nhưng không dày vò nàng, cả hai đều vào giấc từ sớm. Nhưng du đồng ngủ không ngon. Sau ngày mai được phong hậu, nàng phải dọn vào cung, từ đó mang thân phận khác. Khi nàng quyết định gả cho phó dục, cũng từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy trong tương lai, khiến người khác phấn khích, cũng khiến người khác thấp thỏm. Lúc này đây, trong giấc mơ của nàng lượn lờ những hình ảnh y phục đế hậu, đền đài cung điện, thậm chí đến cả vài ký ức xa xôi về hoàng cung cũng mơ hồ xuất hiện trong mơ. Lúc mơ lúc tỉnh. Trái tim như treo lơ lửng trên không trung. Lúc chợt tỉnh giấc một lần nữa, bên ngoài lặng ngắt như tờ, không có cả tiếng mõ báo canh, không biết giờ đang là canh mấy. Ánh trăng nửa đêm vắt vẻo chiếu qua cửa sổ, điểm thêm chút ánh sáng cho chiếc giường mờ tối. Du Đồng chờ mình, nhắm mắt không ngủ được, lại xoay người, tựa vào trong ngực Phó Dục. Mùi hương nam nhân quen thuộc, khuôn ngực lộ một nửa, rắn chắc và mạnh mẽ, có vài vết sẹo cũ từ trên chiến trường để lại. Đặt tay lên eo hắn, có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc. Ngay cả khi sắp đăng cơ, hắn vẫn quen với việc ôm nàng ngủ, một tay gối đầu cho nàng, tay kia vòng qua sau lưng nàng, lần nào cũng vậy, ôm nàng ngủ say xưa. Cho dù ban đầu rung động bởi khuôn mặt, hay sau này từ từ chìm đắm bởi tính tình của phó dục, Du Đồng biết rằng nàng yêu người đàn ông ở trước mắt, muốn cùng hắn trải qua phần đời còn lại. Nhưng nghĩ đến việc phải sánh vai cùng hắn đứng ở đỉnh cao trên vạn người, nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Tâm tư dối bời Du Đồng ngước đầu, ngẩn người nhìn khuôn mặt phó dục dưới ánh trăng mờ ảo. Hơi thở dài phả vào má, nàng cứ ngắm nhìn như vậy, lông mi của người đó khẽ run, chân mày trượt động. Du Đồng cảm thấy hắn có lẽ sắp tỉnh dậy, nhanh chóng nhắm mắt lại. Yên lặng trong chốc lát, trước khi nàng có ý định hé mắt lén nhìn, bên tai đã chuyển đến giọng nói khàn khàn trầm thấp mới tỉnh giấc của phó dục, đừng giả vờ nữa, biết nàng đang nhìn trộm ta. Du Đồng ương ngạnh nói, ai nhìn trộm? Phó dục nén cười, không vạch trần nàng, chỉ siết chặt vòng tay, rụi rụi vào tóc nàng, không ngủ được à. Ừm, du đồng lầm rầm trả lời, dừng lại một lúc, thấy phó dục không định ngủ tiếp, bèn bật dậy, chống tay xuống giường đè lên hắn. Tóc đen óng mượt đổ như thác nước, chiếc áo ngủ vạt chéo hơi trễ xuống, lộ ra cảnh xuân trắng nõn bên trong. Phó dục vươn tay quấn lấy cổ nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên má du đồng, có tâm sự sao. Âm thanh trầm thấp có đôi chút lười biếng khi tỉnh giấc giữa đêm, khác hẳn với giọng lạnh lùng thường ngày. Du đồng ở trên cao nhìn xuống, một lúc sau mới áp xuống ngực hắn, chỉ là hơi sợ, sợ trách nhiệm trên vai quá nặng nề. Mẫu nghi thiên hạ, nghe thì tôn quý, nhưng thật ra là gánh nặng ngàn cân. Tính thiếp lại tùy tiện, sợ không gánh vác nổi. Phượng quan nạm đầy châu ngọc nhìn thì quý giá, nhưng thật ra lại nặng vô cùng, đau cổ lắm. Khóe môi phó dục mấp máy, trong đêm khuya thanh tỉnh, nụ cười mang theo nét dịu dàng. Mẫu nghi thiên hạ cũng được, phượng quan nặng nề cũng vậy, đều là khuôn sáo cho người ngoài xem, nàng đừng lo lắng. Nàng là thê tử của ta, cũng giống như lúc là thiếu phu nhân nam lâu vậy, cứ làm bất cứ việc gì nàng thích, không cần phải lo nghĩ những điều này. Thiếp sợ, không thể giúp đỡ chàng, san sẻ cùng chàng. Phó dục mỉm cười, lòng bàn tay vuốt ve lưng nàng, chuyện chiều chính ta có năng lực xử lý. Sông pha xa trận đã có các tướng quân, việc lớn nhỏ trong chiều đã có mưu thần, trong thiên hạ không thiếu người tài, đủ cho ta dùng. Nàng muốn san sẻ cùng ta thế nào, giúp ta đối phó mấy tên cáo giả trong chiều, hay là giống như hạ cô nương đó, dẫn quân đánh trận. Nếu vậy thì không cần, hậu cung can chính vốn là điều cấm kỵ, với bản lĩnh của phụ tử phó gia, cũng không cần nàng khoa tay múa chân can thiệp. Nhiều nhất là nói vào vài câu trong lúc qua lại với nữ quyến nhà các trọng thần. Ở kinh thành vài tháng, chuyện ứng phó với các nữ quyến, nàng vẫn có chút bản lĩnh. Nghĩ như vậy, du đồng tự cười bản thân buồn lo vô cớ, nhẹ nhõm hơn đôi chút, sau đó nghe phó dục nói, Lần đầu tiên ta kết hôn với nàng là nghe theo sự sắp đặt của phụ thân. Mưu tính nhắm vào bản đồ trong tay ngụy ra, khi đó ta không có ý chung nhân, không có bất cứ kỳ vọng gì vào chuyện hôn sự. Nhưng lần này là thật lòng thật dạ, không có bất kỳ ý đồ gì. Vòng tay ấm áp, đôi tay áp vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập bên trong. Cảm xúc căng thẳng của du đồng dần tan biến, nằm trên ngực phó dục, cuối cùng hỏi, trước chiều không cần thiếp giúp, còn hậu cung thì sao? Hậu cung như nội trạch, nàng là chủ mẫu, còn muốn lười biếng. Ồ, làm chủ mẫu hiền thục, giúp chàng quản tam cung lục viện. Giọng nói trầm thấp mềm mại mang theo chút chua ngoa. Đầu óc ngơ nghịch đó của phó dục cuối cùng cũng nhạy bén được một lần, hiểu được nỗi lo khiến nàng trằn chọc nửa đêm. Trong màn trướng tối mờ, hắn nhìn nàng, dần dần bật cười, trước khi cưới nàng, có rất nhiều người muốn gửi con gái đến phó gia. Sau khi hòa ly đến kinh thành, lại càng không ít người tìm đến, ta có từng nhìn đến không? Đời người dài mà ngắn, thiếu niên khí phách hùng dũng chớp mắt liền biến thành ông lão tóc trắng râu bạc ngoài những chính vụ nặng nhọc phiền hà khoảng thời gian vụn vặt còn lại chỉ có thể dành cho một người nàng chính là trốn về mà hắn tìm kiếm phó dục trở mình nhốt nàng dưới người nhìn nàng chằm chằm ta chỉ sợ rằng nàng cảm thấy bị bó buộc hối hận khi gả cho ta du đồng lắc đầu hôn sự này thiếp chưa từng hối hận đại điển đăng cơ diễn ra nghiêm túc trang trọng sau khi phiến quân của trịnh biêu rút lui cung điện được sửa chữa lại toàn bộ. Bước vào từ cổng Đan Phượng, điện Hàm Nguyên, điện Tuyên Chính, điện Lân Đức hiện ra nguy nga trắng lệ, lan can thềm ngọc, cột hiên sơn nở Hoa văn thép vàng ở cửa rực rỡ dưới ánh nắng, trên kiến trúc đấu cùng tinh xảo xếp chồng là những mái hiên to lớn mà uyển chuyển, như đôi cánh bay vút lên bầu trời. Phó dục mặc bộ cổn phục, điểm xuyết hoa văn tinh tế, có nhật nguyệt soi rọi, sao trời sáng lạn, cũng có rồng cuộn núi cao, hoa trùng cùng điềm lành bên cạnh hắn là du đồng mang phượng quan hoàng hậu. 15 tuổi làm thê tử của người, trải qua nhiều chuyện khác nhau. Đến nay, thiếu nữ ngây ngô duyên dáng đã là một thiếu phụ thân mang dạ trửa, quyến rũ dịu dàng. Thai chưa lộ rõ, thân hình vẫn thướt tha như trước, từ sau khi động phòng lại càng nở nang như mẫu đơn nở rộ, thon thả mà đầy đặn. Chu y bước lên thềm ngọc, dưới chiếc phượng quan, dung trang tinh tế, mày ngài, mắt biếc, điềm đạm xen lẫn cao quý văn thần võ quan thân mang lễ phục quỳ xuống bái lại một nhà ba người tiến vào điện đế vương trẻ tuổi anh dũng có chiến công hiển hách cũng có năng lực trị vì đất nước trọng binh của từ quỳ chấn giữ bên ngoài phó đức minh dẫn đầu bách quan hô to vạn tuế đứng ở đỉnh cao trên vạn người phó dục quét mắt nhìn nhìn cung điện vàng son thành lâu nguy nga phong thái uy nghi ngắm nhìn thiên hạ trong tay chàng triều cương chỉ mới được chỉnh đốn trăm việc bộn bề bách tính lầm than đã lâu khao khát nền thái bình thịnh trị phó dục đổi quốc hiệu thành lương đổi năm hưng bình tôn phó đức thanh làm thái thượng hoàng tổ mẫu làm thái hoàng thái hậu truy phong mẫu thân điền thị làm thái hậu lập ngụy thị du đồng làm hoàng hậu lục cung bỏ trống chỉ độc sủng một người sau đó là ban tặng tước vị phong thưởng cho công thần tân triều thành lập thế cục đổi thay bách tính quỳ lại tân đế bên ngoài cổng đan phượng không khỏi cảm thán trong lòng ngày đó du đồng bị duệ vương vứt bỏ chịu đủ tiếng xấu khắp kinh thành người người đều nói số do trời định. Nàng không có phúc gả vào hoàng thất, dù có được sự sủng ái của văn xương hoàng đế thì cũng vô ích. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai vị tiên đế lần lượt băng hà, chiến tranh loạn lạc, triều đình thay đổi cục diện. Vị cô nương mang theo tai tiếng gả đến Tề Châu xa xôi lại trở thành hoàng hậu tôn quý, phượng hoàng cuối cùng cũng đậu cảnh ngô đồng. Con gái gả được cành cao, Ngụy Tư Đạo trở thành quốc trượng, nhưng không vì thế mà tự mãn kiêu ngạo, ỷ thế cậy quyền cho dù được văn xương hoàng đế sủng ái hay bị hy bình đế lạnh nhạt bị hứa triều tông phản bội hay được phó dục coi trọng ông vẫn mang bộ dáng cứng nhắc nghiêm khắc như trước đảm nhiệm chức binh bộ chức phường ti nhỏ bé của mình đối mặt với hơn ngàn vạn thư quyền, trông coi bản đồ gác vọng đó là tâm huyết cuộc đời ông không màng vinh nhục cách đó hàng ngàn dặm tây bình vương ngụy kiến sau khi biết được việc này vô cùng tức giận bại trận rút lui sức mạnh trên lệch ngụy kiến không ăn được miếng mồi kinh thành trơ mắt nhìn thiên hạ rơi vào tay phó gia sao có thể cam tâm thần phục điện quân tuy có binh mạnh ngựa tốt có lợi thế địa hình dù cho tạm thời không có năng lực xuất binh tấn công kinh thành đóng quân chấn giữa một phương thì chưa chắc kém hơn phó gia ngụy kiến ao ước ngai vị hoàng đế mười mấy năm tuy không có thành tựu nhưng lại có dã tâm làm sao có thể cúi đầu xương thần do đó lấy lý do ngụy gia có tước vương được văn xương đế đích thân ban cho tự xưng là dòng dõi chính thống đăng cơ xưng đế đồng thời lên án phó gia là nghịch tặc cướp ngôi. Cho dù sau này ra sao, trước mắt lợi dụng thời cơ xưng đế, ít nhất có thể tạm thời thỏa mãn giấc mộng hoàng đế. Từ hồi tháng 6 tranh nhau phò vua nhưng lại bị phó gia nẫng tay trên, nửa năm qua, ngụy kiến vô cùng bực tức. Hai trận chiến ác liệt trước đó, trước tiên là mất đi hai viên đại tướng Chu Vị và Lý Thịnh ở ải trường Vũ Quan. Sau đó thất bại thảm hại dưới tay phụ tử phó dục trong cuộc đụng độ ngoài kinh thành, hai vị lão tướng đắc lực tử trận, hai vị trọng thương, cánh tay phải của gã chớp mắt mất đi một nửa. Vài tháng qua, hùng binh của Từ Quỳ trấn thủ kinh thành, phó dục bận rộn chấn chỉnh triều chính, Ngụy Kiến từng nhiều lần phản công nhưng đều bị đánh bại. Binh lính của phó gia tinh nhuệ hùng mạnh, mãnh tướng dưới trướng nhiều không kể xiết, sau khi chiếm được kinh thành, nhanh chóng thu nạp thêm quân phòng thủ tại đây, binh lực tăng nhanh. Hàng ngàn thiết kỵ hiếu chiến của phó dục xuất quỷ nhập thần, càng khiến người khác khiếp sợ, khí thế như hổ báo, tuần tra xung quanh khu vực tiếp giáp lãnh thổ Ngụy gia. Phòng tuyến như vậy, vốn đã không dễ xuyên thủng, huống chi bên cạnh còn có một triệu diên chi đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Ngày hôm đó Ngụy Thiên Trạch dẫn quân quay trở về, mặc dù chiếm lại được thành trì bị cướp, nhưng nhân thủ có hạn, không thể truy cùng giết tận được đối phương. Phó Trương xuất thân tướng môn, tuy không xuất chúng như Ngụy Thiên Trạch, nhưng cũng do huynh đệ Phó Đức Minh tự tay bồi dưỡng, không thua kém là bao. Chu Hân là mãnh tướng được phó dục đặc biệt chiêu mộ, dù cho không tài mưu được như Ngụy Thiên Trạch, song vẫn là một tay cầm binh lợi hại, chưa kể triệu diên chi, chân giữ kinh châu nhiều năm, cực kỳ khó đối phó. Mặc dù ba người bọn họ bị Ngụy Thiên Trạch đánh đuổi ra khỏi địa phận định quân, nhưng tất cả đều không mảy may thương tổn. Mỗi đợt Ngụy Kiến dẫn quân thảo phạt phó dục, bọn họ lại trực chờ xuất kích, khiến Ngụy Kiến không thể tập trung tiến công. Thế trận rằng co kéo dài hơn 4 đến 5 tháng, quân của Ngụy Kiến vẫn không tiến gần được kinh thành nửa bước. Trong cơn tức giận, gã quyết định tự mình xưng đế so với thanh thế lẫy lừng khi phó dục đăng cơ ở kinh thành ngụy kiến chẳng qua chỉ là hoàng đế tự phong lấy tiếng dọa người nhưng động thái này đã gây ra không ít ồn ào tại những khu vực xung quanh định quân bách tính ra sao tạm thời không bàn đến nội trong ngụy phủ đã náo nhiệt hơn trước rất nhiều để cho việc xưng đế cũng ra dáng ra vẻ ngụy kiến không chỉ xây dựng một triều đình nhỏ với các quan viên dưới quyền gã còn có ý định lập đông cung ngụy tòng cung là con trưởng được ngụy kiến nuôi dưỡng nhiều năm Vốn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử. Tuy nhiên, trận Trưng Vũ Quan năm ngoái, hắn ta thất bại thảm hại dưới tay Phó Dục, đến nay vẫn không lập được chiến công nào bù đắp. Mà sau khi trải qua hai cuộc chiến, những lão tướng vốn ủng hộ hắn ta đã mất đi vài người, thế lực trở nên suy yếu. So với thất bại của Ngụy Tòng cung, Ngụy Thiên Trạch đẩy lùi Triệu Diên Chi, giành lại thành trì, tiếng tăm lẫy lừng. Hơn nữa, hắn có nhạc phụ Khương Thiệu chống lưng, binh lực cường hãn. Suy tính cho lâu dài, xét về năng lực thủ đoạn hiển nhiên nên lập ngụy thiên trạch làm thái tử thế nhưng ngụy kiến vẫn còn do dự hơn 10 năm xa cách trong lòng gã ngụy thiên trạch là một quân cờ tùy ý sắp đặt là thanh kiếm sắc bén mà phó ra giúp gã mài rũa không có một chút tình cảm phụ tử nào hơn nữa tuy ngụy thiên trạch là con của gã nhưng nhiều ý kiến lại trái với gã giống như cái gai trong mắt nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu ngụy tòng cung nhắm vào điểm này muốn chống giặc ngoài trước hết phải ổn định nội bộ ra sức nói ra nói vào. Đêm nay, Ngụy Kiến triệu tập tất cả nhi tử của gã đến nghị sự, nhắc đến phó dục kiêu căng nẫng tay trên. Ngụy Tòng Cung ghi hận nói, ngày đó ở Tề Châu, thiên trạch nếu có thể trừ khử người này, làm sao có chuyện như ngày hôm nay. Đúng vậy, lúc đó phó gia vẫn chưa nghi ngờ hắn, việc này đáng lý ra không khó, Ngụy Tòng tu phụ họa. Từ lúc Ngụy Thiên Trạch giữa đường tranh ngang cướp đi hôn sự của hắn với Khương gia, Ngụy Tòng Tu liền nhanh chóng về chung phe với Ngụy Tòng Cung ngụy kiến nhớ đến chuyện này cũng bực thầm trong lòng liếc nhìn ngụy thiên trạch trách móc nói lúc đó ta đã góp ý nhiều lần bảo ngươi tìm cơ hội diệt trừ hắn trên chiến trường đau thương không có mắt cho dù hắn có chết phó gia cũng sẽ không nghi ngờ ngươi nhưng ngươi không nghe nhất quyết phải cứu hắn còn cả vụ của phó đức thanh lần đó lão xông vào lãnh địa thất đát nếu không có ngươi chưa chắc đã có thể sống sót trở về không còn lão lần này kế hoạch cần vương của chúng ta cũng không đến mức bị phó dục nẫng tay trên Ngụy Tòng cung bồi thêm. Bầu không khí tranh giành cấu xé lúc này trở nên ngày càng gay gắt. Cho dù Ngụy Thiên Trạch đã cố hết sức nhẫn nhịn, trên mặt vẫn lộ ra vẻ lạnh tanh, lạnh giọng nói, kề vai giết địch trên chiến trường, làm sao ta có thể đâm sau lưng hắn. Phó Đức Thanh xông vào lòng địch để diệt trừ hậu hoạn cho biên cương, liều chết mạo hiểm vì bách tính. Nếu như lão chết, Đông Đan hay tin sẽ tiến về phía nam, điều này chỉ khiến cho phòng tuyến biên giới gặp đe dọa. Vậy nên ngươi cứu hắn, đem đến phiền phức cho chúng ta, ngụy tòng cung cười chế nhạo ngụy thiên trạch phớt lờ hắn ta chỉ nhìn sang ngụy kiến đúng như dự đoán ngụy kiến khịt mũi lạnh lùng không phân nặng nhẹ không hiểu đại cục phó dục và phó đức thanh chỉ cần một trong hai chết chúng ta cũng sẽ không chịu tổn thất lớn như vậy ta phí sức sắp xếp cho ngươi đến tề châu căn dặn biết bao nhiêu lần đến cuối cùng không những không diệt được địch đến cả việc ly gián phó ra cũng làm không xong miệt mài bao năm hủy hoại trong một ngày còn làm tổn thất nhiều tay mắt của gã hôm đó ngụy thiên trạch chạy trốn trở về ngụy kiến tức giận không ít chỉ là nhìn chúng bản lĩnh của hắn cảm thấy có thể giúp ích cho gã mới bỏ qua không nói bây giờ bị phó giá cho một vố, nhắc đến chuyện cũ đó khó trách gợi lên sự bực dọc bất mãn gã đã mở miệng như thế ngụy tòng cung nửa đùa nửa thật chẳng lẽ ngươi còn nhớ đến giao tình với phó gia quên đi ơn sinh thành đại ca cẩn thận lời nói ngụy thiên trạch nhướng mày ngụy tòng cung có chút kiêng rẻ không nói thêm chỉ cười giễu cợt sau khi chêm củi cười lửa hắn ta ngồi uống trà như không có chuyện gì ngụy kiến vỗ vỗ vai xoa dịu ngụy thiên trạch nhưng vẫn mắng bản lĩnh phó ra dạy cho ngươi rất hữu dụng nhưng những ý nghĩ ngu xuẩn kia nên vứt bỏ đi ngươi là con trai của ta đừng có lúc nào cũng ưng ngạnh với ta nói xong bèn chuyển qua bàn đến chuyện của các quan viên trong triều đình nhỏ của gã anh nến lập lòe hai người kia đều là nhi tử do ngụy kiến tự tay dạy dỗ rất biết cách lấy lòng gã ngụy thiên trạch lạnh lùng đứng nhìn vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng bực tức ôm quyền. Chỉ nói còn có chuyện khác chưa xử trí xong, rồi cáo biệt Ngụy Kiến trở về nơi ở của mình, Tô Châu trăng tỏ, đêm đông lạnh và ẩm ướt. Ngụy Thiên Trạch không mặc áo choàng, hắn tìm đại một cái cớ cắt đuôi tùy tùng, một mình đi trong đêm tối, lông mày nhíu chặt. Khoảng thời gian lập kế hoạch trốn thoát trong quân lao Tề Châu, hắn đã từng tưởng tượng về tình cảnh sau khi trở về tọa Châu nhờ có tin tức tai mắt của phó dục tìm về. Hắn cũng biết được phần nào tính tình và cách hành sự của Ngụy Kiến từ nhỏ đã trở thành con cờ, bị tách khỏi mẫu thân, hắn không đặt nhiều kỳ vọng vào gã phụ thân ngụy kiến này. Cũng biết rằng đường đột trở về tranh đấu với những huynh đệ kia nhất định sẽ khó khăn muôn phần. Nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Thân thế cùng mưu đồ bị bại lộ, phó gia không còn tin tưởng vào hắn, hắn cũng không còn mặt mũi nào đến gặp phụ tử phó dục, gặp những lão tướng từng dạy dỗ hắn, xem hắn như đứa con ruột thịt. Để không bỏ phí công sức khổ luyện, thực hiện hoài bão của mình, Ngụy Thiên Trạch chỉ có thể mượn địa bàn của Ngụy Kiến làm bàn đạp. Nhưng không ngờ, khi đến Toại Châu, tình cảnh còn khó khăn hơn hắn tưởng. Phụ tử lạnh nhạt, không có tí tình cảm, huynh đệ tranh đấu, đấm đá giành quyền lực, những thứ này đều không vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ như mưu tính đoạt quyền, hắn có một thân bản lĩnh, có chiến công hiển hách, có trợ giúp từ Khương gia, không sợ những thứ vật vãnh này. Trên thực tế, một năm trôi qua, hắn cũng đã lôi kéo được vây cánh cho mình, từ một kẻ lạ mặt lạ nước lạ cái thoát cái đã trở thành cánh tay đắc lực của ngụy kiến hoàn toàn lấn át uy phong của trưởng tử ngụy tòng cung thậm chí với thực lực hiện tại hắn gần như có thể ngang cơ với cả ngụy kiến điều thực sự khiến ngụy thiên trạch không thể chịu đựng được chính là tính cách của hắn và ngụy kiến hoàn toàn trái ngược nhau ngụy kiến tham lam kiêu ngạo không từ thủ đoạn tuy đứng đầu một phương có binh hùng tướng mạnh núi non chủ phú nhưng lại không có lòng thương dân dưới trướng có nhiều tham quan ác bá bóc lột đàn áp bách tính, nếu không có trời thương, không xảy ra nạn đói, lại có binh tướng hùng mạnh chấn thủ, e rằng dân chúng sớm đã nổi loạn. Trong quân sự và chính trị, ngụy kiến coi trọng nhất vẫn là mưu quyền đoạt lợi, đặt lợi ích lên hàng đầu. Ngụy Thiên Trạch ngược lại. Ngay cả khi đã phản bội phó gia, hắn cũng đã được dạy bởi những binh tướng phó gia. Đổ máu liều mình bảo vệ bách tính, vào sinh ra tử cùng huynh đệ trên sa trường, những ý niệm này từ lâu đã ăn sâu vào trong đầu, hòa vào máu xương trong vô thức bộc lộ qua cử chỉ lời nói. Do đó có nhiều chuyện, hắn không hòa hợp được với Ngụy Kiến. Ngụy Thiên Trạch lòng đầy bực dọc, sau khi trở về phủ, không đi về phòng của hắn với Khương Đại Quân mà quẹo đi tìm mẫu thân Sở Thị. Sở Thị tuổi tầm 40, năm đó cũng từng yểu điệu thục nữ, tư sắc hơn người. Bao năm qua sống một mình trong sân viện hẻo lánh ở phủ Tây Bình Vương, u uất lâu ngày, dung mạo quyến rũ thời trẻ đã hao mòn đi nhiều, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh. Dù cho hiện tại Ngụy Thiên Trạch đã có phủ đệ riêng, bao bọc bà bằng lụa là châu ngọc, bà vẫn chọn ăn mặc giản dị, sống an phận trong phủ. Lúc này đêm khuya thanh vắng, sở thị ngồi dưới đèn, may vá y phục. Mũi kim thoàn thoát, bà có hơi lờ đãng, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, đột nhiên giật mình, đầu kim đâm vào ngón tay, tứa ra vài giọt máu. Bà lau vội, ngẩng đầu thấy nhi tử bước vào mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy vẻ mặt u ám câu có của Ngụy Thiên Trạch, liền đứng dậy nói, sao vậy? Vừa mới từ bên đó trở về, Tiện đường ghé thăm mẫu thân, Ngụy Thiên Trạch nhìn bộ y phục may dở trên tay bà, chất vải cùng hoa văn đó, rõ ràng là may cho hắn. Xa cách nhau hơn 10 năm, ký ức lúc nhỏ sớm đã phai nhòa, nhưng tình thân máu mủ vẫn không dứt được. Trong một năm này từ khi hắn trở về, Sở thị như cây khô gặp xuân, bừng lên sức sống, may áo làm giày, hết sức chăm chú. Vẻ mặt của Ngụy Thiên Trạch dịu đi một chút, giúp bà cất đồ. Những chuyện này cứ giao cho người khác, mẫu thân không cần phí sức, khuya rồi cẩn thận kẻo hỏng mắt. Ta thấy vui, không sao đâu, sở thị kéo hắn ngồi đối diện, đưa cho hắn miếng bánh ngọt được hấp lúc bữa tối. Nhìn nhi tử nhíu mày ảm đạm, bà cũng đoán được vài điều, lại cãi nhau với ông ta sao. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ngụy Thiên Trạch dừng lại, chế nhạo nói, phụ tử bọn họ lại khá ăn ý với nhau đấy. Những lời này đầy phẫn ốt, sở thị hơi trao mày. Kẻ trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, sở thị đương nhiên biết chuyện ngụy Tòng Cung chèn ép con trai bà còn lão tặc ngụy kiến đó lòng dạ độc ác năm đó nhẫn tâm quăng đứa nhỏ 7 đến 8 tuổi lưu lạc xứ người thì bây giờ yêu thương được đến đâu nửa năm nay những tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần vừa nãy bà lơ đãng cũng vì mãi suy nghĩ về chuyện này bà xoay người khép cửa rót một tách trà cho ngụy thiên trạch nói nhỏ ông ta vẫn coi trọng ngụy tòng cung thấy nhi tử không phủ nhận không nhịn được mà nói ngụy tòng cung chống đối con mọi nơi âm thầm ám hại chỉ mong con tử trận xa trường để tránh ngán đường nó gã ác tặc kia cũng không xem con là nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ông ta, con chỉ luôn là một quân cờ, thật ra, bà ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Ngụy Thiên Trạch nhướng mày, mẫu thân cứ nói. Thật ra, bản lĩnh hôm nay của con, không cần suốt ngày nhìn sắc mặt ông ta, những lúc cần dứt khoát thì không cần nề tình. Bà ấy trước nay luôn hiền lành ít nói, không tranh giành với người, hiếm khi nói những lời này. Ngụy Thiên Trạch hơi sững người, sau đó nghe bà nói tiếp, Trước đây con ở Tề Châu một mình, ta lại thân bất do kỳ, rất nhiều việc không tài nào thực hiện. Sau đó con trở về đây, còn lạ lẫm không có chỗ dựa, phải nhờ vào gã ác tặc, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại, ác tặc đó không xem con là nhi tử, Ngụy Tòng Cung cũng không coi con là huynh đệ, không cần phải kiêng rè gì cả. Lời này thật khác thường. Ngụy Thiên Trạch ở dưới trướng phó dục đã lâu, khả năng quan sát cực kỳ lợi hại, nhìn thấy biểu hiện của Sở Thị khác hẳn mọi khi, luôn miệng oán hận ác tặc nghe như muốn thuyết phục hắn động binh với phụ thân và huynh trưởng tâm tư hắn khẽ động mẫu thân cảm thấy hắn giơ tay lên làm dấu thanh đao đặt ngang cổ anh nên nhấp nháy ngón tay sở thị bấu chặt mép bàn chậm rãi gật đầu nhưng suy cho cùng bọn họ cũng là máu mủ với con ai nói vậy giọng nói của sở thị thấp như tiếng mũi vo ve như lại như sấm nổ bên tai ngụy thiên trạch sở thị cất giữ một bí mật một bí mật ngoài bà ra không một ai biết được hơn 20 năm trước bà chỉ là một tiểu thư duyên dáng nhà huyện lệnh xuất thân không tính là cao nhưng cũng cơm no áo ấm chưa từng chịu cực chịu khổ được phụ thân cùng ca ca yêu thương 13 đến 14 tuổi đã được định cho mối hôn sự đối phương là môn sinh của phụ thân một thư sinh trắng trẻo hay lúng túng tính tình dịu dàng đối xử rất tốt với bà tiếc rằng bà còn chưa kịp xuất giá đã đụng phải ngụy kiến số phận con người đôi khi rất kỳ lạ ngoại hình của bà ở toại châu không thuộc dạng đặc biệt xuất sắc chỉ ở mức xinh đẹp thiếu nữ ở độ tuổi đó chỉ cần trông không xấu xí dị tật trang điểm đôi chút là có thể ưa nhìn huống hồ gì bà được nuông chiều từ nhỏ mười ngón tay thon dài khuôn mặt trắng trẻo điếm xuyến bởi lụa là châm ngọc liền trở thành đóa hoa nở rộ giữa hè vốn dĩ ăn vận xinh đẹp gặp mặt tình lang nhưng không ngờ lại đụng chúng ngụy kiến đang cưỡi ngựa đi săn cuộc gặp gỡ suối quẩy đó đến nay vẫn khiến sở thị hối hận không nguôi khi đó ngụy kiến vừa giành được binh quyền có được tước vị tây bình vương gã kiêu căng đắc ý phong lưu ngang ngược nhìn chúng cô nương trăng tròn xinh đẹp bất chấp nàng đã đính ước cậy quyền cầu hôn dụ dỗ đe dọa cha của sở thị xuất thân tú tài nghèo khó tư sinh đó cũng không có ra thế sao có thể chống lại sự đe dọa từ ngụy kiến sở thị sợ liên lụy người nhà cùng tình lang nuốt nước mắt gả đi đáng tiếc tên cầu tặc ngụy kiến là tên khốn mặt người dạ thú tuy phong cho bà vị trí chắc phi nhưng cũng chỉ là ham muốn nhất thời cách dăm ba bữa lại kiếm vài nữ nhân đến khi là nha hoàn có tư sắc, khi là mỹ nữ được thuộc hạ dâng lên, không kén chọn chút nào. Sở thị khi đó tuổi trẻ, trái tim thiếu nữ chỉ hướng về tình lang, đụng phải tên ăn chơi gieo giống khắp nơi, không gây tẩm sao được. Khoảng thời gian đầu lúc mới gả, bà lo lắng cho người nhà, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám đụng vào vảy ngược của ngụy kiến. Tuy nhiên, cục đất lâu ngày cũng biết u buồn. Sở thị bị cưỡng bức bắt đi, được phong cho cái danh chắc phi không thể rời phủ. Cả ngày sầu muộn, trong lòng lại mang oán hận có được dịp rời thành dạo chơi vô tình bắt gặp tình lang những chuyện thương tâm bỗng chốc ủa về vùng ngoại ô ít người qua lại nắng xuân rực rỡ nha hoàn người hầu đi theo bà đều là thân tín sở thị tùy tiện tìm một lý do tách ra ôn lại chuyện cũ với tình lang ban đầu bà chỉ muốn ôn lại kỷ niệm cũ thế nhưng tình trạng ý thiếp bị bắt chia lìa bà khóc lóc than thở tình lang đau lòng an ủi sao có thể không rung động huống chi ngụy kiến thay nữ nhân còn hơn thay áo thê thiếp bên cạnh không thiếu bà bị cưỡng đoạt dựa vào gì mà phải thủ thân như ngọc dứt bỏ tình cũ xuân ý ngập tràn bảy phần vương vấn nhẹ dạ ba phần oán hờn giận dỗi sở thị cuối cùng vẫn không kìm lòng được trước tình lang khôi ngô tuần tú hoan lạc nơi ngoại thành vội vàng mà thắm thiết càng lúc càng nồng nhiệt sau khi trở về phủ sở thị cáo bệnh mấy ngày liền không chịu gặp ngụy kiến lại sợ sau lần vừa rồi vô tình có mang nếu bị phát hiện sẽ liên lụy người khác đấu tranh mấy bận cuối cùng hạ quyết tâm đi đến chỗ ngụy kiến một chuyến rồi sau đó bà phát hiện mình có thai lang trung ước tính ngày đúng vào ngày bà gặp tình lang sở thị lo sợ bại lộ lập tức chen ngang chỉnh lời lùi lại vào đúng đêm bà ở lại chỗ ngụy kiến lang trung tính ngày dựa trên mạch tượng trên lệch hai ba ngày cũng là chuyện thường nghe vương phi nói vậy bèn sửa lời theo tin tức được báo cho ngụy kiến mọi người ai nấy đều vui mừng nha hoàn người hầu cũng bị giấu nhẹ không một ai biết được nội tình ra sao sở thị yên tâm dưỡng thai mượn cơ hội này tránh sự ân sủng của ngụy kiến khi ngụy thiên trạch được hạ sinh nữ nhân xung quanh ngụy kiến tranh đấu câu xé lẫn nhau hoa nở hoa tàn bà bị gạt bỏ sang một bên sở thị không tranh không giành chỉ xin phép đưa ngụy thiên trạch đến sống ở biệt uyển lo sợ ngụy thiên trạch lớn lên có tướng mạo giống thân phụ gây ra phiền phức bèn tìm một lý do nhờ phụ thân tốn công sắp xếp khuyên tình lang đến nơi khác mưu cầu công danh hai người từ nay cách biệt hai nơi chỉ là không ngờ rằng ngụy kiến ác độc ỉ vào con cái đông đem ngụy thiên trạch rời phủ từ nhỏ ra làm con cờ đưa đến tề châu chịu khổ sở thị vốn thất sủng đã lâu càng không biết lòng lang dạ sói của trưởng phu khi biết được sự thật thì đứa bé đã biến mất không tung tích mười năm còn lại bà đau khổ trong phủ sống như đã chết mãi cho đến khi ngụy thiên trạch trở về mẫu tử đoàn tụ cũng coi như là mưa tạnh trời lại quang gương mặt của hắn cũng có vài phần giống với tình lang năm xưa nhắc nhở Sở thị về những điều cũ kỹ sớm bị chìm vào quên lãng. Chỉ là khi đó Ngụy Thiên Trạch thân cô thế cô, phải nhờ vả Ngụy Kiến, Sở thị sợ nếu nói ra sự thật, Ngụy Thiên Trạch để lộ sơ hở sẽ gây ra tai họa, bèn giấu kỹ không hé môi. Giờ đây, không gì phải lo lắng nữa. Con trai của bà đã phải chịu khổ hơn 10 năm, kỹ năng, bản lĩnh, tính cách đều hơn hẳn những đứa con được Ngụy Kiến nuôi dưỡng. Một năm nay bồi đắp sức mạnh, vây cánh dần lớn mạnh, hắn đã không còn là đứa con bị bỏ rơi chạy trốn về sau thất bại nữa. Dưới ánh nến khắp phòng, Sở Thị kể cho Ngụy Thiên Trạch nghe về những chuyện cũ ngày trước, chuyện từ hơn 20 năm trước. Sở Thị chậm rãi nói xong, trên khuôn mặt vốn luôn điềm đạm, ẩn giấu nỗi hận đã đè nén suốt nửa đời người. Gã không phải là thân phụ của con, gã giam lòng ta, uy hiếp con, lợi dụng con, không bằng cầm thú. Bên ngoài trời lạnh cóng, gió đêm thổi vào khiến cửa sổ khẽ kêu. Ngụy Thiên Trạch đứng ở bên bàn, khuôn mặt và cơ thể đều đã cứng đờ sự ngưỡng mộ đối với phụ thân lúc nhỏ đã biến mất hoàn toàn từ khi hắn trưởng thành hiểu được lòng dạ độc ác của ngụy kiến hồ dữ vẫn không ăn thịt con so với sự dạy dỗ tận tâm của huynh đệ phó đức minh với con cháu ngụy kiến lấy cốt nhục làm quân cờ quả là máu lạnh năm đó trà trộn ở tề châu phải che giấu ý đồ không dám thẳng thắn cởi mở với phó gia phần lớn là vì nghĩ cho thân mẫu ở cách xa ngàn dặm nửa còn lại là do thân phận ngăn trở Ngày đó khi mới biết chân tướng của việc bị bắt cóc, Ngụy Thiên Trạch vẫn chưa lường hết được sự thâm độc đằng sau. Tay mắt của Ngụy Kiến lấy tính mạng Sở Thị ra đe dọa, lông cánh của hắn vẫn chưa đủ cứng cáp, chỉ có thể chấp nhận bị đe dọa. Đến khi hắn lớn hơn, hiểu biết nhiều hơn, muốn quay đầu thì đã không còn đường nào nữa. Giống như bị mắc kẹt trong vũng lầy, ngày càng lún sâu, không thể thoát ra. Huống chi, ở phía cuối vũng lầy, mẫu thân của hắn vẫn đang kẹt ở đó. Ngụy Thiên Trạch chỉ có thể tiến về phía trước dù cho có do dự hay khó khăn ra sao sau khi trở về toại châu hắn vẫn giữ lại chừng mực không chém giết vô tội cũng là để giữ lại chút nhân tính trong người nhưng không ngờ rằng giờ này phút này mọi thứ ràng buộc hắn trước đây bỗng chốc sụp đổ ngụy thiên trạch đứng sững sờ hai tay nắm chặt một lúc lâu sau mới đè nén tâm tư phức tạp thấp giọng nói ông ta biết không nếu ông ta biết sao có thể giữ lại mạng của ta đến ngày nay nếu ngụy kiến biết người phụ nữ này đã phản bội mình gã nhất định sẽ giết chết bà trong cơn thịnh nộ, không thể để bà ở lại vương phủ cho bà hưởng thụ cẩm y ngọc thực. Sau khi Ngụy Thiên Trạch trở về Toại Châu, lại càng khâu trao cho hắn mối hôn sự với Khương gia, để cho hắn thu nạp vây cánh, rồi tiếp đó lại dao động không quyết khi lựa chọn vị trí thái tử. Ngụy Thiên Trạch nhíu mày, nhưng hắn vẫn không dám tin, mẫu thân không tính nhầm ngày chứ. Ngày tháng có thể sai lầm, nhưng khuôn mặt của con sở thị ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua hắn, rơi trên người nam nhân khác, mang theo sự dịu dàng bối rối, khuôn mặt của con có hết năm phần giống với phụ thân con lúc trẻ. May mà khi đó chàng rời đi, cách biệt 20 năm, trong vương phủ này không còn ai nhớ tới tướng mạo của chàng, nếu không ta thật sự sợ sẽ khơi dậy sự ngờ vực của người khác. Vậy ông ấy, còn sống không? Vẻ mặt của sở thị sượng lại, một lát sau mới lắc đầu, mấy năm trước phía nam xảy ra bạo loạn, nghe ngoại tổ phụ con nói, chàng đã bị phiến quân giết chết. Chiến loạn lần đó, ngụy Thiên Trạch dĩ nhiên vẫn còn nhớ trên sự lan khắp các châu binh tướng triều đình không còn cách sau cùng duệ vương hứa triều tông nhờ được phó dục ra tay dẹp yên chiến loạn phó dục cũng nổi danh từ đó cài cắm tai mắt phó ra ra xa hơn khi đó hắn vừa mới bị phó dục nghi ngờ ở lại vĩnh ninh lúc phó đức thanh truy kích quân thất đát thì đem quân ứng cứu nếu sở thị không tiết lộ sự thật ngày hôm nay e rằng hắn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra khi đó ngọn nến lặng lẽ cháy ngụy thiên trạch đứng trơ ra như phỗng sắc mặt biến đổi im lặng một lúc hắn mới nói chuyện mẫu thân nói trong lòng con có tính toán đã khuya rồi mẫu thân nên nghỉ sớm đi dứt lời hắn xoay người ra ngoài vừa ra đến cửa thì nghe thấy sở thị cất tiếng từ phía sau chuyện năm đó con đừng trách ta quay đầu lại thấy bà đang đứng bên bàn dáng người gầy gò vẻ mặt có phần thê lương sao lại trách bà được chuyện năm đó vốn là ngụy kiến vô tình vô nghĩa phá hỏng hôn sự của bà lại không trân trọng bà những chuyện sau đó lại càng không thể đổ tội lên đầu sở thị ngụy thiên trạch dừng một chút sau đó quay lại bên cạnh sở thị ngụy kiến không phải thân phụ con rất mừng tương lai nếu có cơ hội con sẽ đến phía nam tìm hài cốt của phụ thân con được mẫu thân mang nặng đẻ đau 10 tháng máu mủ ruột già lại biết phân biệt đúng sai sao có thể trách mẫu thân được hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm đó những lo lắng của sở thị liền biến mất Như thế bà cảm thấy nhẹ nhõm bảo hắn tương lai nhớ hành sự thận trọng không có huyết thống ràng buộc gánh nặng trên vai ngụy thiên trạch biến mất như làn khói ngụy kiến bất nhân ngụy trường cung bất nghĩa hắn có thể hành sự mà không cần kiêng rẻ khi ngụy tòng cung một lần nữa ra tay với hắn ngụy thiên trạch phản kích không chút kiêng nể kết quả ngụy tòng cung trọng thương qua đời cùng một phương thức ám hại ngụy thiên trạch né được hắn thì không có bản lĩnh đó gậy ông đập lưng ông tự chuốc lấy kết quả nạp mạng một cách vô ích dựa vào nhiều năm tôi luyện ở vĩnh ninh chuyện này được hắn thực hiện vô cùng cẩn thận không để lại manh mối nào. Sau khi biết chuyện, Ngụy Kiến đau lòng phẫn nộ, dù có nghi ngờ cũng không có bằng chứng. Trung quy hai phụ tử cũng không có tình nghĩa gì, xa cách nghi kỵ đan lẫn với tính toán lợi dụng, Ngụy Thiên Trạch cũng không quan tâm gánh thêm tội danh này. Sau cái chết của Ngụy Tòng cung, vấn đề đoạt đích trở nên rõ ràng ngay lập tức. Có Khương Thiệu tại Kiến Sương hô ứng, duy trì giao ước giữa hai bên, địa vị của Ngụy Thiên Trạch ở tội châu vốn đã cao hơn những người khác. Cùng với sự chủ bị sắp xếp trong một năm nay, với bản lĩnh trên chiến trường hắn đã giành được sự tán thưởng của vài vị lão tướng trong doanh lại dựa vào mưu tính thao lực lôi kéo được không ít vây cánh không chỉ bọn ngụy tòng cung không cách nào bì được đến cả ngụy kiến cũng phải e ngại vài phần rằng co được một khoảng thời gian vị trí đông cung cuối cùng vẫn lọt vào tay ngụy thiên trạch quyền lực trong tay thanh thế dần lên ngụy thiên trạch ở đất toại châu này vô cùng lừng lẫy nhưng thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng một mình đối diện với bản đồ sơn hà khổng lồ trong thư phòng hắn cũng sẽ cảm thấy mông lung những năm đầu mới đến tề châu hắn được phó ra dạy dỗ có thể kiên định tiến bước ý chí bừng bừng sau khi biết kế hoạch của ngụy kiến tuy hắn cũng từng âm thầm đấu tranh nhưng vì mẫu thân cùng huyết thống trong người mà dần chấp nhận số phận thỉnh thoảng hành sự do dự lung lay nhưng trong lòng hắn biết rõ phía cuối con đường mà hắn đang đi chính là doanh trại của ngụy kiến không còn lối nào khác nhưng bây giờ thì sao con đường dưới chân sẽ dẫn hắn về đâu ẩn náu nhiều năm ngày đó phản bội giao tình của hắn với phó gia đã chấm dứt sau khi ngụy kiến xưng đế tình hình lại càng khác hơn hắn và ngụy kiến bằng mặt không bằng lòng cũng không thể dẫn binh tướng ngụy ra đầu quân dưới trướng phó dục hiện tại chỉ có thể lên cùng thuyền với ngụy ra rồi ra sức mưu đoạt binh quyền từ mùa đông đến mùa xuân năm sau ngụy thiên trạch nhẫn nhịn tại toại châu phụ tử hai người phụ thuộc vào nhau lại đề phòng lẫn nhau tạo ra thế bập bênh kinh đô cách đó ngàn dặm sau khi thanh trừng triều đình sắp xếp xong xuôi phòng tuyến biên giới và những nơi khác phó dục cũng hướng sự chú ý của mình về phía tây khi mới đăng cơ triều chính vẫn chưa ổn định một số binh tướng thấy ngụy kiến xương đế dục dịch muốn bắt trước thế lực ngụy kiến lớn mạnh có lợi thế địa hình núi non sông nước hấp tấp tây phạt chỉ gây hao tổn binh lực cũng có khả năng khiến hậu phương lâm nguy bây giờ hậu hoạn đã diệt trừ hết bên gối của mình sao có thể để cho kẻ khác kê đầu ngủ ngon nhân lúc ngụy ra còn chưa thành mối đe dọa cũng đến lúc ra tay bình địa biên giới phía tây hết phần mười